Bí thư trùng sinh, vương tử quân. chương 297 giúp nhau diễn một vở kịch hay. Người ngoài nhìn vào thì thấy các vị thường ủy huyện ủy đang đồng tâm hiệp lực, hòa hợp êm thấm, nhưng dù là ai cũng có thể cảm giác được hơn chục người nắm quyền lớn ở huyện Lô Bắc này đều có tâm tư của riêng mình. Công việc của nhà khách huyện ủy chủ yếu là nghinh đón lãnh đạo, trên cơ bản sẽ xuất ra tất cả vốn liếng đối với các vị lãnh đạo, đồng thời cũng cực kỳ tận tâm tận lực, bày biện vì thân phận các thực khách đến đây dùng cơm. Nhưng nếu bàn về vấn đề tận tâm thì bọn họ sẽ cực kỳ nhiệt tình với các vị lãnh đạo thường ủy huyện ủy, dù sao thì những người này mới thật sự có thể quyết định sự tồn tại của bọn họ. Bữa tiệc hôm nay có thể nói là mở màn trong bầu không khí hài hòa, chỉ là các vị lãnh đạo cũng không có tâm tư hưởng thụ những món ăn ngon, những thức ăn được chế biến tinh xảo trên bàn giống như những món rau dưa chua loét, ai cũng chỉ dùng lứa qua, hơn 10 người uống hết hai chai rượu thì tan cuộc. Chủ tịch Vương, chuyện ngày mai, chúng ta không bằng lùi một bước. Khi Đỗ Tử Cường rời khỏi nhà khách huyện ủy thì ngồi lên xe của Vương Tử Quân, lão trầm ngâm một chút rồi nói. Đỗ Tử Cường đã có một năm liên hệ với Vương Tử Quân, đã thấy vị lãnh đạo trẻ tuổi này đổi mới rất đa dạng, thủ đoạn trồng chất, hầu như có thể xưng tụng là ra tay biến hóa như trong chóng sau mưa. Lúc đầu là một vị phó chủ tịch tạm giữ chức, bây giờ đã là chủ tịch huyện, dù đã trải qua nhiều mưa gió thế nhưng chưa từng nếm thiệt thòi. Mà tình huống vào lúc này thì có chút ngăn trở, thế nhưng đó là thứ mà hầu như không thể nào tránh khỏi. Biết rõ không thể làm nhưng cuối cùng cũng bị ép thực hiện, kết quả cuối cùng chỉ có thể là đầu rơi máu chảy, trước mắt Dương Quân tài cố ý dùng sách lược mở rộng lực ảnh hưởng của mình, vì sao chủ tịch Vương không nhún một bước? Chủ tịch Vương, lùi một bước là trời cao biển rộng, không cần tiếp tục gắng gượng làm gì. Hơn nữa đồng chí Đặng Tiểu Bình cũng từng nói lùi bước cũng không phải chịu thua mà là xúc tích lực lượng để tùy thời phát động mà thôi. Đỗ Tử Cường chậm rãi nói ra những lời châm trước của mình. Audio điện tử võ tấn bền Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn biết rõ Đỗ Tử Cường khuyên giải mình xuất phát từ thiện ý, rõ ràng đối phương sợ mình quá căng cứng, ngày mai sẽ mất mặt. Tôi biết rõ rồi, cảm ơn Chủ tịch Đỗ. Đúng rồi, chuyện ở xã Hoa Sơn các anh điều tra thế nào rồi? Vương Tử Quân cười cười với Đỗ Tự Cường rồi khẽ hỏi. Khi nhắc đến xã Hoa Sơn thì vẻ mặt Đỗ Tự Cường chợt trầm xuống. Không thể lạc quan, Chủ tịch Vương, trước kia tôi cũng nghĩ rằng xã Hoa Sơn có khu phố kiểu mẫu rất tốt, rất đáng xem, nhưng khi nhìn vào tư liệu của đồn công an, tôi biết mới vì xây dựng con đường mà Trần Tiến Đường đã dùng thủ đoạn hành chính để phá hủy hơn 20 nhà. Những nhà có năng lực kinh tế khá tốt tuy cũng có phát sinh lỗ hổng, thế nhưng vì khuyên can mãi cuối cùng cũng xong, Đáng thương nhất chính là hơn người hộ nhà nghèo, mãi đến bây giờ vẫn còn đang ở nhờ nhà người thân. Anh xem, đây là ảnh tôi chụp được khi đến hiện trường điều tra. Đỗ Tử Cường vừa nói vừa lấy từ trong cặp ra một sắp tài liệu đưa cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiếp nhận tài liệu, hắn nhờ vào ánh đèn vừa bật lên trong xe để nhìn qua, hắn thấy đây là một con đường thẳng tắp, rất có khí khái, hai bên đường là những căn nhà hai tầng, mỗi hộ đều ốp gạch men trắng, nhìn qua thật sự rất thống nhất nhưng khi lật qua những tấm hình khác, hiện ra trước mặt vương tử quân là khá nhiều ngôi nhà bỏ hoang, cỏ mọc đầy, rõ ràng đây chính là những căn nhà không ai sử dụng. Nhưng nếu so sánh với những tấm hình như vậy, một tấm hình khác chụp nghiêng lại làm cho vương tử quân phải nghẹn họng nhìn chân chối, đó chính là hình ảnh ở phía sau vốn bị che lấp bởi những ngôi nhà hai tầng san sát ven đường, đó chính là một bức tường che lấp. Vương tử quân kiếp trước sống ở nông thôn nhiều năm, sao không hiểu nó biểu thị cho điều gì? thế là vẻ mặt hắn chợt trầm xuống. Vương tử quân thu hồi những tấm ảnh và rơi vào trầm ngâm, hàng loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu, lại liên tục lóe lên trong lòng. Con đường ở xã Hoa Sơn đã được xây dựng hoàn công hơn một năm mà vẫn còn hơn 10 hộ sống nhờ nhà người thân, tình huống cuộc sống của những nhà này khó khăn thế nào thì hoàn toàn có thể biết được. Lúc bắt đầu Vương Tử Quân chỉ muốn xem phương án thay đổi diện mạo phố phường lần này là một thủ đoạn phản kích của Dương Quân Tài, thế nhưng sau khi Đỗ Tự Cường xâm nhập điều tra, một cảm giác tức giận chợt bùng lên từ tận đáy lòng hắn. Đây là chuyện tốt của Trần Tiến Đường sao? Vương Tử Quân thở dài một hơi, hắn trầm giọng nói. Hiện tại cảm xúc của những hộ gia đình này là thế nào? Bọn họ rất ai oán, Chủ tịch Vương, bây giờ bí thư Vương Mậu của xã Hoa Sơn cũng rất sốt ruột, lúc này nhân tố không ổn định nhất của xã Hoa Sơn chính là vấn đề của những hộ gia đình bị đền bù giải tỏa kia. Vương Mậu sợ quần chúng kêu oan, trong lòng cảm thấy rất bức bối hắn cũng muốn giải quyết vấn đề thế nhưng không bột khó gột nên hồ dù khéo thế nào cũng khó thể thổi cơm khi không có gạo tài chính xã đều xòe tay ra với huyện ngoài sổ nợ thì bây giờ căn bản không có tiền hắn đã nhiều lần xuống an ủi các hộ gia đình bị giải tỏa thế nhưng cuộc sống nào chỉ dựa vào chuyện an ủi là có thể giải quyết được đỗ từ cường lên tiếng giọng điệu trượt giảm xuống thấp vài phần là loại người bước đi để lại một đống rác thải ai làm thì người đó sẽ phải giải quyết vấn đề này Vương Tử Quân lạnh giọng nói một câu, sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Đỗ Tử Cường nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Vương Tử Quân, trong lòng thầm bùng lên cảm giác thất vọng. Sau khi nhìn rõ tình huống của xã Hoa Sơn, hắn rất muốn chủ tịch Vương nghĩ biện pháp, thế nhưng không ngờ chủ tịch Vương chỉ nói một câu như vậy. Ai làm thì người đó phải chịu trách nhiệm giải quyết, vấn đề là chuyện của những hộ gia đình bị giải tỏa kia đã không còn cách nào giải quyết cho ổn theo phương án đó được nữa. Đỗ Tử Cường há miệng nhưng vẫn phải nuốt lời vào bụng, trong lòng hắn biết rõ, Chủ tịch Vương đang một lòng muốn vung tay cản trở phương án thay đổi diện mạo phố phường Lô Bắc, nếu ngày mai hội nghị thường ủy mở rộng thông qua quyết nghị này, chỉ sợ Chủ tịch Vương sẽ gặp phải áp lực càng lớn. Làm quan cần có thành tích, mà có thành tích sẽ có quan, những công trình hình tượng cũng phải cần có thủ đoạn mới thực hiện được. Điều năm khoản 3 trong luật công chức có quy định cấm tất cả công trình hình tượng, nhưng trên có chính sách thì dưới có đối sách, vì những công trình hình tượng kia thật sự có hiệu quả ngay trước mắt, thế cho nên luôn được các cán bộ có chức quyền tôn sùng. Trong xe rất yên tĩnh, không có người nào lên tiếng, trên xe vốn đang phát một bài nhạc nhẹ, nhưng không biết đã được Thái Thần bân tắt đi từ khi nào rồi. Đến cửa nhà Đỗ Tử Cường, Đỗ Tử Cường bắt chuyện với Vương Tử Quân một câu và xuống xe. Khi Vương Tử Quân và Đỗ Tử Cường bắt tay tạm biệt, tiếng xe máy giòn tan vang lên, Đỗ Tiểu Trình mặc một bộ đồng phục cảnh sát từ đằng xa chạy đến như bay tuy đèn đường hơi mờ tối thế nhưng vương tử quân đã nhiều ngày không gặp đứa cháu gái đỗ tiểu trình bây giờ nhìn thấy nàng mặc chế phục xuất hiện thế là trong lòng không khỏi bùng lên cảm giác thân thiết vương tử quân nhìn đỗ tiểu trình khoác cánh tay cua đỗ tự cường đi vào trong nhà giống như tiểu yến tử trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác hâm mộ khi hắn đưa tay lên tay cầm đinh mở cửa hắn thấy đỗ tiểu trình khẽ vẫy vẫy tay với mình nàng quay đầu lại với gương mặt đầy vẻ nghịch ngợm cô gái tinh nghịch này vương tử quân thầm nói một câu tâm tình của hắn chợt trở, trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều chủ tịch vương bây giờ chúng ta về nhà sao thái thần bân quay đầu lại nhìn vương tử quân hắn khẽ hỏi hắn đã đi theo vương tử quân thời gian dài hắn rất hiểu về lãnh đạo của mình tuy vương tử quân nói việc ai làm kẻ đó tự giải quyết thế nhưng hắn biết rõ chủ tịch vương sẽ không để cho tình huống không giải quyết được gì xảy ra đi dạo một vòng vương tử quân nhìn thấy người đi lại trên đường khá đông Hắn khẽ nói. "Vâng." Thái Thần Bân đáp ứng một tiếng rồi lái xe chạy như bay về phía ngoại thành huyện thành. Huyện Lô Bắc rất nhỏ, chỉ mất một lát thì hắn đã lái xe đến đúng địa điểm, vì Vương Tử Quân không mở miệng, thế cho nên dù hắn có vài lời muốn nói cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. "Thần Bân, cậu nói xem chuyện của xã Hoa Sơn nên giải quyết thế nào cho tốt?" Một lúc sau Vương Tử Quân mới chợt mở miệng nói. Thái Thần Bân biết rõ Vương Tử Quân ngồi trong xe không phải chỉ đơn giản là ngắm phong cảnh, rõ ràng là đang tự suy xét vấn đề, chỉ là chủ tịch Vương chợt hỏi một chủ đề như vậy làm hắn bất ngờ. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó mới dùng giọng do dự nói. "Chủ tịch Vương, tôi cũng không có đề nghị nào tốt, nhưng tôi cảm thấy muốn giải quyết tốt vấn đề này thì biện pháp hay nhất chính là cấp trên coi trọng, phát lực từ tuyến trên." Ba ngày không gặp cũng đủ làm cho người khác giật mình, Thần Bân Mới chỉ vài ngày mà cậu thật sự làm cho tôi bất ngờ. Xem ra nếu để cho cậu lái xe thì thật sự là uất ức cho người có năng lực. Vương Tử Quân cười ha hả, hắn dùng câu nói từ tận đáy lòng để khích lệ Thái Thần Bân. Sau khi tiếp nhận vị trí lái xe thì Thái Thần Bân luôn nhận được những lời tán thưởng của Vương Tử Quân, mà địa vị của hắn cũng hầu như tăng tiến theo sự phát triển của Vương Tử Quân, bây giờ dù là những lãnh đạo các phòng ban trong huyện ủy gặp Thái Thần Bân cũng phải gọi anh em nếu như không cho thái thần bân làm lái xe của vương tử quân như vậy thái thần bân sẽ rất nôn nóng chủ tịch vương anh cũng đừng quá khen dù thế nào tôi cũng tình nguyện làm lái xe cho anh trong đầu thái thần bân chợt lóe lên một ý nghĩ nhưng ngoài miệng lại dùng giọng chú ý nói thần bân tôi hiểu tâm tư của cậu làm lái xe nhìn qua rất uy phong thế nhưng cậu cũng không thể làm lái xe cả đời lúc này cậu thừa lúc mình còn trẻ mà xuống nhận lấy một chức vụ để tôi luyệt Sớm muộn gì cậu cũng sẽ có thể phát triển. Vương Tử Quân nào không biết rõ tâm tư của Thái Thần Bân. Thế là hắn dựa lưng lên ghế rồi vừa cười vừa nói. Thái Thần Bân khẽ gật đầu, sau đó dùng giọng khiêm tốn nói: "Chủ tịch Vương, anh cũng đừng đuổi tôi, tôi hoàn toàn tình nguyện theo anh học tập, có nhiều thứ tôi còn chưa thể nào xử lý tốt được." Thái Thần Bân nói xong những lời này thì chuyển chủ đề. "Chủ tịch Vương, Ngày mai nếu hội nghị thường ủy thông qua phương án của Trần Tiến Đường, đây chẳng phải lại làm cho nhiều người gặp phải khốn cảnh sao? Cũng không đến mức rơi vào khốn cảnh, chỉ là phải bỏ ra vài tháng tiền thu nhập để lắp đặt thiết bị mới mà thôi." Vương Tử Quân trầm ngâm một chút rồi khẽ nói. "Chủ tịch Vương, chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn bọn họ làm sằng làm bậy?" Thái Thần Bân nói, hắn lái xe khá chậm. "Bây giờ lãnh đạo thị ủy đang giúp đỡ ý nghĩ của Trần Tiến Đường." cho dù tôi cực lực phản đối thì chỉ sợ cũng chỉ là thế đơn lực bạc ở hội nghị thường ủy, không có phần thắng. Vương tử quân nói bằng giọng điệu trầm thấp, hắn nhìn thái thần bân rồi nói tiếp. Nhưng cũng không phải không có biện pháp, nhưng biện pháp này khá nguy hiểm. Chủ tịch Vương, có chuyện gì thì anh cứ nói, vì công trình hình tượng này chỉ có chính phủ được lợi mà dân chúng phải tính tiền, người ta kinh doanh nhỏ thì kiếm được vài đồng tiền cũng không dễ dàng gì. Thái Thần Bân chợt vỗ ngực dùng giọng hào sảng nói với Vương Tử Quân, hắn đã đi theo Vương Tử Quân được khá lâu, hắn đặc biệt hy vọng vào những cơ hội như thế này. Lái xe tuy có quan hệ rất gần với lãnh đạo, thế nhưng nếu muốn trở thành tâm phúc của lãnh đạo thì phải là người cùng chung hoạn nạn mới được. Vương Tử Quân chỉ cười cười và khẽ gật đầu. "Chào chủ tịch Trần." Nhưng âm thanh nịnh hót liên tục vang lên bên trai Trần Tiến Đường, hắn là một phó chủ tịch huyện Hầu như mỗi ngày vào giờ làm việc thì thường có những nhân viên công tác của khối chính quyền đến chào hỏi cung kính như thế. Nhưng hôm nay thì hắn lại cảm thấy những âm thanh chào hỏi như vậy rất dễ nghe. Tuy những người chào hỏi chỉ là nhân viên công tác bình thường, thế nhưng ý nghĩa của lời chào hỏi lại làm cho Trần Tiến Đường cảm thấy rất vui sướng. Trần Tiến Đường đến bây giờ chưa từng là một kẻ an phận, lại càng không phải là một kẻ bảo thủ, hắn biết rõ muốn bò lên cao thì phải trả giá, càng phải bắt được những cơ hội trước người ta. Bây giờ cơ hội đã đến, thời cơ cũng đã đến, cuối cùng cũng đã đến lúc Trần Tiến Đường hắn được thu hoạch. Tuy loại chuyện này đại biểu cho tình huống hắn sắp đắc tội với một người làm mình đau đầu, thế nhưng vào lúc nên đắc tội thì hắn sẽ tuyệt đối không nương tay. Tiến Đường, ngày mai phải xem vào anh, chỉ cần có thể hoàn thành sự việc lần này, Bí Thư Dương chắc chắn sẽ không keo kiệt với anh. Nghĩ đến câu nói trong điện thoại của Trần Lộ Giao với mình vào tối qua, Trần Tiến Đường cảm thấy trong lòng như bùng lên một ngọn lửa nóng hừng hực. Chủ tịch Trần, đi đường nên chú ý quan sát, cẩn thận kẻo ngã. Một âm thanh nhàn nhạt, nhạt có mang theo chút ý nghĩ châm chọc từ đằng xa truyền đến, Trần Tiến Đường nghe được âm thanh này mà trong lòng chợt xuất hiện cảm giác tức giận. Nhưng khi hắn đưa mắt nhìn rõ người đi đến thì chút tức giận vừa xuất hiện đã biến mất không còn dấu vết. "Chào chủ tịch Tiếu, tôi đã đi trên đường bùn lầy ở nông thôn nhiều năm, bây giờ đi đường bóng cũng không thể ngã được." Tuy đã xem như xé toang mặt với nhau nhưng đối diện với Tiếu Tử Đông thì Trần Tiến Đường cũng không dám đối kháng chính diện. Đây không phải vì hắn rất ẩn nhẫn, căn bản hắn cảm thấy Tiếu Tử Đông bây giờ là phó chủ tịch thường vụ, chính mình nếu ồn ào với đối phương sẽ không có lợi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tiếu Tử Đông xoay người bỏ đi với nụ cười như có như không. Trần Tiến Đường nhìn vẻ mặt đắc ý vạn phần của Tiếu Tử Đông mà hung hăng nhổ một bãi nước miếng, thầm mắng. Con bà nó mày nhiệt tình cái gì? đợi đến khi bí thư dương ngồi vững trên thiên hạ huyện Lô Bắc, để xem mày còn cười được không. Phòng làm việc của Trần Tiến Đường chỉ có hai gian, tuy không phải quá lớn nhưng rất sạch sẽ. Hắn vừa đi vào phòng làm việc thì ánh mắt đã rơi lên tấm hình chim ưng ở sau lưng ghế, vẻ mặt u tối không khỏi sáng lên vài phần. Trần Tiến Đường nhìn chim ưng hùng mạnh bay lượn trong bức tranh, hắn cảm thấy mình giống như hóa thành chim ưng tung cánh, sắp bay lên tận tầng trời ngày hôm nay giống như một khởi đầu mới cho sự nghiệp tươi sáng của Trần Tiến Đường. Chủ tịch Trần, những văn kiện này cần ngài phê duyệt. Thư ký tiểu nghiêu của Trần Tiến Đường bước vào phòng, tiến đến rất nhanh, hắn đặt một ly trà ngon đã pha sẵn ở bên cạnh Trần Tiến Đường, sau đó đưa đến hơn 10 văn kiện xin chỉ thị. Trần Tiến Đường tương đối thỏa mãn với tiểu nghiêu, mà tiểu nghiêu cũng có thể xem như là tâm phúc của hắn, chính là một vi phó chủ nhiệm văn phòng ở xã Hoa Sơn. Sau khi Trần Tiến Đường tiến lên làm phó chủ tịch huyện Lô Bắc thì điều một cán bộ thông minh lanh trí là Tiểu Ngưu đến công tác ở văn phòng khối chính quyền huyện, nhiệm vụ là phục vụ chính mình. Trần Tiến Đường nhìn nụ cười tràn đầy khiêm tốn của Tiểu Ngưu mà cảm thấy thoải mái, hắn lúc này nào có thời gian phê duyệt văn kiện. Hắn chỉ tay xuống bàn công tác của mình, sau đó dùng giọng tùy ý nói: "Tiểu Ngưu, hai ngày qua trong văn phòng khối chính quyền có thảo luận gì không?" Lãnh đạo hai ngày qua thật sự có nhiều người bàn tán với nhau đại khái nói anh sắp phóng lên tận tầng trời nói thật tôi cũng xem như được hưởng nhờ vầng hào quang của anh tối qua nhận được năm sáu cuộc gọi mời dùng bữa tiểu ngư tuy còn trẻ nhưng là người thông minh hắn biết rõ lúc này trần tiến đường thích nghe những gì thế cho nên nhanh chóng nắm bắt thật chặt để đào khoáy lỗ tai của lãnh đạo quả nhiên nụ cười trên mặt trần tiến đường càng thêm sáng lạn hắn chỉ tay vào tiểu ngưu rồi nói tiểu tử cậu đúng là không cần phải chú tâm nói những lời dễ nghe, tôi biết rõ có một số người chắc chắn không nói tốt cho tôi. Tiểu Nghiêu cười hì hì nói. Chủ tịch Trần quá cẩn thận chặt chẽ, những người như vậy tuy có tồn tại nhưng tôi cảm thấy là không quá nhiều, bầu không khí trong khu văn phòng khối chính quyền là gì. Anh không phải không biết, bây giờ anh như vậy thì không có ít người đang vắt óc tìm mưu để nói lời nịnh bợ. Hơn nữa bây giờ trong khu văn phòng này có ai không biết tôi là người của anh cho dù có lời bất mãn với anh cũng không dám nói ngay trước mặt, tôi cũng không nghe được những lời này. À, cậu nói không phải không có lý, sau này nên chú ý nghe ngóng xem xét, nếu nghe được bất kỳ tin đồn gì thì nên báo cho tôi biết ngay. Trần Tiến Đường khẽ gật đầu, hắn cũng không tiếp tục dây dưa ở chủ đề này, hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Tiểu Nghiêu, cậu đến khối chính quyền huyện đã được vài tháng, cậu cảm thấy thế nào? Tiểu Nghiêu nhìn bộ dạng vui vẻ của Trần Tiến Đường, Hắn biết mình nếu không nhân cơ hội thì chẳng biết phải chờ đến ngày tháng năm nào, thế là lập tức cười nói. "Chủ tịch Trần, văn phòng huyện tất nhiên phải khác với văn phòng xã, tôi cũng tình nguyện đi theo anh." Nhưng lúc này tôi cũng chỉ vừa đến vài tháng, căn bản chỉ là công dân hạng 2 ở đây, tôi cũng không phải tiết sức, cũng không dám làm anh mất mặt, thế cho nên phải cố gắng tận tâm làm tốt công tác. Chỉ là thân phận này cũng không quá cao, những chuyện tốt căn bản không đến tay mình. Mọi người thường nói những nhân viên tạm thời như tôi là con riêng gặp gì ghẻ. Ha ha ha, Tiểu Nghiu, cậu cũng nói ra những tình hình thực tế, con riêng gặp gì ghẻ, lời này rất đúng. Tôi biết chuyện này rồi, hai ngày nữa tôi sẽ cho cậu cảm nhận được cảm giác ấm áp khi gặp mẹ ruột, cậu thấy thế nào? Trần Tiến Đường sở dĩ hỏi Tiểu Ngưu về vấn đề này cũng là vì dẫn dắt câu hỏi kế tiếp của mình. Hắn là cán bộ công tác ở xã vài chục năm, hắn biết rõ muốn lung lạc được con người thì ít nhất không thể xa rời nguyên tắc ném cho đối phương vài điểm tốt. Tiểu Ngưu tất nhiên sẽ rất kích động, rất mang ơn. Nghĩ đến chuyện ước vọng thiết tha của mình sắp được thực hiện, hắn thật sự rất cảm kích Trần Tiến Đường. Thế là hắn không khỏi nói vài câu thể thốt, sau đó Trần Tiến Đường gật đầu nói. À, làm tốt công tác là được. Tiểu Ngưu liên tục gật đầu nói. Chủ tịch Trần, vừa rồi văn phòng chính quyền có thông báo, nói 9 giờ mời anh đến dự hội nghị. Trần Tiến Đường tất nhiên biết tin tức này sớm hơn cả Tiểu Ngưu, thế nhưng lúc này nghe Tiểu Ngưu nói thì hắn vẫn thở dài một hơi. Lúc này hắn sợ nhất chính là mất đi cơ hội biểu diễn của mình. Tút, tút, tút. Tiếng chuông điện thoại trong trẻo vang lên, Trần Tiến Đường tùy ý đưa mắt nhìn số điện thoại gọi đến, sau đó hắn vội vàng đứng lên. Hắn ngăn cản bàn tay tiếp điện thoại của Tiểu Ngưu, sau đó nhanh chóng cầm lấy điện thoại. Chào Bí Thư Dương, Tôi là Trần Tiến Đường, xin hỏi ngài có gì cần dặn dò? Trần Tiến Đường không chờ đối phương mở miệng mà dùng giọng đầy cung kính nói. Âm thanh trầm thấp của Dương Quân Tài truyền đến trong điện thoại, tuy chỉ là chút thăm hỏi rất bình thường, thế nhưng vào khoảng thời gian bị đè nén như thế này thì Trần Tiến Đường vẫn cảm thấy vui sướng vì được lãnh đạo quan tâm. "Mong bí thư Dương yên tâm, tôi đã chuẩn bị tất cả, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng thì sẽ cho bọn họ một đòn công kích cực mạnh." Trần Tiến Đường nói vô vùng kiên quyết, trí tuệ chính trị nhiều năm nói cho hắn biết, sau khi xác định đặt cược thì mình nên quyết đoán và quyết liệt, không nên ăn ở hai lòng, nếu không kết quả sẽ cực kỳ thê thảm. À, đồng chí Tiến Đường, lúc này huyện Lô Bắc chúng ta có đi đúng phương hướng hay không hoàn toàn nhờ vào anh? Dương quân tài tôi chưa nói đến những thứ khác, có một số chuyện có thể khẳng định, chính là tôi sẽ nhất định không không phụ công của các anh em khi luận công ban thường. Dương quân tài dù nói không rõ thế nhưng càng là như vậy thì càng làm cho Trần Tiến Đường cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Không phụ công của các anh em, ít nhất thì mình cũng sẽ kiếm được một chân thường ủy. Một vị bí thư huyện ủy chỉ cần khống chế được quyền lợi, như vậy sẽ tuyệt đối có thể khống chế ban ngành, vào đúng thời điểm điều chỉnh sẽ ném cho mình niềm vui bất ngờ. Trần Tiến Đường đặt điện thoại xuống, một cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có chợt bùng lên trong lòng, hắn nhìn đồng hồ, cầm lấy cặp của mình, sau đó cất bước đi ra khỏi cửa. Sau chuyến đi này thì trước mặt sẽ là trời cao đất rộng. Không hiểu vì sao mà lúc này một câu hát như vậy lại từ trên miệng Trần Tiến đường phát ra ngoài, khoảnh khắc khi bước ra khỏi phòng làm việc thì hắn chợt nở nụ cười cực kỳ đắc ý. Phòng họp huyện ủy hôm qua vừa được sử dụng một lần nhưng hôm nay rõ ràng đã được thu dọn sạch sẽ, bàn hội nghị sáng đến mức có thể phản chiếu bóng người. Tuy không tham dự vào quyết sách thế nhưng những nhân viên công tác của văn phòng huyện ủy chính là những người mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, bọn họ biết sẽ có đại hội lớn xuất hiện ở chỗ này, mà sau đại hội lần này sẽ có một vài lãnh đạo mất hứng. Chuyện gì là xui xẻo nhất? Đó chính là khi lãnh đạo mất hứng thì làm việc không tốt sẽ gánh hậu quả, lúc lãnh đạo đang nén giận thì tình hình sẽ rất căng thẳng. Đám nhân viên văn phòng huyện ủy đều là cáo giả thành tinh, bọn họ nào có thể phạm sai lầm ở những chuyện nhỏ nhặt thế này. Vì vậy hôm nay phòng họp được bọn họ thu dọn cẩn thận và cực kỳ đẹp đẽ. 8 giờ 50 phút, các vị phó chủ tịch huyện lục tục đi vào phòng họp. Khi các vị phó chủ tịch đi vào thì trưởng phòng tuyên truyền Hàn Minh Khải cũng mỉm cười đi đến, Hàn Minh Khải mới tiến vào thường ủy một thời gian ngắn, thế cho nên gần đây hắn rất an phận, dù gặp mặt ai cũng nở nụ cười tươi vui. Tuy biểu hiện như vậy sẽ rất có lực tương tác thế nhưng phương diện uy nghiêm lại rút xuống chẳng qua biểu hiện như vậy lại là lựa chọn tốt nhất đối với trạng thái của hắn lúc này. Hàn Minh Khải tiến vào với vẻ mặt tươi vui thế nhưng giữa hai chân mày lại có ẩn giấu một cảm giác khó khăn và khổ sở. Hàn Minh Khải cũng không tiến lên trò chuyện với đám phó chủ tịch huyện như trước kia, hắn chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi xuống vị trí của mình. Nhưng nếu là người thận trọng sẽ phát hiện ra ánh mắt của hắn nhìn về phía phó chủ tịch Trần Tiến Đường có chút quỷ dị. Trần Tiến Đường cũng phát hiện ra điều này, nhưng hắn cũng không thèm quan tâm. Hàn Minh Khải chính là một cán bộ được Vương Tử Quân đề bạt lên làm trưởng phòng tuyên truyền, nắm một ghế thường ủy, Trần Tiến Đường chỉ quan tâm đến đối tượng mình sắp đối chọi gay gắt mà thôi. Lúc này không thể nào thất bại, tuy người kia tiến vào huyện Lô Bắc vẫn luôn là một nhân vật với lực lượng cực mạnh, thế nhưng lúc này lãnh đạo thị ủy đã mở lời giúp đỡ, lại có lá cờ của lãnh đạo tỉnh, nếu như mình còn thua vào đúng thời điểm này, như vậy đúng là kẻ ngu ngốc. Trần Tiến Đường dù cố gắng an ủi chính mình, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang đập lên rất mạnh. Dù sao thì lần này hắn đối mặt với một đại nhân vật, không phải là một tên cán bộ quen, chính là một người chỉ cần dậm chân cũng đủ làm cho cả huyện Lô Bắc phải chấn động, là một vị chúa tể mà trước đó nắm phương hướng phát triển của cả huyện. Đám người Tôn Quốc Lương, Tả Minh Phương, Đỗ Tự Cường, Trần Lộ Giao lục tục đi vào phòng họp, thế là bầu không khí phòng họp chợt trở nên yên tĩnh trở lại. Trước kia các vị lãnh đạo tham gia những hội nghị như thế này thường mời thuốc bắt chuyện với nhau, bây giờ cả đám đều tự hút thuốc của mình, cũng không có hứng thú mời thuốc hay nói chuyện với kẻ khác. Vương Tử Quân và Dương Quân Tài hầu như là một trước một sau bước vào trong phòng họp, vẻ mặt hai người đều nở nụ cười tươi, thế nhưng nụ cười của Vương Tử Quân rất bình tĩnh, nụ cười của Dương Quân Tài lại biểu hiện sự hưng phấn giống như nắm chắc chiến thắng trong tay. Đó là cảm giác hưng phấn khi sắp lấy được thắng lợi cực đại. Thưa các đồng chí, Bây giờ chúng ta bắt đầu họp. Dương Quân Tài ngồi xuống vị trí của mình, hắn mở sổ ra, hai mắt quét một vòng qua mặt các vị cán bộ ngồi trong phòng họp, lại dùng giọng rất có khí phách nói. Dưới ánh mắt của lãnh đạo, tất cả các vị thường ủy đều mở sổ của mình ra, chỉ riêng Vương Tử Quân ngồi bên cạnh hắn vẫn rất bình tĩnh, chỉ khẽ dùng ánh mắt trầm lắng như nước giếng sâu nhìn thoáng qua hắn. Giả vờ tỉnh táo sao, hay là muốn bỏ qua tình huống chống cự với mình? Nếu là như vậy thì kết quả nằm trong sự đoán của mình, nhưng nó thật sự không quá tốt. Trong đầu Dương Quân Tài lóe lên ý nghĩ như vậy, thế là không khỏi có chút lo lắng được mất. Thưa các đồng chí, ngày hôm qua bí thư trình đã đến huyện Lô Bắc chúng ta kiểm tra công tác, đã lên tiếng khẳng định thành tích của cả huyện, đồng thời cũng yêu cầu mọi người nên cùng nhau cố gắng. Có thể nói là mọi người cùng nhau cố gắng thì mọi việc sẽ thành công, đồng tâm hiệp lực sẽ vượt qua khó khăn, sẽ mở ra cục diện tốt cho huyện Lô Bắc, giúp đỡ nhau cùng phát triển, giúp nhau vá đắp những lỗ hồng, có thể sắp xếp bàn cờ huyện lô bắc cho tốt, quyết tâm thắng mà không thất bại. Dương Quân Tài mở lời rất tốt, nhưng hắn đang dùng giọng điệu khích lệ để tán dương thì ngay sau đó lại thay đổi chủ đề. Nhưng có một câu thế này: thành tích không nói thì cũng đã quá rõ ràng, vấn đề không nói thì cũng quá rõ ràng. Trước mắt chúng ta vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề, mà các vị thường ủy ngồi đây cũng đã được nghe qua lời nói của bí thư trình. Anh ấy yêu cầu chúng ta nên đề cao công tác thay đổi diện mạo phố phường, cần phải làm sao cho càng ngày càng tốt đẹp hơn, không phải chỉ ghi những lời của lãnh đạo vào trong sổ là xong. Lãnh đạo thị ủy yêu cầu chúng ta nhìn xa trông rộng, nói ra những lời rất thấm thía, cũng phù hợp với thực tế của huyện Lô Bắc của chúng ta vào lúc này, xem như cung cấp một điểm sáng cho chúng ta trong công tác chuẩn bị tiếp đón chủ tịch Tề xuống kiểm tra thị sát. Đối với những lời chỉ thị mạnh như thác đổ của lãnh đạo thị ủy, Tôi cảm thấy các ban ngành đảng ủy chính quyền cần phải tiếp thu ý kiến của quần chúng, cần hợp ngưu hợp sức, phải suy xét sao cho tốt, rốt cuộc là nên làm thế nào để cho chúng ta biểu hiện tốt trước mặt lãnh đạo." Vương Tử Quân nhớ thật kỹ những nội dung quan trọng trong lời nói của Dương Quân Tài, đồng thời cũng không quên ghi chép lại. Dương Quân Tài nói đến đây thì hắn cũng dừng bút. Bây giờ Dương Quân Tài đã làm tốt công tác mở đầu, yêu cầu tiếp theo là phải có người thay mặt ra tay quả nhiên trần tiến đường đang góp sức chờ phát động đã là người đứng lên đầu tiên sau khi bí thư dương kết thúc phát biểu hắn lớn tiếng nói bí thư dương tôi có một đề nghị còn chưa quá hoàn thiện muốn báo cáo cho các vị thường ủy cũng xem như thả tép bắt tôm dương quân tài gật đầu nói lần này chúng ta tổ chức họp mở rộng cũng là vì muốn tập trung ý kiến của mọi người chủ tịch tiến đường có thể là người lên tiếng đầu tiên như vậy là rất tốt chúng tôi sẽ cùng nhau xem xét cao kiến của chủ tịch tiến đường Trần Lộ Giao khẽ nâng ly lên nhấp một ngụm trà, vào thời điểm này thì tất cả sẽ phát triển theo những gì mà người phía bên mình vạch sẵn, tin chắc chỉ cần Trần Tiến đường nói ra lời đề nghị của mình, như vậy hội nghị thường ủy mở rộng lần này sẽ bùng sóng. Vương Tử Quân, anh cũng đừng làm cho tôi thất vọng đấy. Trần Lộ Giao nghĩ đến hai chữ thất vọng mà trong lòng chợt sinh ra cảm giác lo lắng được mất một cách rất khó hiểu, nếu như Vương Tử Quân làm rùa đen rút đầu, như vậy căn bản sẽ không cần phải ồn ào. Nhưng kết quả như vậy là không hay, bọn họ đã xúc tích lực lượng được nửa ngày, nếu đấm ra thật mạnh mà lại chỉ trúng vào khoảng không, cảm giác sẽ không quá vui. Bí thư Dương, chủ tịch Vương, bộ mặt diện mạo phố phường của huyện Lô Bắc chúng ta nếu so sánh với các quận huyện khác trong thành phố thì cũng có thể nói là sạch sẽ, thế nhưng nói như vậy thì rõ ràng không cho ra được điểm sáng. Dù sao thì đa số các quận huyện gần đây đều rất coi trọng diện mạo phố phường, các địa phương khác cũng không thiếu tỏ ra quan tâm. Nếu như chúng ta không có điểm nhấn, chỉ sợ rất khó làm cho người ta nhìn vào mà hai mắt tỏa sáng. Trước kia huyện chúng ta cũng không quá coi trọng công tác quy hoạch, thế cho nên các cửa hàng trên phố thật sự là muôn hình vạn trạng, mất trật tự vô cùng. Tình huống này rõ ràng là rất lạc hậu, chúng ta cần phải thống nhất quy hoạch, đây là xu thế thời đại, chúng ta cần phải áp dụng ngay. Tài ăn nói của Trần Tiến Đường thật sự không thua ai, hơn nữa hắn đã nghiên cứu chính đề nghị của mình trong nhiều ngày qua. Rõ ràng cũng bỏ ra khá nhiều công sức. Thế cho nên lúc này hắn mở miệng với luận điểm chính xác, luận cứ phong phú, rất có sức thuyết phục. Bí thư Dương, Chủ tịch Vương, các vị thường ủy, huyện thành đại biểu cho toàn bộ thể diện của huyện Lô Bắc, những con phố kia lại càng biểu hiện cho thể diện của cả huyện, chúng ta phải làm tốt công tác thống nhất quy hoạch ở các tuyến phố, như vậy mới có thể chứng thực được tinh thần chỉ thị của lãnh đạo thị ủy, làm cho huyện Lô Bắc bừng sáng. Lúc bắt đầu thì Trần Tiến Đường còn có chút lo lắng bất an, nhưng sau khi hắn nói ra một nửa bản kế hoạch của mình, một khí thế chưa từng phát giác chợt tiến vào trong lòng. Khi khí thế kia tiến vào thì hắn cảm thấy mình đã có dũng khí khiêu chiến với vị lãnh đạo ngồi hàng ghế thứ hai trong hội nghị, mà cảm giác khiêu chiến này càng làm cho hắn tràn đầy lực lượng. Tuy lúc này biểu hiện của Trần Tiến Đường chỉ là một thủ hạ tôi tớ, thế nhưng dù là như vậy thì chính mình cũng là kẻ nổ phát súng đầu tiên khiêu chiến với Vương Tử Quân, một phát súng tất thắng dù đối phương có cường thế như thế nào cũng không ngăn cản được xu thế thắng lợi hầu như đã là hiển nhiên của mình. Trần Tiến đường chợt cảm thấy máu huyết sôi trào, hắn giống như thấy Dương Quân Tài gật đầu, thấy được ánh mắt khen ngợi của Trần Lộ Giao, giống như thấy ánh mắt thăm hỏi của Lưu Truyền Pháp. Hắn biết rõ có những biểu hiện kia của lãnh đạo thì Trần Tiến Đường mình chính thức tiến vào trong tập đoàn chính trị của huyện Lô Bắc, mình sẽ thúc đẩy tập đoàn này phát triển, cất bước đi lên. Dương Quân Tài khẽ nhìn qua Trần Tiến Đường, sau đó ánh mắt của hắn chuyển sang vương tử quân ở bên canh hắn ngạc nhiên phát hiện đối phương vẫn ngồi đó rất bình tĩnh ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn dù động tác không phát ra tiếng động nhưng biểu hiện lại bình tĩnh tự đắc cực kỳ ung dung động tác của vương tử quân đã hầu như khiêu khích và chọc giận dương quân tài cảm giác nổi nóng xuất hiện mạnh mẽ hơn con bà nón vương tử quân này cũng quá giỏi biểu hiện bình thản sắp mất mặt đến nơi còn cố ý giả vờ chủ tịch tiến đường nói rất hay sau khi nghe xong đề nghị của Chủ tịch Tiến Đường, tôi cảm thấy hội nghị này mở ra vô cùng kịp thời, rất có ý nghĩa. Chủ tịch Vương, anh cảm thấy lời đề nghị của Chủ tịch Tiến Đường là thế nào? Lúc này mọi ánh mắt đều tụ tập trên mặt Vương Tử Quân, dù là các vị thường ủy huyện ủy hay các vị phó Chủ tịch huyện, ai cũng biết mục đích của hội nghị lần này. Chẳng qua không biết hai vị lãnh đạo đứng đầu có tranh chấp hay không mà thôi, lúc này chính là thời điểm để mọi người biết được chiều hướng phát triển của hội nghị là thế nào hầu như mọi người đều hiểu, cục diện trước mắt nếu như vương tử quân không phản đối thì tốt, nếu như có ý nghĩ không đồng ý thì hội nghị hôm nay sẽ biến động theo chiều hướng xấu, sẽ sinh ra những con sóng mạnh. Điều này cực kỳ gây khó khăn cho cho đám cán bộ chưa đứng thành hàng, nếu hai vị lãnh đạo đứng đầu đấu với nhau, nghênh đón bọn họ chính là hai quân đối chọi, nhất định phải đứng vào một hàng ngũ nào đó. Tuy cho ra một lựa chọn như vậy là khá khó khăn, thế nhưng các vị thường ủy đều phải tỏ thái độ rõ ràng, bảo trì trạng thái trung lập sẽ khó thể nào vượt qua kiểm tra. Vương tử quân an nhàn nhấp một ngụm trà, sau đó hắn khẽ nói. Tôi cơ bản đồng ý với ý kiến của Chủ tịch Tiến Đường. Chỉ vài từ ngắn ngủi nhưng lại làm cho đám người trong hội nghị lắp bắp kinh hãi, có vài người sinh ra cảm giác thất lạc. Dương quân tài mong muốn thắng lợi trong tranh chấp nhưng vương tử quân lại không chiến đấu mà đầu hàng, điều này làm cho hắn cảm thấy bức bối và càng khó chịu hơn. Lúc này trong lòng hắn chợt sinh ra cảm giác, đó là trong hàng ngũ của mình xuất hiện phản đồ, dù thế nào cũng phải cho tên phản đồ kia một bài học. Nhưng trí tuệ chính trị nói cho hắn biết, trước mắt mình nên thu tay lại, cũng đừng lên hô hào quá mức. Trần Lộ Giao nhấp một ngụm trà, tuy rất thất vọng nhưng hắn thấy đây mới chính là một vương tử quân ngoan độc và xảo quyệt. Người này là anh hùng có thể lớn có thể nhỏ, có thể có có thể giãn, lùi một bước trời cao biển rộng, một người như vậy thật sự không đơn giản đắc tội. Tả Minh Phương vô thức đưa tay sờ đầu, giống như trong đầu đang có một tảng đá lớn. Tuy sự kiện này phát sinh và hắn đã có lựa chọn, thế nhưng hắn cũng không hy vọng có thể bày tỏ quan điểm của mình ở hội nghị thế này. Nếu hai bên không là Minh Hữu Hát Tiếp còn có thể là một người đứng bên ngoài nhìn vào, cũng không muốn đứng ở xu thế đối lập, hắn cũng không muốn công khai quyết liệt với một vị chủ tịch trước nay mình luôn thấy rất thuận mắt này. Đỗ Tử Cường ngồi bên cạnh tả Minh Phương, tuy trong lòng có chút thất vọng thế nhưng lại biết rõ đó là một lựa chọn không thể tốt hơn vào lúc này có được giãn được có đôi khi sẽ là một cái giá lớn, còn tiến công thì sẽ phải tiếp nhận một hậu quả lớn hơn rất nhiều. Các vị thường ủy và phó chủ tịch khác đều thầm thở dài một hơi, dù sao thì nếu phát sinh xung đột sẽ ép bọn họ phải chiến đấu, hòa hợp êm thấm chính là kết quả mà bọn họ chờ mong nhất. Nếu so ra thì Trần Tiến đường lại rất đắc ý, người kia lùi bước, người kia bị mình ép lùi bước, tuy đối phương lùi lại không phải công lao của mình mình, thế nhưng kết quả này cũng là thứ mà cộng đồng của mình rất chờ mong. Trần Tiến Đường nghĩ đến cảm giác sợ hãi của mình khi đối diện với Vương Tử Quân vào thời điểm trước mà cảm thấy xấu hổ, bây giờ mình đứng trên hội nghị thường ủy để ép một nhân vật cường thế như vậy lùi bước, điều này thích ý đến mức nào, tốt đẹp đến cỡ nào. Dù không đạt đến hiệu quả tốt nhất thế nhưng Trần Tiến Đường đã cảm thấy rất thỏa mãn, sau này đường còn dài, hắn tin mình sẽ ngày càng phát ra âm thanh của mình ở võ đài chính trị huyện Lô Bắc sẽ chiếm được một vị trí quyền lực. Tôi đã nghe rõ đề nghị của chủ tịch Tiến Đường có rất nhiều điểm sáng, ví dụ như 3 phần xây dựng 7 phần quản lý, ví dụ như phải đi đầu trong công tác quy hoạch đô thị. Những quan điểm này của anh ấy là rất tốt, tôi cảm thấy công tác kiến thiết quy hoạch cần được nắm cho chắc chắn, trước tiên phải có quy hoạch và sau đó mới kiến thiết, như vậy mới có thể làm cho bộ mặt của huyện Lô Bắc chúng ta ngày càng tươi sáng. Vương Tử Quân khẽ nhìn bốn phía, sau đó hắn khẽ gật đầu với Trần Tiến Đường, lại nói tiếp. Nhưng dù làm chuyện gì cũng phải từng bước từng bước một, đối với huyện Lô Bắc chúng ta thì cần phải thực hiện đúng chỗ. Nguyện vọng sửa đổi biển hiệu, tu sửa đường xá, lắp đặt thiết bị của các cửa hàng bên đường là rất tốt nhưng lại không thực tế, không có tính thao tác. Một cửa hàng muốn thực hiện theo kế hoạch này phải bỏ ra 500 đồng, cả huyện có hơn 1.000 cửa hàng, tuy tài chính của huyện chúng ta đã mạnh hơn năm ngoái rất nhiều, thế nhưng muốn bỏ ra 500 ngàn cũng rất khó khăn. Chuyện này tôi cảm thấy không thể làm một lần là xong, chúng ta phải đi từng bước, sau này phải bắt tay vào hai phương diện, chúng ta phải nắm chắc quy hoạch, quản lý thật tốt, xác định tiêu chuẩn thiết bị, những cửa hàng mới phải dựa theo những tiêu chuẩn này và xin báo cáo phê chuẩn của các ban ngành tương quan, còn phương diện khác, căn cứ vào nguyên tắc ai đầu tư người đó được lợi, đối với những cửa hàng đi đầu trong công tác đổi mới lắp đặt thiết bị, chính quyền sẽ miễn giảm thuế. Như vậy sau vài năm diện mạo của huyện sẽ thay đổi, tuy không có hiệu quả thấy ngay trước mắt nhưng chính quyền lại không có gánh nặng các hộ kinh doanh cũng vừa lòng, là một công đôi việc. Ý kiến của vương tử quân càng khả thi hơn, càng có tính thao tác hơn, thế cho nên sau khi nói xong cũng có vài vị thường ủy thầm gật đầu. Nhưng bọn họ chỉ thầm gật đầu mà thôi, bọn họ cũng thầm hiểu chuyện lần này căn bản không cho phép kéo dài lâu như vậy, giờ không đợi người, chủ tịch tề sắp xuống kiểm tra, có chỉ thị của trình vạn thọ thì nhóm người của mình dù có đồng ý với vương tử quân cũng không thể nghe theo. chương 298 Phục Tùng Như Lừa nụ cười trên mặt dương quân tài càng thêm sáng lạn, lúc này hắn giống như một người đang nhận được niềm vui tột đỉnh, tràn đầy sung sướng vì sự phản đối của vương tử quân. Dù hắn biết ý kiến của vương tử quân là rất đúng, thế nhưng càng là lời đề nghị đúng thì đối với hắn càng có ý nghĩa khác biệt. Quan uy của lãnh đạo ở chỗ nào, cũng không phải anh nói đúng thủ hạ nghe, mà rõ ràng anh chỉ hưu bảo ngựa, chỉ châu bảo dê thì đám thuộc hạ cũng phải gật đầu khen đúng như gà mổ thóc, sẽ liên tục cảm thán những lời nói của anh là rất đúng như vậy mới là quan uy, mới có cảm giác thành tựu. Lúc này đây điều mà Dương quân tài cần chính là muốn vương tử quân khuếch trương những gì có hại trên hội nghị, như vậy sau đó mình sẽ lên tiếng từ chối ý kiến đúng đắn đó, điều này rõ ràng sẽ là một đả kích rất lớn với vương tử quân, càng có ý nghĩa. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Dương quân tài đưa mắt sang nhìn Trần Lộ dao hắn phát hiện ra gương mặt mừng rỡ của Minh Hiếu, thế là tư tưởng nắm chắc phần thắng cũng yên tâm hơn. Chủ tịch Phương nói cũng không phải không đúng, nhưng bây giờ thời gian không chờ đợi chúng ta, Chủ tịch Tề xuống kiểm tra, điều này có liên quan đến hình tượng của cả huyện Lô Bắc, thậm chí là của cả thành phố An Dịch. Tôi cảm thấy ý kiến của Chủ tịch Tiến Đường là rất tốt, làm đẹp phố phường, nói ra thì những cửa hàng kia mới thật sự được lợi, bọn họ chỉ bỏ ra chút tài lực mà thôi, nhưng chúng ta sẽ giải thích cho bọn họ biết ý nghĩa của sự đầu tư lần này. Bọn họ chỉ đầu tư một lần mà được lợi cả đời, có thể tăng thêm chút tác dụng thúc đẩy sự phát triển kinh tế của toàn huyện. Tôi cảm thấy đối với phương án này thì vào đúng thời điểm chúng ta nên áp dụng một vài thủ đoạn hành chính cưỡng chế, nhanh chóng mở rộng quyết sách của huyện ủy xuống bên dưới." Dương Quân tài biểu hiện quan điểm của mình xong thì cười ha hả nói: "Hiện nay huyện ủy mỗi lần cho ra một quyết sách thường không thể vì một vài lãnh đạo chủ yếu nóng đầu lên mà vung tay chỉ định. Nếu chúng ta đã mở hội nghị để nghiên cứu về phương án này, như vậy chúng ta sẽ phát triển tinh thần dân chủ, tôi dù là bí thư, nhưng lúc này tôi cũng nói rõ ràng, ý kiến của tôi chỉ đại biểu cho quan điểm của cá nhân tôi, còn chuyện này được áp dụng thế nào, tôi cảm thấy chúng ta nên áp dụng phương án biểu quyết dân chủ thì hay hơn. Hàn Minh Khải lúc này cũng rất do dự, trong lòng hắn hiểu rất rõ, Dương Quân Tài dù nói hiên ngang lẫm liệt nhưng đây thực tế chính là biểu hiện của tiểu nhân xấu xa, đối phương muốn ép Phương Tử Quân vào góc tường muốn thông qua sự bày tỏ thái độ rõ ràng của các vị thường ủy để xem mỗi người sẽ đứng về bên nào, tất nhiên, điều này cũng chứng minh hắn mới là lãnh đạo toàn quyền ở huyện Lô Bắc. Chính mình nên làm gì bây giờ? Dưới thế khó xử, vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu của Hàn Minh Khải. Cũng giống như Hàn Minh Khải, có không ít người do dự, đó là nên đến hay không đến. Nhưng chỉ sau khoảnh khắc không yên, tả Minh Phương và Tân Quân Tắc gần đây thường bảo trì thái đội trung lập đã có quyết đoán của mình. Tôi đồng ý với ý kiến của Bí Thư Dương, tuy lời đề nghị của Chủ tịch Vương rất đúng đắn, thế nhưng bây giờ là thời điểm đặc biệt, nên lấy đại cục làm trọng. Chủ tịch Tiến Đường rất có kinh nghiệm ở phương diện này, xã Hoa Sơn của bọn họ đã làm rất tốt, tôi cảm thấy hạng mục này nên giao cho Chủ tịch Tiến Đường thì hay nhất, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất để chứng thực, bảo đảm nửa tháng sau huyện Lô Bắc chúng ta sẽ có biến đổi rõ rệt. Trần Lộ Giao nâng ly trà của mình lên uống một ngụm, sau đó mỉm cười nói nắm chắc thắng lợi trong tay từ sau khi trần lộ giao đi vào huyện lô bắc thì đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy mà cảm giác này càng làm cho hắn vui sướng từ tận đáy lòng đối mặt với đối thủ mạnh mẽ chính mình luôn có khát khao chiến thắng đây chính là một chuyện vô cùng sảng khoái hơn nữa thắng lợi lần này sẽ càng khai sáng ra một dòng lịch sử có liên quan đến chính mình trần lộ giao là một phó bí thư làm công tác chính trị thái đội của hắn rất nặng Trần Tiến Đường nghe bí thư Trần Lộ Giao nói về chiến tích của mình ở xã Hoa Sơn thì trong lòng càng vui sướng. Hơn nữa Trần Lộ Giao đã đề nghị mình tiếp nhận hạng mục này, điều đó sẽ làm cho Dương Quân Tài cực kỳ coi trọng, chính mình sẽ thuận lợi có được một cơ hội, sẽ được tiếp xúc nhiều hơn với vị lãnh đạo chúa tể ở huyện Lô Bắc. Dựa vào thủ đoạn của Trần Tiến Đường, muốn làm tốt mối quan hệ với bí thư Dương thì không có gì là khó khăn, nếu như có thể thừa cơ hội lần này để làm tốt quan hệ với Dương Quân Tài, đây chẳng phải là nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ của mình trong tương lai sao? Nghe nói Bí thư Dương là một người có hậu trường gia đình cực mạnh, biết đâu một ngày nào đó Trần Tiến Đường mình có thể nương vào cơn gió đông này để tiến lên như diều gặp gió, tiến lên tận trời xanh. Một vài ý nghĩ kỳ quái vốn không nên xuất hiện vào bây giờ chợt lóe lên trong lòng Trần Tiến Đường, làm cho tâm tình vốn cực kỳ phấn khởi của Trần Tiến Đường sinh ra chút cảm giác bay lượn. Tôi cảm thấy chúng ta cần tiến từng bước là hay hơn. Bây giờ áp đặt như vậy sẽ là nuông chiều sinh hư, tuy nói bộ mặt đô thị cần đẹp hơn, nhưng nếu các hộ kinh doanh không hiểu, như vậy sẽ sinh ra nhân tố mất ổn định. Vào thời điểm này, Đỗ Tự Cường vẫn kiên định đứng bên cạnh Vương Tử Quân, tuy lão cảm thấy thế cục đã định, thế nhưng vẫn quyết đoán đứng sang hàng ngũ của Chủ tịch Vương, hắn muốn dùng sự quyết đoán của mình để cho Chủ tịch Vương một sự giúp đỡ to lớn. Tôi đồng ý với ý kiến của Chủ tịch Vương. Không đợi Tả Minh Phương mở miệng, Tiếu tử đông đã nói ra ý kiến của mình, lời nói của hắn ngắn gọn mà có lực, đại biểu cho ý nghĩ kiên định giúp đỡ vương tử quân. Vương tử quân nhìn hai vị cán bộ trợ lực lớn nhất cho mình, trong lòng sinh ra cảm giác ấm áp. Minh Hữu chính chỉ có thể đứng dưới tình huống sáng rực để bày tỏ ý nghĩ không rời xa chính mình, đây thật sự là không nhiều lắm. Dương quân tài vẫn ngạo nghễ ngẩng đầu, trên mặt là nụ cười thản nhiên. Lúc này hai người đỗ tử cường lên tiếng giúp đỡ vương tử quân, hắn cảm thấy đó là thế vùng vẫy cuối cùng mà thôi thế cục đã định dù có vùng vẫy thế nào thì cũng chỉ là phí công vô dụng mà thôi quả nhiên sau khi lưu truyền pháp bày tỏ ý kiến của mình trưởng phòng vũ trang tân quân tắc cũng bày tỏ ý kiến giúp đỡ tân quân tắc lên tiếng giúp đỡ dương quân tài rõ ràng là một phiếu cực kỳ quan trọng xác định thế cục thất bại của vương tử quân dù sao thì trước kia tân quân tắc có thái độ trung lập thường có thiên hướng về phía vương tử quân bây giờ lại bày tỏ thái độ rõ ràng như thế, càng đại biểu cho thái độ của một người thường đứng trung lập như tả Minh Phương. Ba phiếu phản đối, bốn phiếu giúp đỡ, lúc này người đáng tin với Vương Tử Quân chỉ còn miễn cưỡng một mình Hàn Minh Khải. Nhưng thái độ của Hàn Minh Khải lại có chút mơ hồ, lần này Dương Quân Tài rõ ràng là không phải, chưa nói đến vấn đề Tôn Quốc Lương sẽ lên tiếng đồng ý. Sợ rằng chính tả Minh Phương cũng sẽ phải quăng ra một phiếu giúp đỡ dưới quyền uy của lãnh đạo thị ủy. Thắng lợi đã quá rõ ràng, Dương quân tài lúc này hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút, để cho mình được hưởng thụ cảm giác thắng lợi vào lúc này. Trường phòng hàn, anh nói ra ý kiến của mình đi, hành động lần này có liên quan đến sự phát triển sau này của huyện Lô Bắc, anh là một trưởng phòng tuyên truyền thì cũng cần phải cho ra ý kiến. Dương quân tài nói ra từng chữ một, giọng điệu của hắn chợt vô thức học theo ngữ điệu nói chuyện của ông nội mình. Sử dụng những lời nói của những người có quan hệ thân mật với ông nội của Dương Quân Tài như các chú các bác, trên người ông nội có một khí thế có thể làm cho người ta sinh ra sợ hãi một cách khó kiềm chế trước kia dương quân tài không ít lần bắt trước theo kiểu cách của ông nội mình thế nhưng lại không có cảm giác nào cả nhưng lúc này dương quân tài chưa phát hiện ra cách nói chuyện của mình bắt trước theo ông nội nhưng hắn lại cảm nhận được một khí thế mơ hồ tồn tại trong không gian hội nghị thì ra khí thế của con người không những phải cố gắng bồi dưỡng còn phải liên quan đến lực khống chế của mình Dương Quân Tài nhìn Hàn Minh Khải đang do dự chưa chịu lên tiếng mà gương mặt đầy đắc ý, Hàn Minh Khải này chính là người được Vương Tử Quân đề bạt lên chức, nếu như đối phương phản đối lời đề nghị của Vương Tử Quân, như vậy có ý nghĩa thế nào? Đó chính là mình đã chinh phục được thuộc hạ của đối phương. Hàn Minh Khải lúc này cảm thấy từng luồng ánh mắt nhìn về phía mình, dưới tình huống đó tâm tính do dự chợt giống như hướng về phía Dương Quân Tài nhiều hơn. Lúc này hắn nhìn về phía Vương Tử Quân, thấy vị chủ tịch huyện kia đang lẳng lặng dùng trà, giống như không quan tâm đến cuộc tỉ thí vào lúc này, trong hội nghị này. Tôi, tôi giúp đỡ. Hàn Minh Khải còn chưa hoàn toàn nói dứt lời thì cửa phòng họp đã bị người ta đẩy ra, phó chủ nhiệm văn phòng chính quyền Khúc Phương Châu nhanh chóng tiến vào. Bí thư Dương, chủ tịch Vương, không hay rồi. Trên mặt Khúc Phương Châu đầy mồ hôi, nhưng lúc này hắn cũng không thèm lau đi, dưới ánh mắt chăm chú của các vị thường ủy huyện ủy nhìn về phía mình, Hắn dùng giọng thở không ra hơi nói. Vừa rồi văn phòng thị ủy gọi điện thoại đến, nói chúng ta lập tức phái người đến cổng văn phòng khối chính quyền thành phố Hồng Ngọc để tiếp nhận quần chúng xã Hoa Sơn trong huyện Lô Bắc đến kêu oan tập thể. Đồng thời thị ủy còn đặc biệt cường điệu, muốn bí thư Dương và chủ tịch Vương phải viết rõ tình huống vượt cấp kêu oan lần này, sau đó lập tức đăng báo cho thị ủy. Trần Tiến Đường chợt cảm thấy trong đầu nổ ầm một tiếng, hắn vốn đang ở vào giai đoạn cảm nhận thắng lợi, khoảnh khắc này đã cảm thấy có một cây gậy lớn đập mạnh vào đầu mình. Hắn là một phó chủ tịch đi lên từ vị trí bí thư đảng ủy xã Hoa Sơn, trong xã Hoa Sơn có tồn tại vấn đề gì thì hắn hiểu rất rõ. Trần Tiến Đường cũng nghĩ đến chuyện sẽ giải quyết những vấn đề ở xã Hoa Sơn, nhưng không ngờ những người kia bây giờ lại chạy đến thành phố Hồng Ngọc kêu oan. Vô tình hắn chợt cảm thấy ánh mắt, ngôn từ và cử chỉ của phó chủ nhiệm khúc phương châu cực kỳ lạnh lẽo, những câu nói phát ra từ trong miệng của đối phương cũng làm hắn không ngăn được cảm giác sợ hãi. Cảm giác sợ hãi này ở rất sâu trong lòng, giống như một con rắn ẩn mình dưới da, dưới xương, chậm rãi bỏ qua làm cho từng tấc da thịt lạnh buốt như băng, thế là tâm tình của hắn rối loạn như ma, lúc này nên làm gì bây giờ? Trước kia huyện Lô Bắc nằm dưới sự quản lý của thành phố Hồng Ngọc, dân chúng đến thành phố Hồng Ngọc kêu oan cũng không phải chuyện gì xa lạ. Nhưng bây giờ huyện Lô Bắc nằm trong tỉnh Sơn Nam, đã không còn chút quan hệ nào tới thành phố Hồng Ngọc, kêu oan như vậy không khác nào một tình huống vượt tình. Không sợ lãnh đạo nổi giận, chỉ sợ lãnh đạo mất mặt, nếu chuyện này làm cho lãnh đạo mất hết thể diện, chỉ sợ muốn giải quyết cho thoải mái cũng không dễ dàng gì. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt Dương Quân Tài chợt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng lúc này hắn dù nổi giận đến mức giống như núi lửa sắp bộc phát cũng phải cố gắng áp chế. Bí thư Dương vừa rồi văn phòng thị ủy đã truyền đạt lời nói của bí thư trịnh đông phương yêu cầu chúng ta lập tức bắt tay vào xử lý vấn đề chính quyền áp dụng phương án cưỡng chế di rời với dân chúng xã hoa sơn còn nói huyện chúng ta không những không triệt tiêu những nhân tố không ổn định còn bêu xấu chính mình ra tỉnh ngoài khúc phương châu nói đến phần sau thì giọng điệu càng thấp hơn vài phần lúc này cả phòng họp đã lạnh ngắt như tờ từng ánh mắt đều nhìn về phía trần tiến đường chuyện liên quan đến xã hoa sơn các vị thường ủy nơi đây đều hiểu chuyện gì xảy ra mà chuyện này dù trần tiến đường có muốn thoát thân cũng là không thể bí thư dương điện thoại của anh thư ký của dương quân tài nhanh chóng chạy vào phòng họp hắn đưa điện thoại cho dương quân tài trong miệng khẽ nhắc nhở là điện thoại của bí thư trịnh dương quân tài dù không biết có chuyện gì tốt đẹp đang chờ mình thế nhưng hắn vẫn cầm lấy điện thoại và dùng giọng cung kính nói chào bí thư trịnh tôi là dương quân tài bí thư dương các anh làm gì vậy? Con đường ở xã Hoa Sơn rốt cuộc là được xây dựng kiến thiết như thế nào? Đúng là không ra gì, cả một con đường chỉ thuần túy là công trình hình tượng, không những không quan tâm đến ý nghĩ của dân chúng, không làm tốt công tác lo cho dân, lại làm cho bọn họ phải chịu khổ sở, để cho người ngoài cười vào mặt. Tuy Dương Quân Tài đã làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng, thế nhưng lúc này đối diện với những lời gian dạy như cuồng phong bão tố của bí thư trịnh Đông Phương thì vẻ mặt cực kỳ khó coi, nhưng dù thế nào thì hắn cũng chỉ có thể giỏng tai lắng nghe, không thể lên tiếng. Sự việc này các anh không giải quyết được thì còn có thị ủy, nhưng các anh làm thế nào? Sao, tự mình giải quyết không được thì bỏ mặc, giấy có thể gói được lửa sao? Bây giờ thì tốt rồi, làm cho quần chúng đến tỉnh Chiết Giang kêu oan, lãnh đạo tỉnh còn đâu là thể diện. Bí thư Dương Quân Tài, bây giờ tôi truyền đạt chỉ thị của bí thư nhiếp trên tỉnh ủy cho anh, đó chính là ai làm loạn thì người đó phải xử lý cho sạch sẽ. Trịnh Đông Phương cũng không chờ Dương Quân Tài lên tiếng mà nhanh chóng cắt điện thoại. Dương Quân Tài vốn đang bay bổng ở trên thiên đường nhưng chỉ sau nháy mắt đã giống như chuyển xuống vùng vẫy dưới địa ngục, cảm giác nắm bắt thành công sau bao ngày chờ đợi chợt biến mất giống như chưa từng xuất hiện, những đả kích kéo đến liên tục càng làm cho hắn ngây người. Nụ cười mỹ mãn trên mặt hắn đã không còn, thay vào đó chính là cảm giác sợ hãi và đau nhức, cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại, rất khó chịu quần chúng xã Hoa Sơn chạy đến thành phố Hồng Ngọc kêu oan, chuyện này không những kinh động thị ủy An Dịch, còn kinh động cả tỉnh ủy. Hơn nữa bí thư nhiếp trên tỉnh ủy lại cực kỳ phẫn nộ vì tình huống mình mất mặt với các vị đồng sự ở tỉnh hàng xóm, vì thế mà tất cả lửa giận dồn xuống huyện Lô Bắc, coi như rông bão ẩm ẩm kéo đến phủ lên đầu của người khởi xướng là Trần Tiến Đường. Ai làm loạn thì kẻ đó phải xử lý cho sạch sẽ, đây không phải nói mình xử lý Trần Tiến Đường sao nếu lãnh đạo đã xem chuyện ở xã Hoa Sơn như một đống rác cần xử lý, như vậy những người cùng mình đồng ý với phương án của Trần Tiến Đường vào lúc vừa rồi cũng đang tự tạo ra một đống rác lớn. Một cảm giác vô lực vì thất bại chợt xuất hiện và càng ngày càng mở rộng trên mặt dương quân tài, hắn đốt một điếu thuốc, ngồi xuống ghế sa lông, hai mắt híp lại cố gắng sử dụng chút trí tuệ còn sót lại trong tâm trí để tìm ra một sách lược phù hợp áp dụng vào lúc này. Trong lòng dương quân tài chợt sinh ra một dự cảm mãnh liệt, Chuyện này cũng không phải ngẫu nhiên xảy ra, sự kiện này giống như có mối liên quan với nhau. Nhưng nó cũng rất mơ hồ, khó thể nắm bắt, khó thể nói cho rõ. Hơn nữa dù có thể khẳng định trong chuyện này có vấn đề thì sẽ làm thế nào? Đề tài thảo luận hôm nay không được thông qua, hơn nữa một vị bí thư huyện ủy như hắn lại tự mình vả và vào mặt mình, vừa rồi hắn liên tục mở miệng hô hào ủng hộ, bây giờ lại muối mặt thu lời sao? Nếu so với vẻ mặt cực kỳ khổ sở của Dương Quân Tài, gương mặt của Trần Lộ Giao giống như một bầu trời xanh ngắt bao la đột nhiên đổ cơn mưa rầm, mây đen bao phủ bốn hướng, sấm sét đùng đùng. Vừa rồi hắn còn muốn đứng trước mặt các vị thường ủy và phó chủ tịch huyện để cho ra lời đề nghị phải xuống xã Hoa Sơn học tập kinh nghiệm kiến thiết phố phường, cần phải coi đó là điển hình, coi đó là ánh đèn soi đường để chiếu sáng cả khoảng không bao la. Nhưng lúc này tất cả đã biến đổi, hắn vừa rồi liên tục mở miệng nói về kinh nghiệm của xã Hoa Sơn, bây giờ sao có thể hốt đống phân của mình. Điều này giống như Trần Lộ Giao vừa rồi đã nói một đống rác rưởi thành hoa tươi, không phải đã mở miệng khen ngợi nhiệt liệt sao. Từng ánh mắt phức tạp đảo qua mặt Dương Quân Tài và chuyển sang Vương Tử Quân, tuy bọn họ tình nguyện xem đây là một chuyện ngẫu nhiên, thế nhưng lý do này thật sự quá gượng ép. Chủ tịch Vương đang ngồi lặng lặng ở phía bên kia vẫn cười tủm tỉm, vẫn bất động như núi, không thể không làm cho bọn họ phải trừng mắt lên nhìn. Bí thư Dương, là lãnh đạo cũng không nên rối loạn ngay từ lúc đầu, Lúc này không phải thời điểm truy cứu trách nhiệm của bất kỳ ai. Tôi thấy chúng ta trước tiên nên đến thành phố Hồng Ngọc đưa dân chúng kêu oan quay về cái đã. Vương Tử Quân khẽ gấp sổ lại rồi dùng giọng đề nghị nói. Được, cứ xử lý theo chỉ thị của Chủ tịch Vương. Các vị thường ủy, ngoài Bí thư Trần thì những người khác cứ ở lại, những người khác đi theo tôi, chúng ta đi đưa nhân dân xã Hoa Sơn về huyện. Dương Quân tài trừng mắt một lát, lúc này nghe được lời đề nghị của vương tử quân mới thanh tỉnh trở lại. Đây là biện pháp tốt nhất, tuy trong lòng một ngạt đến cực điểm, thế nhưng cũng chỉ có thể cam chịu như con lừa mà thôi. Hội nghị thường ủy cứ như vậy mà giải tán, một hội nghị thường ủy được mọi người chờ mong sẽ phát sinh một tràng chiến long trời lở đất lại lụi tàn như vậy mà không cho ra kết quả nào. Nhưng dù không có bất kỳ quyết nghị nào, nhưng dù là những người tham dự hội nghị hay đám cán bộ bình thường ở bên ngoài, ai cũng thầm hiểu lẫn nhau đều biết ý nghĩa cuối cùng là gì khi phòng họp huyện ủy sắp cho ra thời điểm quyết định thắng bại thì phó chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền khúc phương châu tùy tiện xâm nhập giống như một luồng xét xẹt qua cánh đồng hoang vu với tốc độ và lực lượng khủng khiếp theo sát sau đó chính là một cú điện thoại do chính bí thư thị ủy trịnh đông phương gọi đến nó giống như một thanh kiếm sắc làm cho người ta kinh tâm động phách trố mắt đứng nhìn cũng không còn ai có tâm tư thảo luận về công trình chiến tích chó má kia nữa không chiến mà thắng Lần này chủ tịch Vương lại không chiến mà thắng. Dưới tình huống bí thư Dương vận dụng mưu đồ để ép đối phương phải tiến vào trong vòng quyết đấu, nhưng tất cả đã tan thành mây khói, không giải quyết được gì. Nhưng sau cuộc tranh chấp không mùi thuốc súng lần này, uy vọng của chủ tịch Vương ở huyện Lô Bắc lại tiếp tục tăng mạnh. Sau khi đám người Dương Quân tài đến thành phố Hồng Ngọc thì cho ra vài lời hứa hẹn, thế là nhân dân đến thành phố Hồng Ngọc kêu oan mới chịu ngồi lên những chiếc xe được khối chính quyền huyện Lô Bắc thuê để quay về. Công tác xử lý sự việc cũng bắt đầu được tiến hành đâu vào đấy. Khi bánh xe lăn về phía trước, phương án thống nhất quy hoạch và lắp đặt thiết bị ở phố phường huyện Thành Lô Bắc đã giống như ném một cục đá vào giữa biển khơi, tuy có tung tóe lên vài bọt nước, thế nhưng tất cả lại bị sóng biển thôn vệ sạch sẽ chỉ sau nháy mắt, hơn nữa trần tiến đường cũng bị bao phủ giống như cục đá kia. Vị phó chủ tịch huyện Lô Bắc vốn muốn nhờ lực của bí thư huyện ủy để đối kháng với chủ tịch huyện Vương Tử Quân, Bây giờ đã phải chuyển cương vị công tác của mình xuống xã Hoa Sơn. Dựa theo chỉ thị của bí thư nhiếp, Trần Tiến Đường đã biến thành người có liên quan đặc biệt đến sự kiện này, thế là bị thủ tiêu tất cả phân công, chức vụ hiện tại bỏ trống. Trần Tiến Đường chính tay nghe được thành tích mà mình bỏ ra hết tâm huyết để quy hoạch con đường ở xã Hoa Sơn biến thành một đống phân trong mắt lãnh đạo, đây chính là một cảm giác đau đớn và đả kích cực kỳ sâu nặng. Cảm giác thất bại trong gang tấc làm cho hắn sinh ra cảm giác phẫn nộ, hơn nữa lại cực kỳ uể oải nhưng sau khi phấn uất thì cũng dần dần tỉnh táo trở lại. Hắn không có thời gian, cũng không có tâm tình tổng kết những cảm nhận của mình, vì có một chuyện cực kỳ quan trọng chờ hắn giải quyết. Đó chính là hắn phải ổn định cảm xúc của nhân dân kêu oan, nếu không những người kia sớm muộn gì cũng trở thành một quả bom ẩn hình trong đường làm quan của hắn, biết đâu nó sẽ nổ bất cứ lúc nào. Dù không bị miễn đi chức vụ phó chủ tịch huyện, thế nhưng dù là bản thân Trần Tiến Đường hay là các cán bộ huyện Lô Bắc, Ai cũng biết rõ tương lai của vị phó chủ tịch đã tự mình bày ra đống rác khủng bố ở xã Hoa Sơn sẽ ảm đạm như thế nào. Vì thế khi phó chủ tịch Trần quay về xã Hoa Sơn thì đã bị đám thổ hào trừng mắt quát mắng, căn bản không xem ra gì. Chủ tịch Vương, nếu như không nhờ ngài, biết đầu huyện Lô Bắc sẽ bị người ta tạo ra một đống rác khổng lồ, như vậy cũng xem như khó thể nào xử lý được. Tiếu tử đông ngồi bên cạnh bàn làm việc của Vương Tử Quân, hắn mỉm cười nhìn tôn hạ châu pha trà rồi nói. Vương tử quân chỉ cười cười, hắn cũng không mở miệng nói điều gì, chuyện này tuy hắn có cho ra chút động tác thế nhưng trong lòng lại không hối hận. Dù sao thì mình cũng đã ngăn cản đám người kia làm những chuyện lung tung, để những hộ kinh doanh ở huyện Lô Bắc thoát khỏi một tình huống bị quấy nhiễu. Tử đông, những chuyện quá khứ cũng đừng nên nhắc lại, vẫn là một câu nói kia, những gì bất lợi cho đoàn kết thì chúng ta nên ít nói đến thì hay hơn. Vương tử quân vừa nói vừa ném cho tiếu tử đông một điếu thuốc. Tiếu tử Đông trước tiên giúp Vương Tử Quân châm thuốc, sau đó mới châm lửa cho mình và hít vào một hơi thật sâu nói: Chủ tịch Vương, có đôi khi tôi cảm thấy hình như tuổi tác có gì đó sai lệch thì phải. Tôi lớn hơn anh cả chục tuổi, vì sao luôn cảm thấy không được chín chắn như anh? Đã thành thói quen, Tiếu tử Đông nói như vậy thì Vương Tử Quân cũng không tiếp nhận đề tài này. Hắn trầm ngâm một lát rồi mới trầm giọng nói: Tử Đông, tuy chúng ta không cần thống nhất quy hoạch và lắp đặt thiết bị ngay lập tức thế nhưng công tác tu sửa bộ mặt phố phường vẫn không thể buông lỏng. Ba ngày sau Chủ tịch Tề sẽ đến huyện Lô Bắc chúng ta, công tác tiếp đãi cũng không nên phát sinh chút cảm bẫy gì. Tiếu tử đông không nói gì, hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó thở ra một hơi thuốc. Tuy hắn và Dương Quân Tài có xích mích với nhau, thế nhưng hắn cũng rất hiểu về đối phương. Lần này Tề Chính Hồng đến huyện Lô Bắc có thể nói là một giúp đỡ rất lớn cho Dương Quân Tài, đối với Vương Tử Quân thì rõ ràng là mây đen ép xuống đầu. Chủ tịch Vương, anh cứ yên tâm, những ngày nay tôi trên cơ bản đều đi 5-6 vòng khắp huyện thành, đã giải quyết không dưới 100 chuyện lớn nhỏ, chúng ta sẽ có một diện mạo phố phường hoàn toàn sạch sẽ để nghinh đón chủ tịch đề. Vương tử quân không nói gì thêm, chỉ hút điếu thuốc trong tay. Khi tiếu tử đông cảm thấy bầu không khí có chút ngưng trệ, lúc định mở miệng nói chuyện thì một luồng gió từ ngoài cửa sổ thổi ùa vào, sau đó là những đám mây đen từ phương xa ùn ùn kéo đến dù là thành phố an dịch hay huyện lô bắc đều rất coi trọng sự kiện chủ tịch Tề chính hồng đến kiểm tra thị sát hai vị lãnh đạo thành phố an dịch đã tranh thủ trước khi lãnh đạo đến huyện lô bắc đã bớt chút thời gian xuống kiểm tra các công tác tiếp đái đối với đám cán bộ lớn nhỏ của huyện lô bắc thì hai ngày qua rõ ràng là bận rộn nhiều việc nhất dù là vị lãnh đạo thị ủy nào xuống thì bọn họ cũng đều phải tận tâm tận lực tiếp đái mà các ban ngành như cục công an và phòng vệ sinh càng phải bỏ đi những ngày nghỉ lễ tết để làm việc như điên Hầu như là vị lãnh đạo thị ủy nào xuống cũng cho ra một ý kiến với Đảng ủy chính quyền huyện Lô Bắc, từng ý kiến đều có ý nghĩa kiến thiết, đều cần phải hoàn thành một cách hao tiền tốn của. Lãnh đạo nói thế nào thì phải thực hiện hầu như là giống hệt, có thể nói là trách nhiệm mỗi người được đề thăng. Dưới sự hy vọng của các cán bộ lớn nhỏ ở huyện Lô Bắc, thời gian chủ tịch Tề xuống kiểm tra thị sát đã đến. Đám lãnh đạo đều khá căng thẳng, chỉ sợ sẽ phát sinh vấn đề gì đó không hay. Đám cán bộ bên dưới thì đều đề cao tinh thần, làm cho xong tất cả hạng mục công tác. May mà buổi tối thì chủ tịch Tề sẽ quay về, đám cán bộ gặp mặt nhau đều cảm khái về công tác vào lúc này. Nhưng nếu nói bận rộn nhất thì chính là đám người huyện ủy, tuy những người này không trực tiếp tham dự vào quá trình đón tiếp lãnh đạo, thế nhưng kết quả kiểm tra thị sát tốt xấu thế nào sẽ trực tiếp liên quan đến chiến tích cá nhân của bọn họ, thế cho nên không ai không cẩn thận. Chủ tịch Vương Đối với vấn đề nghênh đón chủ tịch tề thì thị ủy cũng không tỏ thái độ rõ ràng, anh xem, chúng ta có nên đến vùng giáp danh tiếp đón, hay là đón ngoài cổng ủy ban? Trên mặt Dương Quân Tài là nụ cười nhàn nhạt, nhạt, hắn rõ ràng là người vui vẻ nhất trong công tác tiếp đón tề chính Hồng, dù thế nào thì tề chính Hồng cũng là người đến chống đỡ thể diện cho hắn. Trên mặt Vương Tử Quân vẫn là nụ cười vui vẻ như mùa xuân đến, hắn nhìn chiếc ly gốm màu đen đặt bên cạnh Dương Quân Tài, khóe miệng càng cong lên chuyện bí thư dương đập bể ly đã được truyền đi khắp khu văn phòng huyện ủy ngay từ ngày hôm qua. Không có bức tường nào kín kẽ để chắn được gió, những lời này cũng có ý nghĩa tham khảo. Những lời nghị luận về cái ly sứ long đằng được hoàng đế đồng trì sử dụng có lưu lại virus hoa liễu hay không cuối cùng cũng được truyền vào trong tai của bí thư dương. Dương quân tài vốn đang rất đắc ý về cái ly sứ của mình, lúc đó hắn chợt nổi giận, thế là vung tay đập nát chiếc ly đằng long có giá lên đến vài chục ngàn nhưng bí thư dương đập bể ly không những làm cho tin đồn biết mất, ngược lại còn làm cho nó lan truyền càng rộng rãi và phong phú, thậm chí có người còn suy đoán bí thư dương đã dính bệnh, càng có những kẻ ma mãnh nói nên tìm bác sĩ tốt cho bí thư dương. Nói rằng dù gì cũng không nên để cho bí thư dương bị bệnh tật tra tấn rồi vì ngại mà không dám đến tìm bác sĩ, không dám chữa bệnh, v, v. Nhất định phải tra ra tên khốn nào mở miệng nói lời bịa đặt kia. Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống Tôn Hạ Châu dùng giọng điệu sinh động như thật nói về những tin tức đang lan truyền trong khu văn phòng huyện ủy, hắn cảm thấy một cảm giác vui vẻ khó thể cưỡng chế, hắn nghiêm trang nói: "Lãnh đạo chú ý tiết giảm việc nghênh đón chính là muốn bảo vệ chúng ta, nhưng chúng ta cũng không nên tưởng đó là thật, tối thiểu thì chúng ta cũng cần có tư tưởng tôn kính lãnh đạo." "Tôi thấy không bằng như thế này, các vị lãnh đạo của bốn bộ ban ngành đến vùng giáp danh tiếp đón, các thành viên khác thì ở lại ủy ban." như vậy cũng không tính là thất lễ, lại chấp hành mệnh lệnh của lãnh đạo, nhất cử lướng tiện, anh thấy thế nào? Vương tử quân dù có chút phiền chán với công tác đi nghinh đón lãnh đạo, thế nhưng người trong quan trường thì đặc biệt dùng sức một mình cũng không thể nào thay đổi được quy củ và hiện trạng. Người cũng phải đi theo dòng chảy của xã hội, nếu không thì rõ ràng là không hợp với bầy đàn, những kẻ khác loại và lập dị trong quan trường thường bị đào thải rất nhanh. Dương quân tài rất thất vọng với câu trả lời của vương tử quân, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận lời đề nghị của vương tử quân chính là phương án phù hợp nhất với tình huống hiện tại hắn khẽ gật đầu nói như vậy cứ xử lý theo ý kiến của chủ tịch vương hai vị lãnh đạo đứng đầu huyện lô bắc đã có sự thống nhất ý kiến như vậy công tác nghênh đón trên cơ bản đã được xác định tất nhiên sẽ có người vui có người không vui người mất vui nhất chính là trần lộ giao khi mối quan hệ giữa trần lộ giao và bí thư dương quân tài càng thêm sâu sắc hắn bắt đầu tiếp xúc với các mối quan hệ của Dương Quân Tài ở tỉnh Sơn Nam, đặc biệt là mối liên hệ ở thành phố An Dịch, tất nhiên sẽ càng có vài lần uống rượu với hai vị lãnh đạo nắm công tác tổ chức ở thành phố An Dịch là Phó Bí Thư Trình Vạn Thọ và trưởng phòng tổ chức các trường lễ. Trần Lộ Giao nghĩ đến tình huống Bí Thư Trình dùng giọng không gò ép gọi mình là Tiểu Trần, trong lòng hắn chợt bùng lên cảm giác vui mừng khó thể cưỡng chế được. Lãnh đạo ở trường hợp công khai mà không gọi danh hiệu của anh, lại gọi là Tiểu Trần, như vậy có ý nghĩa thế nào? điều này không phải là ám hiệu hắn là người một nhà với bí thư trình sao. Trần Lộ Giao nghĩ như vậy và cảm thấy có vài phần cảm động, tất nhiên cũng không khỏi cảm thán bí thư trình thật sự rất gần gũi và bình dị. Hắn càng có lòng tin về việc Dương Quân Tài có thể chiến thắng Vương Tử Quân để nắm quyền tuyệt đối ở huyện Lô Bắc. Bây giờ nhân vật cấp bậc cao của Dương Gia ở tỉnh Sơn Nam là chủ tịch tề chính hồng đến huyện Lô Bắc, điều này càng làm cho Trần Lộ Giao cực kỳ phấn khích. Hắn rất muốn được gặp lãnh đạo trong thời gian sớm nhất muốn chào hỏi vị lãnh đạo cấp tỉnh này cho hắn biết ở huyện Lô Bắc còn có mình tất nhiên cơ hội gặp mặt tề chính hồng sớm nhất chính là ra vùng giáp danh tiếp đón khi đó sẽ bắt tay lãnh đạo phải biết rằng chính mình là lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong huyện ủy nhưng bây giờ một cơ hội tốt như vậy lại bị một lời nói không mặn không nhạt của Vương Tử Quân mà biến mất không còn tâm tích điều này càng làm cho hận ý của Trần Lộ giao đối với Vương Tử Quân tăng lên vài phần nhưng hắn dù có căm hận nhưng lúc này đại cục đã là như vậy hắn cũng chỉ có thể nuốt răng gãy vào bụng mà thôi. Bí thư Trần, chúng ta nên có sự chuẩn bị, anh cũng nên đến vùng giáp xanh tiếp đón, chuyện tốt như thế này cũng không nên cướp khỏi tay mọi người cho được. Khi Trần Lộ Giao đang ngây người thì thiếu tử đông chợt đi đến trước mặt, sau đó hắn cười tủm tỉm nói với Trần Lộ Giao. Trần Lộ Giao nghe thấy câu nói đầy ý nghĩa châm trọng này mà trong lòng chỉ là cười lạnh, nhưng bây giờ cũng không phải lúc trở mặt, trong lòng hắn dù có bất mãn nhưng bây giờ cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi chủ tịch tiếu nói rất đúng, chúng ta nên đến cổng nghinh đón. Trần lộ giao cười ha hả, hắn cầm sổ tay đi ra ngoài. Nhưng khi hắn đi qua bên cạnh tiếu tử đông thì trong mắt lại lóe lên ý cười lạnh băng. Tiểu tử, người thường xuyên trêu chọc ta, chẳng lẽ thật sự cho rằng chính mình có tuyệt kỹ kim cương bất hoại sao? Trần lộ giao nghĩ đến kế hoạch hai ngày trước, thế là trên mặt chợt lóe lên hào quang. Bốn chiếc xe con cộng thêm vài chiếc xe cảnh sát mở đường, đây chính là đội ngũ của huyện Lô Bắc ra vùng giáp danh tiếp đón Chủ tịch Tề Chính Hồng. Khi các vị lãnh đạo huyện xuống xe thì vẫn còn sớm nửa giờ, nhưng dưới sự dẫn dắt của bí thư Dương Quân Tài, các vị lãnh đạo bốn bộ ban ngành của huyện Lô Bắc vẫn phải núi đuôi nhau đi ra. Nếu so sánh với hai vị lãnh đạo trẻ tuổi là Dương Quân Tài và Vương Tử Quân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tăng Nhất Khả và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Lưu Trấn Điền có vẻ già nua hơn nhiều hai người kia tuy đứng cùng hai vị lãnh đạo trẻ tuổi là Dương Quân Tài và Vương Tử Quân thì sinh ra chút cảm giác xấu hổ, thế nhưng cảm giác xấu hổ của bọn họ cũng nhanh chóng biến mất. Vương Tử Quân và Tăng Nhất Khả đã hợp tác với nhau khá nhiều lần, quan hệ của hai bên trên cơ bản là rất mật thiết, nhưng dưới trường hợp thế này thì tất nhiên cũng không lên tiếng. Chủ tịch mặt trận Tổ quốc Lưu Trấn Điền lại không có kiêng kỵ nhiều như vậy, lão đã từng là phó bí thư huyện ủy, tuy bây giờ đã lui về mặt trận Tổ quốc, Thế nhưng lão vẫn còn nhiều mối quan hệ ở huyện ủy, cũng vì những mối quan hệ của lão ở huyện ủy mà con trai là Lưu Mập mở quán giáp ngư thôn mới có thể làm ăn tốt đẹp như vậy. Con người sống trên đời nếu không suy nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con cháu, chủ tịch Lưu ôm nguyên tắc không dám đắc tội với hai vị lãnh đạo trẻ tuổi của huyện Lô Bắc. Nếu hai vị này đều không thể động vào, như vậy biện pháp tốt nhất cũng chỉ có thể giả vờ như không thấy. Lão rất nhiệt tình với Vương Tử Quân và Dương Quân Tài. Thế nhưng sự nhiệt tình này của lão lại làm cho Vương Tử Quân và Dương Quân Tài rơi vào những trường hợp dở khóc dở cười. "Bí thư Dương, Chủ tịch Vương, các anh xem chiếc xe của tôi kìa, như vậy còn có thể chạy được sao?" Tuy nhìn từ bên ngoài thì thấy vẫn còn tốt, thế nhưng tôi đã dùng nó đi công tác 6 7 năm, số lần hư hại đã quá nhiều rồi. Chủ tịch Lưu lên tiếng rất khoa trương nhưng vẻ mặt lại thật sự kêu khổ, điều này làm cho Vương Tử Quân và Dương Quân Tài đều không thể nói nên lời. Quan hệ giữa hai người luôn không tốt, thế nhưng lại luôn sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên, rất tỉnh táo. Chủ tịch Lưu, những chuyện này anh phải tìm đến chủ tịch Vương, trong tay tôi cũng không có tiền. Dương Quân Tài cũng không muốn cùng Vương Tử Quân đối mặt với hai lão già sắp về vườn, thế cho nên nhanh chóng dùng đòn thái cực quyền, trực tiếp đá quả bóng sang cho Vương Tử Quân, đồng thời cũng dùng ánh mắt cầu phúc nhìn sang Vương Tử Quân. Chủ tịch Lưu lại rất thích mở miệng nói ra những chuyện như thế này sau khi dương quân tài mở miệng thì lão nhanh chóng đưa mắt nhìn sang vương tử quân vương tử quân cười cười nói nhà có một cụ già thì thật sự như có một bảo vật khối chính quyền chúng tôi lại nghèo khó cũng không thể để cho chủ tịch lưu đi lại đường xa được tôi thấy không bằng thế này sau khi quay về thì anh đến báo danh cho các đồng chí trong văn phòng huyện ủy sắp xếp một phòng làm việc ở khu thường ủy tôi sẽ sắp xếp phòng tài chính mua xe cho anh anh xem có được không Dương quân tài nhìn vẻ mặt tươi cười của vương tử quân, hắn thầm nghĩ người này thật sự là thiệt thòi gì cũng không chịu tiếp, ngay cả những lời khách sáo cũng nói ra hay như vậy, nhưng tất cả chỉ là nói nhảm, vấn đề lại đổ sang người mình. Xe của Tăng Nhất Khả thật sự không tốt hơn xe của Chủ tịch Lưu một chút nào, thế nhưng lão lại không lên tiếng. Chỉ cần Chủ tịch Lưu được đổi xe, như vậy xe bên phía hội đồng nhân dân cũng sẽ thay đổi. Nhưng lão thấy việc đổi xe này có chút mơ hồ, hai vị bí thư và chủ tịch huyện thật sự như khỉ thành tinh nếu để cho bọn họ đặc biệt xuất tiền ra mua xe cho mình vào thời điểm khó khăn như thế này thì rõ ràng là mơ ước viển vông chủ tịch lưu tất nhiên sẽ nghe ra hương vị từ chối trong lời nói đùn đẩy lẫn nhau của bí thư dương và chủ tịch vương thế nhưng lão cũng không muốn đắc tội với hai vị lãnh đạo cường thế này năm xưa chủ tịch lưu có thể vỗ bàn với hồ thiên đông thế nhưng khi đối mặt với hai vị cán bộ lãnh đạo này lão lại không có gan chiêu chọc. Vì vậy dưới tâm lý như thế mà bốn người tiếp tục lên tiếng nói đùa vài câu, sau đó đã đến đúng thời gian, bốn người xếp thành hàng ven đường, cùng chờ chủ tịch Tề Chính Hồng đến. Nói ra thì phía thành phố An Dịch nắm giữ hành trình của chủ tịch Tề đúng đến từng phút, trong khoảng thời gian 10 phút, một chiếc xe cảnh sát mở còi chạy đến như bay trên đường An Lô, ngay sau chiếc xe cảnh sát này chính là một chiếc xe 24 chỗ ngồi màu vàng. Khi nhóm người Vương Tử Quân nhìn thấy chiếc xe cảnh sát thì giống như đối phương cũng nhìn thấy bọn họ. Thế là chiếc xe cảnh sát chạy như bay bắt đầu giảm tốc độ, chiếc xe mở đường chậm rãi tiến đến trước mặt nhóm người Vương Tử Quân rất có kinh nghiệm, cuối cùng cũng dừng lại rất vững vàng. Chiếc xe 24 chỗ màu vàng cũng dừng lại, khi chiếc xe dừng lại thì một vị cán bộ hơn 30 tuổi nhanh chóng xuống xe. Người này mặc tây trang, đeo kính gọng vàng, vẻ mặt rất khí thế và kiêu ngạo, nhưng khi đi đến trước mặt Dương Quân Tài thì dùng giọng cẩn trọng nói. "Chào bí thư Dương, chủ tịch Tề mời anh lên xe." Dương quân tài khẽ gật đầu với vị cán bộ hơn 30 tuổi này, sau đó cất bước đi về phía chiếc xe 24 chỗ. Mà vị cán bộ kia chờ Dương quân tài lên xe thì cũng không có ý muốn nói chuyện với Vương tử quân, cũng đi theo lên xe. Xe cảnh sát tiếp tục chạy đi như bay, chiếc xe màu vàng cũng chậm rãi lăn bánh. Vương tử quân nhìn vài chiếc xe chạy đi mà trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, nhạt, hắn nhìn về phía tầng nhất khả và lưu trấn điền rồi cười nói. Chúng ta đuổi theo bọn họ. Chủ tịch Vương, lãnh đạo tỉnh Sơn Nam bày ra cái giá quá cao. Sau khi Vương Tử Quân lên xe thì Thái Thần Bân dùng giọng không cam lòng nói một câu. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu rõ ý nghĩ của Thái Thần Bân, hắn chỉ cười cười mà không nói gì, quan lớn hơn một cấp đã đè chết người, dưới tình huống này còn không phải người ta nói gì thì có thể làm nấy sao. Xe cảnh sát chạy như bay, chỉ một lát sau đã đến ủy ban huyện. Nhóm người Trần Lộ Giao đã sớm chờ trước cổng, Bọn họ xếp thành hàng nghênh đón chủ tịch Tề đến. Lúc này các nhân viên của đài truyền hình tỉnh Sơn Nam, nhật báo tỉnh Sơn Nam, đài truyền hình thành phố An Dịch, nhật báo An Dịch đều lao ra, bọn họ cầm đủ mọi loại thiết bị để chỉa về phía khoảng sân ủy ban huyện Lô Bắc. Cửa chiếc xe màu vàng chậm rãi mở ra, một người đàn ông thân hình cao lớn bước xuống bên dưới. Khoảnh khắc khi người đàn ông này bước xuống thì các loại máy chụp ảnh lóe lên ánh đèn, nhưng điều này không phải là quan trọng nhất bọn họ coi trọng nhất chính là người đứng bên cạnh người đàn ông kia. Bên trái người đàn ông cao lớn này chính là chủ tịch thành phố An Dịch là Lý Giật Phong, đứng bên phải chính là bí thư huyện ủy Lô Bắc là Dương Quân Tài. Lúc này Dương Quân Tài khẽ vỗ tay, biểu hiện vô cùng khiêm tốn, thế nhưng vào thời điểm nay hắn mới chính là ngôi sao trói sáng nhất. chương 299 đón xe cáo trạng Tề chính hồng có thân hình cao lớn, trên gương mặt hình chữ quốc luôn treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Hiện lên trong mắt người đối diện rất có lực tương tác. Dương Quân Tài đứng bên cạnh hắn tuy có tinh thần cao độ, anh tuấn trẻ tuổi, thế nhưng nếu so sánh với Tề Chính Hồng thì khí thế lại thua kém rất nhiều. Vị này chính là phó bí thư huyện ủy, thay mặt chủ tịch của huyện Lô Bắc chúng tôi, đồng chí Vương Tử Quân. Tuy đồng chí Vương Tử Quân còn trẻ nhưng lại là người giúp đỡ tôi rất nhiều, khi tôi mới đến huyện Lô Bắc thì cũng có chút luống cuống tay chân, nếu như không phải có chủ tịch Vương, cũng không biết tôi còn chết bao nhiêu tế bảo não. Dương quân tài chờ đến khi tề chính hồng đi đến trước mắt phương tử quân thì dùng giọng tràn đầy nụ cười để giới thiệu. Tuy gương mặt dương quân tài tràn đầy nụ cười nhưng cách hắn sử dụng từ ngữ lại không quá tốt, dưới tình huống bình thường thì bí thư đều nói là hợp tác với chủ tịch, nhưng bây giờ lại bóng gió dùng hai chữ giúp đỡ, tất nhiên ý nghĩa của nó đã quá rõ ràng. Phương tử quân anh dù có vinh váo lên trời thì dù thế nào cũng chỉ là lãnh đạo hàng thứ hai mà thôi thủ đoạn nhỏ của Dương Quân Tài cũng không thể gạt được Vương Tử Quân, càng không thể gạt được Tề Chính Hồng. Lúc này hai con người đen nháy của Tề Chính Hồng dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Vương Tử Quân, dù hắn là chủ tịch tỉnh, thế nhưng cũng không phải là lần đầu tiên được nghe thấy cái tên Vương Tử Quân. Dương Quân Tài mời mình đến huyện Lô Bắc, không phải chỉ vì cho ra một chỗ dựa, cũng không phải vì đề cao khí thế, không phải là vì muốn ngăn chặn tên Vương Tử Quân này sao? trong lòng tề chính hồng thì vương tử quân là một kẻ mười phần du côn, là loại cán bộ địa đầu xa, nếu không như vậy thì sao có thể làm cho một nhân vật ưu tú nhất đời thứ ba của Dương gia với tài nguyên cuồn cuộn lại bó tay chịu trói, căn bản không thể nào thi triển được thủ đoạn nào. Tề chính hồng ôm những suy đoán theo bản năng ở trong lòng, khi hắn nhìn thấy vương tử quân còn muốn trẻ tuổi hơn cả Dương quân tài thì trong lòng càng kinh ngạc đặc biệt là sau khi đối phương nghe được những lời nói tràn đầy khiêu khích của Dương Quân Tài thì vẫn nói cười và có gương mặt không chút biến đổi, điều này càng làm cho hắn sinh ra cảm giác người này rất bất phàm. Chào Chủ tịch Tử Quân, anh còn trẻ như vậy mà đã đảm nhiệm vị trí Chủ tịch huyện, rõ ràng là người khai sáng cho tỉnh Sơn Nam chúng ta, hy vọng anh công tác không kiêu ngạo, có thể hợp tác tốt với một bí thư huyện ủy trẻ tuổi như Quân Tài, đưa huyện Lô Bắc phát triển lên một giai đoạn mới khi tề chính hồng bắt tay vương tử quân thì lên tiếng giọng điệu khá lớn vương tử quân cảm nhận được khí thế khủng khiếp bùng ra trên người tề chính hồng lúc này trong lòng càng thêm bình tĩnh tề chính hồng nhìn qua thì rất có phong thái của lãnh đạo tỉnh câu nói dạo đầu cũng rất có nghệ thuật lãnh đạo giọng điệu mạnh mẽ không lệch đi đâu điều này làm cho vương tử quân cảm thấy rất thoải ami nhưng những lời như vậy cũng có ý nghĩa muốn nói với tất cả cán bộ có mặt nơi đây ý nghĩa rất đúng chỗ nhưng cũng có vài phần mờ mịt rõ ràng cần người ta cảm ngộ mới hiểu hết được. Trên quan trường trước nay đều không thiếu những người thông minh giỏi cảm ngộ. Chủ tịch lý giật phong của thành phố an dịch là một người cực kỳ giỏi nhìn mặt nói chuyện. Lúc này ánh mắt nhìn về phía dương quân tài càng thêm dịu dàng thắm thiết. Vẻ mặt nhìn vương tử quân lại có chút ngưng trọng. Tề chính hồng mỉm cười cùng bắt tay với đám thường ủy huyện ủy bộ dạng cực kỳ thân thiết. Nhưng uy thế biểu hiện ra ngoài như có như không lại làm cho đám người tân quân Tắc và hàn minh khải cảm thấy có chút kinh sợ. Tuy tề chính hồng chỉ đến huyện Lô Bắc một ngày nhưng hành trình này lại được sắp xếp tràn đầy. Trong phòng họp lớn của huyện ủy, tề chính hồng đang lên tiếng cực kỳ nhiệt tình, xem như nể mặt huyện Lô Bắc. Người đi trước mở lối cho người đi sau, sáng tạo ra một thời đại huy hoàng mới. Tề chính hồng nói chuyện rất có ý nghĩa, âm thanh cao vút, làm cho người ta sinh ra cảm giác vui sướng vì được ủng hộ. Chủ tịch Vương, xem ra người ta lúc này căn bản không thèm che giấu mục đích, Tiếu tử đông ngồi bên cạnh vương tử quân, hắn khẽ nói với vương tử quân. Vương tử quân chỉ cười cười mà không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn lại trịnh trọng nhìn về phía tề chính hồng đang phát biểu. Hắn hiểu nụ cười của tiếu tử đông, lúc này trên đài chủ tịch chẳng những có tề chính hồng, Lý Giật Phong, Trình Vạn Thọ, còn có cả bí thư huyện ủy Dương Quân Tài. Dựa theo những sắp xếp trước đó, Dương Quân Tài sẽ không được ngồi trên đài chủ tịch, hắn phải ngồi cùng một chỗ với vương tử quân, ngồi bên dưới nghe lãnh đạo phát biểu. Thế nhưng lúc này hắn lại ngồi trên đài chủ tịch, không phải vì nguyên nhân gì khác, đó chính là yêu cầu của Tề Chính Hồng. Tề Chính Hồng tuy chỉ nói một câu đơn giản thế nhưng lại hướng đến tất cả cán bộ của huyện Lô Bắc để bày tỏ ý kiến giúp đỡ Dương Quân Tài, hơn nữa lúc này ý nghĩ giúp đỡ càng thêm rõ ràng hơn. Tề Chính Hồng phát biểu hơn 20 phút, sau đó hội nghị kết thúc, nhưng đó chỉ là bắt đầu trong hành trình đến huyện Lô Bắc của hắn sau đó hắn hào hứng bừng bừng cùng Lý Giật Phong, trình vạn thọ đi thăm các hạng mục lớn như cầu đường An Lô, khu công nghiệp của huyện Lô Bắc. Dưới sự cố gắng của nhóm người Vương Tử Quân và trình vạn thọ, hành trình không có vấn đề, các vị thường ủy huyện ủy cũng không phát sinh vấn đề. Lúc này người đến là một vị quan lớn thật sự rất dọa người, thật sự khó thể nào hầu hạ cho tốt. Vương Tử Quân cũng không còn là tên cán bộ trẻ tuổi xúc động, hắn cười tùm tìm nhìn tất cả sự việc phát sinh trước mắt, giống như đám người cố gắng vây quanh mình hót không liên quan đến mình một chút nào. Khi đi thăm khối công tác tư pháp của huyện Lô Bắc, Tề Chính Hồng cười tủm tỉm bắt tay thân thiết với các cảnh sát nhân dân, cũng lên tiếng yêu cầu bọn họ nhất định không ngừng cố gắng, chế tạo ra thời đại huy hoàng, hộ giá hộ tống vì sự phát triển kinh tế của huyện Lô Bắc, liên tục cho ra những công hiến mới. Khi Tề Chính Hồng sắp đi đến bắt tay với Đỗ Tiểu Trình, Vương Tử Quân chợt thấy Đỗ Tiểu Trình với gương mặt nghiêm túc đang chừng mắt nghịch ngợm với mình hắn còn chưa biết nữ cảnh sát nghịch ngợm này muốn đùa giỡn cái gì chợt nghe thấy đỗ tiểu trình mở miệng nói chủ tịch tề tôi có một vấn đề không biết có thể hỏi anh không những cô gái xinh đẹp rõ ràng có giấy thông hành đặc biệt tề chính hồng cũng có chút hảo cảm với cô gái cảnh sát xinh đẹp như hoa này tuy không nói lãnh đạo có ý nghĩ ở phương diện khác nhưng hắn là một vị lãnh đạo cấp tỉnh đang ở vào tuổi trung niên ai lại nhẫn tam từ chối vài câu hỏi của một nữ cảnh sát xinh đẹp có vấn đề gì thì cô cứ nói, tôi cũng muốn tìm hiểu về ý nghĩ của các vị đồng chí ở tuyến cơ sở. Tề Chính Hồng nói vô cùng khoan dung độ lượng, thế nhưng đám người Lý Giật Phong và Trình Vạn Thọ nghe vào trong tai lại cảm thấy bồn chồn, trong lòng thầm hối hận. Huyện Lộ Bắc này sắp xếp như thế nào mà lại xuất hiện một nữ cảnh sát như thế này? Tuy hai người Lý Giật Phong cảm thấy rất sốt ruột nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy hứng thú của Tề Chính Hồng, bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện mà thôi tốt nhất là nữ cảnh sát này cho ra một câu hỏi làm cho chủ tịch tề có hứng thú mà không có liên quan đến những chuyện xấu gì khác, như vậy chỉ xem là một chuyện nhỏ xem vào một quá trình lớn, căn bản không có vấn đề. Chủ tịch tề, có phải tất cả thành tích đều phải có một phần của lãnh đạo không? Cặp mắt đẹp của đỗ tiểu trình chợt vụt sáng, nàng nhìn chằm chằm vào tề chính hồng. Tề chính hồng tuyệt đối không ngờ nữ cảnh sát lại cho ra một câu hỏi như vậy, mà câu hỏi này cũng rất đơn giản, thế là hắn cười ha hà nói. Vấn đề này cần phải phân ra làm hai phương diện để xem xét, các đồng chí chấp hành cụ thể như thế nào, lãnh đạo cho ra quyết sách ra sao, lúc đó mới khẳng định công lao. Thế nào, nữ đồng chí, công lao của cô bị người ta cướp đi sao? Nếu như có lời gì muốn nói, cô hoàn toàn có thể nói, tôi sẽ làm chủ cho. Câu nói kế tiếp của Tề Chính Hồng thật sự có ý cười, khi thấy chủ tịch tề rất hào hứng thì Lý Dật Phong và Trình Vạn Thọ đều thở dài một hơi, bọn họ cũng cười theo. Nhưng đám người kia cười mà Vương Tử Quân căn bản không cười nổi, hắn biết rõ Đỗ Tiểu Trình là người như thế nào, cô gái này không ra tay thì thôi, nếu đã ra tay thì tuyệt đối không chịu nương tay, không gò bước sự trêu chọc của Tề Chính Hồng. "Cảm ơn chủ tịch Tề quan tâm, tôi thật sự không có, nhưng tôi còn có một điều nghĩ mãi không ra, nếu như nói công lao ấy có được trước khi lãnh đạo xuống nhận chức, như vậy có tính là công lao của vị lãnh đạo đó không?" Đỗ Tiểu Trình vẫn tỏ ra khá bình tĩnh nàng mỉm cười tiếp tục hỏi Tề Chính Hồng. Tề Chính Hồng đi một ngày cũng có chút mệt mỏi, lúc này hy vọng có thể nói vài câu vui vẻ với cô gái cảnh sát xinh đẹp này, cũng xem như điều tiết thần kinh căng cứng của mình. À, nếu như vậy thì vị lãnh đạo kia sẽ không có công lao, cho dù tính công thì cũng là của vị lãnh đạo trước đó. Tề Chính Hồng trả lời cũng không có gì là sai, thế nhưng Vương Tử Quân chợt sinh ra cảm giác xấu, hắn cảm thấy cô gái đỗ tiểu trình này tuy đã lớn thế nhưng càng là như vậy thì càng không có gì không dám nói. Quả nhiên sự việc xảy ra chứng minh ý nghĩ của vương tử quân vào lúc này, không đợi đầu óc của hắn tiếp tục vận chuyển, đỗ tiểu trình đã lên tiếng nã pháo. Chủ tịch Tê, tôi nghe nói khi anh vừa đến đã nói khối công tác tư pháp của huyện Lô Bắc chúng tôi đạt được nhiều thành tích dưới sự lãnh đạo của Bí Thư Dương, tôi cảm thấy những lời này là không đúng khối công tác tư pháp của huyện Lô Bắc chúng tôi phát triển huy hoàng khi vẫn còn đang nằm trong hệ thống tư pháp của tỉnh Chiết Giang, khi đó Bí Thư Dương còn chưa đến huyện Lô Bắc. Chỉ hai câu của Đỗ Tiểu Trình nhưng giống như một quả đạn pháo cực mạnh có sức tàn phá khủng khiếp, vẻ mặt Lý Giật Phong chợt trở nên khó coi đến cực điểm, mà Trình Vạn Thọ càng méo cả miệng, vẻ mặt Dương Quân Tài đang đi theo tề chính hồng cũng trở nên cực kỳ khó coi. Vẻ mặt tề chính hồng vẫn bình tĩnh như nước nhưng trong lòng chợt bùng lên những ngọn sóng khủng bố. Lúc đầu hắn cũng không mấy quan tâm đến hành trình đến huyện Lô Bắc vào lần này, hắn thấy đây chỉ là tình huống con nít đánh nhau kéo người lớn đến làm chỗ dựa, nếu như không phải Dương Quân Tài năm lần bảy lượt đến tìm mình, sợ rằng hắn sẽ không phí công xuống đây làm gì cho mệt. Thế là Tề Chính Hồng căn bản khá qua loa với hành trình của mình, chẳng qua cố gắng nói vài lời giúp đỡ Dương Quân Tài, bày tỏ mối quan hệ không tầm thường giữa mình và Dương Quân Tài, hắn cảm thấy như vậy là quá đủ rồi. Lúc này hắn đến kiểm tra công tác của khối tư pháp, không ngờ lại có người nã đạn pháo vào mình. Mất mặt là ý nghĩ đầu tiên của Tề Chính Hồng, lúc này hắn cảm thấy rất mất mặt. Nhưng là một chính khách có thâm niên, hắn biết rõ càng vào tình huống này thì càng phải biểu hiện ung dung bình tĩnh, như vậy mới là phong cách quý phái, nếu như chuyện thế này xảy ra mà tâm hoảng ý loạn, như vậy mới là chuyện xấu. Tề Chính Hồng cũng đồng thời sinh ra một cảm giác đó chính là vị thay mặt chủ tịch kia không hề giống như những gì mình đang nghĩ muốn làm gì thì làm bộ dạng ngoan ngoãn dễ bảo của đối phương căn bản chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi khó giải quyết người này chính là một kẻ khó thể nào giải quyết ổn thỏa tề chính hồng thầm đề cao đẳng cấp nguy hiểm của vương tử quân hắn ngưng lại một chút rồi cười ha hả nói nữ đồng chí cảnh sát mọi người thường nói ánh mắt của nhân dân sáng như tuyết lúc này cô thật sự cho tôi một bài học sinh động Rõ ràng là không điều tra thì không có quyền lên tiếng. Chúng tôi là lãnh đạo, có đôi khi cũng không biết rõ tình huống một cách chắc chắn, lúc này tôi nói lời xin lỗi, đồng thời cũng khen ngợi sự thẳng thắn của đồng chí. Tề Chính Hồng vừa nói vừa dùng ánh mắt cực kỳ có ẩn ý nhìn Dương Quân Tài, hắn nghiêm trang nói: "Bí thư Tử Quân, vị đồng chí này nói rất đúng, đây chính là một hồi chuông cảnh báo cho anh, không nên ngủ ngon trên những công lao mà các vị lãnh đạo tiền nhiệm đã để lại." cần phải liên tục cố gắng sáng tạo ra những thành tích mới dương quân tài lúc này thật sự rất căm hận đỗ tiểu trình thế nhưng hắn hận thì thế nào hắn chỉ có thể áp chế cơn giận trong lòng mà thôi cũng chỉ có thể vỗ ngược đảm bảo với tề chính hồng nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo sẽ sáng tạo ra một tình thế phát triển mới à như vậy thì tốt đúng rồi những đồng chí có gan nói ra tình huống thực tế có thể can đảm nói thật chúng ta là lãnh đạo cần có phương án bảo vệ trọng điểm các anh nhớ kỹ cho tôi, cũng không vì các đồng chí nói ra những ý kiến không đồng ý mà chủ dập chèn ép, có biết không? Tề Chính Hồng dùng giọng rộng lượng nói, coi như thẳng thắn nhận được sự đồng ý của các vị cảnh sát nơi đây, vì thế mà chút vấn đề lúc vừa rồi cũng được giảm bớt đi. Quả nhiên là cao thủ, Vương Tử Quân nhìn Tề Chính Hồng thoải mái hóa giải đòn tấn công của Đỗ Tiểu Trình, hắn không khỏi càng tăng thêm vài phần nhận thức với vị lãnh đạo cấp tỉnh trước mắt. Hành trình đi thăm thú cũng không bị quấy nhiễu bởi một gợn sóng nhỏ của Đỗ Tiểu Trình. Tề Chính Hồng vẫn tiếp tục đi kiểm tra công tác, nhưng lúc này Chủ tịch Tề nói chuyện càng thêm cẩn thận. Hắn cũng có chút kiêng kỵ, chỉ sợ sẽ xuất hiện một vị cán bộ nào đó và đột nhiên nã pháo với mình. Lãnh đạo xuống cơ sở kiểm tra công tác không phải sợ đám lãnh đạo tuyến dưới, ngược lại thì sợ lời nói của quần chúng. Khi hạng mục kiểm tra cuối cùng đã xong, thì hành trình của Chủ tịch Tề lần này xem như đã công đức viên mãn dù không phải chẳng có chút tỉ vết như tính toán thế nhưng cũng coi như một đợt kiểm tra thành công trên đường phản hồi huyện thành lô bắc đỗ tự cường và tiếu tử đông cùng lên xe của vương tử quân bí thư đỗ con gái của anh thật sự là bậc anh thư không thua kém đấng mày dâu tiếu tử đông ngồi ở hàng ghế phía trước dùng giọng điệu tràn đầy nụ cười để giơ ngón tay cái lên với đỗ tự cường đỗ tự cường cười ha hả nhưng trong miệng lại nói nhà đầu kia đúng là vừa ngốc nghếch vừa to gan vừa rồi nó nói chuyện thiếu chút nữa đã dọa tôi chết ngất. Bí thư đỗ, anh quá khiêm tốn rồi, nếu anh bị hù chết, như vậy huyện Lô Bắc chúng tôi sẽ không còn người lớn gan, nhưng tôi lại tin có người khác bị hù chết. Tiếu tử đông nói đến hai chữ người khác thì vẻ mặt chợt biểu hiện giống như đang suy ngẫm. Vương tử quân và đỗ tử cường tất nhiên biết người khác trong lời nói của tiếu tử đông là có ý gì, nhưng bọn họ cũng không vạch trần, chỉ nở nụ cười hiểu ý mà thôi. Chủ tịch Vương, sợ rằng cuộc sống của chúng ta sau này sẽ không quá tốt đẹp. Tiếu tử Đông Thu lại nụ cười, giọng điệu của hắn có chút trầm thấp. Đỗ Tử Cường tất nhiên cũng ý thức được nổi lo của Tiếu tử Đông, vì vậy khi Tiếu tử Đông lên tiếng nhắc nhở thì vẻ mặt lão trở nên ngưng trọng hẳn lên. Vương tử quân nhìn vẻ mặt hai trợ thủ của mình mà cười ha hả nói. Trời muốn mưa, cô gái muốn lấy chồng, chuyện nên tới sẽ tới, các anh không cần nghĩ nhiều như vậy, dù bọn họ có ra vẻ như thế nào thì binh tới tướng đỡ nước đến đắp đê chúng ta sẽ cố gắng tiếp đón két khi vương tử quân đang nói chuyện thì xe chợt dừng lại một cú thắng gấp thiếu chút nữa làm cho tiếu tử đông đập đầu vào cửa kính chuyện gì xảy ra vương tử quân biết rõ thái thần bân lái xe rất vững vàng nhưng lúc này tình huống xảy ra làm cho hắn cảm thấy có hơi giận chủ tịch vương xe phía trước chợt thắng gấp không biết vì cái gì tôi xuống xe cái đã Thái thần bân lúc này cũng vã đầy mồ hôi lạnh, hắn là một lái xe, thắng gấp cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Vẻ mặt vương tử quân, đỗ tự cường và tiếu tử đông chợt biến đổi, bọn họ là những cán bộ có kinh nghiệm phong phú, xe phía trước thắng gấp, như vậy làm cho bọn họ đông thời ý thức được sự việc không đơn giản. Ba người hầu như đẩy cửa bước ra một lượt, vừa mới ra khỏi xe thì thấy một tấm biểu ngữ màu trắng dài hơn 5 mét xuất hiện trước mắt. Mong chủ tịch tề giải oan cho chúng tôi. Đó là nội dung của tấm biểu ngữ, có mười mấy người đứng chung với nhau, ở vị trí đầu tiên là một người đàn ông khô gầy ngồi xe lăn. Chặn xe cáo trạng, đây chính là những gì lóe lên trong đầu vương tử quân, hắn nhanh chóng đi đến, mà tề chính hồng cũng chui ra khỏi xe của mình. Người đàn ông trung niên kia vừa thấy tề chính hồng thì cơ thể chợt nghiêng, rõ ràng là muốn đi về phía tề chính hồng, thế nhưng hai chân của hắn vốn không linh hoạt, thế cho nên khi nghiêng người thì cơ thể chợt ngã xuống đường ngựa. Tề Chính Hồng thấy người đàn ông kia ngã xuống đất thì vội vàng chạy đến đỡ, khi người đàn ông kia ngẩng đầu lên thì trên mặt đầy vết máu loang lổ, ai nhìn thấy cũng sinh ra cảm giác đau thương. "Chào anh, tôi là Tề Chính Hồng, anh có gì cứ nói, cũng đừng nôn nóng, cứ từ từ mà nói." Dù xuất phát từ thiệt tình hay biểu diễn bất đắc dĩ thì Tề Chính Hồng cũng có những lời ứng đối không chê vào đâu được. Khi Vương Tử Quân chạy đến thì nhóm người Lý Dật Phong, Trình Vạn Thọ, Dương Quân Tài cũng đều xuống xe vẻ mặt ba người cực kỳ ngưng trọng. Chủ tịch tề sao? Anh thật sự là chủ tịch tề sao? Tôi thật sự quá oan ức, tôi đã tố cáo nhiều năm, hôm nay cuối cùng cũng được gặp bao thanh niên. Người đàn ông này vừa nói vừa lấy một tờ đơn tố cáo giao vào trong tay của tề chính hồng. Chủ tịch tề, tôi là một công nhân viên của Cục Điện lực huyện Lô Bắc, chân của tôi bị gãy trong lúc công tác, khi đó tổ chức nói đợi đến khi con gái của tôi lớn lên thì sẽ bố trí công tác. Nhưng năm ngoái tôi đi tìm cục trưởng cục biện lực, anh ấy nói chính sách bây giờ có biến, căn bản không thể cho vào, cuộc sống của tôi chợt xa lầy vào khó khăn. Người đàn ông trung niên lên tiếng từ thấp đến cao, tràn đầy bi thương. Khi người đàn ông trung niên mở miệng lên án, bốn phía tể chính hồng chợt giống như rơi vào một tình huống cực kỳ ngưng trệ. Vương tử quân nhìn những biểu hiện của người đàn ông kia, biết rõ người ta không phải là biểu diễn, vì vậy trong lòng không khỏi bùng lên chút áy náy chính mình là một chủ tịch huyện, đến huyện Lô Bắc thời gian dài như vậy nhưng lại không biết có một chuyện bất công như thế, cũng xem như thất trách. Nếu chính sách thay đổi thì tôi dù khó khăn cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi, nhưng sau này có người nói cho tôi biết, căn bản không có chuyện như vậy, chẳng qua là có một vị lãnh đạo huyện đưa thân thích của mình thế vào chỉ tiêu của con gái tôi. Người đàn ông trung niên lên tiếng, điều này lập tức làm cho đám lãnh đạo huyện Lô Bắc đứng đây không rét mà run lúc người kia lên tiếng thì vương tử quân đưa mắt quan sát gương mặt các thành viên ban ngành khắp bốn phía hắn phát hiện gương mặt tiếu tử đông và đỗ tự cường rất bình tĩnh thế là trong lòng yên ổn hơn một chút nhưng khi ánh mắt của hắn rơi lên mặt trần lộ giao hắn phát hiện đối phương có chút đắc ý đắc ý bây giờ lại đắc ý thế thì trần lộ giao đắc ý vì cái gì chẳng lẽ nói chuyện này không đơn giản như những biểu hiện trước mắt tề chính hồng nhìn tờ đơn tố cáo trong tay hắn trầm ngâm một lát rồi nói anh Triệu, chỉ cần sự việc anh phản ánh là thật, tôi sẽ trịnh trọng nói rõ cho anh biết, tôi nhất định sẽ điều tra rõ vụ này, tuyệt đối sẽ không để cho một người có cống hiến và hy sinh lớn như anh sẽ phải gặp việc oan sai. Tề chính hồng dùng ngôn từ rất chuẩn xác, lại cực kỳ chính nghĩa và khí thế. Lúc này nhóm người Lý Giật Phong thật sự bức thiết muốn biết tờ đơn tố cáo trong tay của Chủ tịch Tề Chính Hồng có nội dung gì, càng muốn biết người đàn ông trung niên kia muốn tố cáo vị lãnh đạo nào trong huyện Lô Bắc cảm ơn chủ tịch tề cảm ơn chủ tịch tề người đàn ông trung niên họ chịu dùng giọng tràn đầy kích động nói với tề chính hồng mười mấy người đi theo sau lưng hắn cũng ồn ào chạy đến nói lời cảm tạ tề chính hồng ai là tiếu tử đông đứng ra cho tôi tề chính hồng cầm tờ đơn tố cáo trong tay rồi trầm giọng quát sự việc thật sự xảy ra quá ngạc nhiên khi tiếu tử đông đứng ra với vẻ mặt nghi hoặc thì tề chính hồng đã giao tờ đơn tố cáo cho lý giật phong rồi nói chủ tịch lý tôi muốn có được kết quả của sự việc này sau một tuần. chương 300, gió thổi mạnh trên đất bằng. Tề chính hồng lên tiếng, một chiếc xe cứu thương chạy đến như bay, người đàn ông trung niên họ chịu với gương mặt bị thương được đưa ngay đến bệnh viện. Tề chính hồng cũng leo lên chiếc xe chuyên dụng của mình, cũng không dừng lại mà chạy đi ngay. Bí thư dương, chuyện này phải được điều tra rõ ràng trong ba ngày, nhưng dù là liên quan đến ai, đều phải điều tra đến cùng, tuyệt đối không nuông chiều. Lý Giật Phong nói, âm thanh liên tục vang vọng, tuy không quá hiểu nhiều về vấn đề lúc này, thế nhưng vẻ mặt Tiếu Tử Đông vẫn có chút nghi hoặc và hơi kinh hoàng. Tiếu Tử Đông rốt cuộc không biết có vấn đề gì xảy ra, thế nhưng có một điều có thể kết luận, đó là vị lãnh đạo huyện mà người đàn ông trung niên vừa rồi nhắc đến hình như là mình. Hắn biết rõ lúc này mình có khả năng gặp phải đại họa. Cuối cùng có chuyện gì xảy ra? Mình nào có thân thích đoạt chỉ tiêu của người đàn ông họ triệu kia? một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu của tiếu tử đông nhưng lúc này hắn cũng không thể nào nghĩ ra được chủ tịch tiếu không ngờ anh còn cao tay đến mức như vậy cũng cướp đi chỉ tiêu của con gái một người bị tàn phế vì tham gia công tác hừ đúng là chi nhân chi diện bất chi tâm khi trần lộ giao lên xe thì cũng không quên lên tiếng giọng điệu của hắn như một phát súng bắn mạnh vào lòng tiếu tử đông từng chiếc xe chạy đi như bay tiếu tử đông cảm thấy mình giống như bị vứt bỏ ở thế giới này một cảm giác cô độc không nơi nương tựa chợt bùng lên trong lòng. "Tử Đông, lên xe đi." Một âm thanh nhẹ nhàng và quan tâm chợt vang lên sau lưng Tiếu Tử Đông, khi nghe được âm thanh này, hắn thấy được gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân. Trong lúc bất lực thì vẫn có người quan tâm đến mình, điều này làm cho trong lòng Tiếu Tử Đông chợt bùng lên cảm giác ấm áp. Sau khi lên xe thì Tiếu Tử Đông cũng không nói lời nào, Vương Tử Quân nhìn Tiếu Tử Đông lặng lặng ngồi đó, hắn cũng không mở miệng lúc này trong xe tràn đầy bầu không khí đè nén. Bánh xe chuyển động, xe chạy về phía trước, hơn 10 phút sau Tiếu Tử Đông mới đột nhiên nói. Chủ tịch Vương, nếu như tôi nói mình không biết chút nào về tình hình này, anh có tin không? Tôi tin. Vương Tử Quân dùng giọng chém đinh chặt sắt nói, hắn nhìn chằm chằm vào Tiếu Tử Đông, sau đó nói tiếp. Với vị trí của Tiếu Tử Đông Anh, muốn sắp xếp công tác cho một người thân thì không tính là việc gì khó, nào cần phải tranh chấp chỉ tiêu với một người tàn tật như vậy, hơn nữa đó cũng không phải tính cách của anh. Nếu như Vương Tử Quân nói mình không phải là người như vậy, thiếu tử Đông sẽ sinh ra cảm giác chủ tịch Vương đang an ủi mình, nhưng những lời trước đó của Vương Tử Quân lại làm cho hắn sinh ra cảm động. Lúc này hắn đã ý thức được vấn đề, thế là gật đầu thật mạnh rồi dùng giọng thương cảm nói. "Chủ tịch Vương, tuy tôi không thể đi theo anh, nhưng tôi cũng muốn nói ra một câu từ tận đáy lòng." có thể cùng anh hợp tác hoàn hảo trong thời gian qua, cho dù bây giờ tôi mất đi vị trí phó chủ tịch huyện thì cũng đáng. Tử Đông, đừng nói những lời như vậy, sự việc còn chưa đến thời điểm cuối cùng, bây giờ kết luận không phải có hơi sớm sao. Vương Tử Quân chợt duỗi tay ra bắt chặt tay của Tiếu Tử Đông. Đúng vậy, Tử Đông, Chủ tịch Vương nói đúng, nếu như anh không biết rõ tình hình, tối đa cũng chỉ là xử phạt cảnh cáo, căn bản không cần quan tâm. Đỗ Tử Cường nhìn hai bàn tay bắt chặt của Vương Tử Quân và Tiếu Tử Đông, thế là trong lòng không khỏi sinh ra cảm động. Cảm ơn Chủ tịch Vương. Thế nhưng chuyện lần này rõ ràng là có người muốn làm lớn chuyện này. Nếu không tuyến đường thị sát của Chủ tịch Tề được cảnh giới rất nghiêm, bọn họ sao có thể trùng hợp xông đến được? Nếu như sự việc vỡ lở ra, tôi thật sự không thể nói gì hơn. Không có tội cũng thành có tội, nói không rõ được. Tiếu Tử Đông trầm ngâm một lát, sau đó hắn dùng giọng bi quan lên tiếng đỗ tử cường cũng trầm mặc một lát lão là một cựu chiến binh công tác nhiều năm trong huyện lô bắc sao lão không hiểu rõ đạo lý này bây giờ sự việc của tiếu tử đông thật sự rất mơ hồ vương tử quân khẽ búng tay một cái nói tử đông anh biết chuyện xảy ra từ khi nào không năm ngoái con gái của chị tôi đi đến công tác ở cục điện lực giọng điệu của tiếu tử đông có chút trầm thấp tuy hắn không hỏi nhưng sự việc cháu ngoại của mình đến công tác ở cục điện lực chỉ sợ là vì mình được đề bạt làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, mà chỉ tiêu này chính là một hành vi nịnh hót của cục trưởng cục điện lực. Vương Tử Quân gật đầu nói, chuyện này cục trưởng Ngụy Sinh Tân có báo cáo với anh không? Có, tiếu tử đông trầm ngâm dây lát rồi nói, lúc này hắn nói tiếp. Lúc cháu gái của tôi đi làm thì cục trưởng Ngụy cũng nói một câu, khi đó tôi cũng không nghĩ sâu vào bên trong, cũng không ngờ anh ấy lại làm như vậy. Chủ tịch Vương chuyện này nếu kiểm tra theo quy trình thông thường thì tử đông cũng chỉ bị xử phạt cảnh cáo mà thôi, nhưng bây giờ thời điểm người ta ra tay lại rất tốt, có một vị quan lớn như Tề Chính Hồng nhìn vào chằm chằm, hơn nữa người điều tra lại là Dương Quân Tài, như vậy chỉ sợ sẽ có vấn đề, không phát sinh tình huống có lợi. Sau khi bình tĩnh trở lại thì Đỗ Tử Cường bắt đầu biểu hiện trình độ của một phó bí thư huyện ủy. Vẻ mặt tiếu tử đông lúc này cũng bình tĩnh trở lại, hắn rút ra một điếu thuốc, hít vào một hơi thật sâu, một làn khói đặc vườn quanh gương mặt buồn rầu chán nản của hắn. Chủ tịch Phương, Bí Thư Đỗ, các anh không nên tham dự vào sự kiện này, một mình tôi xử lý là được, cùng lắm thì rơi vào tình cảnh bị xử phạt ăn không ngồi chờ. Tiếu tử Đông nói, thật sự giống như đã hạ quyết tâm. vương tử quân khoát tay áo trầm giọng nói. Tử Đông, chuyện này không phải chỉ là của mình anh, rõ ràng là bọn họ cố ý nhầm vào tôi dù anh có chút trách nhiệm ở chuyện này, thế nhưng vì sao hai năm qua không ai nhắc đến, bây giờ đến đúng thời điểm chủ tịch tề chính hồng xuống thị sát thì có người ra đường cáo trạng. Âm thanh của vương tử quân càng lúc càng lạnh, ý nghĩa lời nói của hắn như thế nào thì đỗ tự cường và tiếu tử đông đều hiểu rõ ràng. Vừa rồi hai người bọn họ không nói ra khỏi miệng cũng vì cố kỵ những cảm nhận của vương tử quân. Sau khi dương quân tài đến đây thì tôi tỏ ra rất phối hợp, chỉ cần anh ta không làm chuyện bới lông tìm vết, Tôi sẽ cố gắng giữ bầu không khí hòa bình, chứ anh ta tưởng rằng vương tử quân này dễ bị ức hiếp vậy sao?" Âm thanh nhàn nhạt của vương tử quân càng thêm lạnh băng, khi giọng điệu của chủ tịch Vương vang lên, dù là Đỗ Tự Cường và Tiếu Tử Đông hay Thái Thần Bân đang lái xe phía trước, ai cũng cảm nhận được ý lạnh từ lời nói của chủ tịch Vương. Chủ tịch Vương nổi giận, Đỗ Tự Cường nhìn gương mặt lạnh lùng của vương tử quân, trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ như vậy. Sau thời gian cùng cộng tác với vương tử quân, Số lần chủ tịch Vương nổi giận là không nhiều, nhưng mỗi lần như vậy thường bùng lên những con sóng cực mạnh, lúc này đây sự việc chắc chắn sẽ được tái hiện. Nếu so với những suy đoán của Đỗ Tử Cường thì thiếu tử Đông thật sự rất cảm kích, sự việc rơi vào tình thế bị động, Vương Tử Quân chẳng những không trách mình mà còn chủ động ôm lấy trách nhiệm, có lẽ sẽ nhanh chóng bùng ra sóng gió lớn ở huyện Lô Bắc này mà thôi. Hắn biết rõ những con sóng trên quan trường thường là thanh kiếm hai lưỡi, nếu không làm cho người ta bị thương như vậy sẽ quay sang làm bị thương chính mình. Tương lai của Vương Tử Quân có thể nói là vô hạn, mỗi lần có một con sóng bùng lên thì sẽ coi như đặt lên một dấu chấm hỏi trên con đường làm quan của Chủ tịch Vương. Bây giờ Chủ tịch Vương ra tay vì mình, điều này làm cho Tiếu Tử Đông cảm thấy rất ấm áp. "Chủ tịch Vương, những chuyện này tôi thấy anh không nên động vào, nên bàn bạc kỹ lưỡng thì hay hơn." Tiếu Tử Đông cố nén chút rung động trong lòng, hắn khẽ nói với Vương Tử Quân. "Tử Đông, người ta đã ra chiêu, chúng ta không thể không tiếp, anh nói xem có đúng không. Có tôi ở đây thì anh cứ yên tâm. Vương tử quân khẽ vỗ lên vai của tiếu tử đông, nụ cười trên mặt lại ấm áp như gió mùa xuân. Sự kiện chặn xe cáo trạng thật sự sinh ra kết quả giống như dẫm phải xú uế trên đường, không những làm cho đám lãnh đạo thành phố An Dịch mất hết mặt mũi, thậm chí là bản thân tề chính hồng cũng rất tức giận, mất vui. Vì thế mà vị thường ủy tỉnh ủy, phó chủ tịch thường vụ tỉnh này căn bản không đồng ý yêu cầu ăn cơm tối, trực tiếp lên xe bỏ đi. Lãnh đạo tỉnh đã đi, Lý Giật Phong càng không muốn dừng lại. Khi Dương Quân Tài và Vương Tử Quân đến tiến chân, vị chủ tịch thành phố hơn 50 tuổi này lớn tiếng phê bình cả hai, cũng yêu cầu bọn họ nhanh chóng điều tra rõ ràng trong thời gian quy định, cho thị ủy một câu trả lời rõ ràng thỏa đáng. Lý Giật Phong này là một kẻ cáo già, sau khi Lý Giật Phong lên xe bỏ đi thì Vương Tử Quân có kết luận như vậy với vị chủ tịch thành phố An Dịch. Lãnh đạo sắp xếp giải quyết sự việc cho huyện Lô Bắc, như vậy dù có kết quả gì thì trách nhiệm chủ yếu là của huyện Lô Bắc, hơn nữa với quan hệ của Dương Quân Tài và Tề Chính Hồng. Chủ tịch Lý hoàn toàn có thể dựa vào con đường này để phủi đi tất cả bụi bặm trên người mình. Dù sự việc phát triển đến mức nào thì cũng không phải chuyện của tôi, đây chính là tâm lý của Lý Giật Phong. Sự việc không liên quan đến mình, tất nhiên sẽ không cần quan tâm, mặc kệ mưa bắc gió nam, thích làm gì thì làm. Tâm lý này cũng là một biểu tượng khắc họa cho tất cả quan viên trong chốn quan trường. Chủ tịch vương, kiểm tra cho tốt, không ngờ lại có một con chuột làm vương phân nào nồi. Bây giờ dù là lãnh đạo thị ủy hay tỉnh ủy đều rất quan tâm, tôi cảm thấy chúng ta cũng nên coi trọng cao độ, cho đám người làm sằng làm bậy kia một bài học. Sau khi Lý Giật Phong lên xe, Dương quân tài cũng không lên xe mà dùng giọng nghiêm túc quay sang nói với vương tử quân. Vẻ mặt vương tử quân vẫn rất bình tĩnh, hắn bình thản tiếp nhận lời nói của Dương quân tài, sau đó chỉ gật đầu không nói gì. Lúc này Dương quân tài cũng không cho vương tử quân cơ hội phát biểu ý kiến, hắn quay sang Trần Lộ Giao rồi nói. Bí thư Trần, chuyện này có sức ảnh hưởng quá lớn, tôi đại biểu cho huyện ủy yêu cầu anh lập tức điều tra sự việc lần này. Dù điều tra đến người nào thì anh cũng phải kiên trì đến cùng, Người nên bắt thì cứ bắt, người nên xử phạt thì cứ xử phạt, phải cho đám người làm sằng bậy kia một trừng phạt thích đáng, cho quần chúng một câu trả lời rõ ràng. Dương Quân Tài cũng không chờ Trần Lộ giao lên tiếng mà tiếp tục nói. Dù liên quan đến ai thì bí thư Trần Anh cũng không nên nương tay, nếu có người lên tiếng thì anh cứ đến tìm tôi, tôi và huyện ủy sẽ là chỗ hậu thuẫn kiên cố cho anh. Đám thường ủy huyện ủy lúc này đều tụ tập ở bên cạnh hai người Vương Tử Quân và Dương Quân Tài tuy dương quân tài không nói rõ thế nhưng trong lòng bọn họ vẫn hiểu lời nói kia đang chĩa vào người nào thế là lúc này có không ít ánh mắt nhìn về phía tiếu tử đông lúc này vẻ mặt tiếu tử đông cũng không dễ nhìn nhưng hắn biết mình lúc này dù nói gì cũng chỉ là tự bôi đen thế nên cũng lười lên tiếng trần lộ giao tiến lên phía trước với gương mặt không nụ cười hắn nói cảm ơn bí thư dương đã tín nhiệm bây giờ huyện ủy giao nhiệm vụ này cho tôi tôi nhất định sẽ gắng sức đi làm nhưng này bí thư dương, chuyện này có liên quan đến lãnh đạo cấp huyện, tôi còn cần mượn thanh thượng phương bảo kiếm của anh. Trần Lộ Giao lên tiếng rõ ràng phối hợp rất ăn ý với Dương Quân Tài, lúc này Dương Quân Tài khẽ gật đầu với Trần Lộ Giao, hắn trầm giọng nói. Có câu nói trắng thì trắng đen thì đen, chủ tịch tiếu, chuyện này có liên quan đến anh, vậy làm phiền anh phối hợp điều tra với anh Trần, còn chuyện công tác anh không cần quan tâm. Dương quân tài chỉ cần nói vài câu đã cắt công tác của Tiếu Tử Đông, điều này có thể nói là một thắng lợi lớn nhất của Dương quân tài từ khi tiến lên nhận chức bí thư huyện ủy đến nay. Tuy chỉ là quyền lực vào thời điểm tạm thời, thế nhưng nhiều đó cũng đủ để hắn thể hiện sự uy nghiêm của mình trước mặt các vị thường ủy huyện ủy. Từng ánh mắt nhìn về phía Tiếu Tử Đông, đồng thời cũng nhìn về phía Vương Tử Quân, bọn họ hy vọng có thể nhìn thấy trong mắt của Chủ tịch Vương có thứ gì đó đáng giá nhưng đáng tiếc là chủ tịch vương dù không cười nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh ung dung như thường. Tôi phục tùng quá trình điều tra của tổ chức. Khi mọi người đang nghĩ tiếu tử đông rất nén giận, tiếu tử đông cũng không nói điều gì, chỉ nói một câu như vậy, không hơn không kém. Mọi người chậm rãi tản đi, lúc này cổng huyện ủy đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh như thường, thế nhưng có không ít người ý thức được trong khu huyện ủy sẽ trào lên một con sóng khủng bố. Bí thư dương, anh thật sự là cao tay, lúc này nhắc lên sự kiện liên quan đến Tiếu Tử Đông, bây giờ tên họ Vương kia muốn che chở cho hắn cũng không tìm được lý do. Lúc này Tiếu Tử Đông bị nắm bắt, tôi xem có còn ai muốn đi theo Vương Tử Quân. Trong một gian phòng lớn của nhà khách huyện ủy, Trần Lộ Giao vui vẻ nâng ly rượu lên mời Dương Quân Tài. Trên mặt Dương Quân Tài vẫn là nụ cười nhạt, nhưng nụ cười này lại cực kỳ thiệt tình. Lúc này hắn ra tay, kế hoạch rất tốt, đúng thời điểm, nếu có thể nắm bắt được tiếu tử đông, như vậy hoàn toàn có thể chặt đứt một cánh tay của vương tử quân. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, dương quân tài thầm nghĩ như vậy, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ đến lời nói của tề chính hồng lúc lên xe, chút hưng phấn trong lòng cũng thiếu đi vài phần. Quân tài, cậu quá lỗ máng, hành động như vậy là biến hay thành dở, giết một ngàn nhưng tự thiệt hại tám trăm, tình huống tự gây chiến đánh nhau sống chết thế này cũng không nên khơi màu ra. Tề Chính Hồng nói với vẻ mặt vẫn tươi vui như cũ nhưng Dương Quân Tài biết người này đang mất hứng. Dương Quân Tài cũng không giải thích vì những gì mình đã sắp xếp, hắn biết rõ dù mình có giải thích ba hoa trích chòe thế nào thì cũng không gạt được ánh mắt độc đáo của Tề Chính Hồng. Nếu cứ khó chịu vì sự xem thường của Tề Chính Hồng, không bằng mình cứ thoải mái thừa nhận cho xong. Quả nhiên Tề Chính Hồng cũng không nói gì thêm, nhưng lại tỏ ra rất phối hợp. Khốn nổi vẻ mặt của Tề Chính Hồng làm cho Dương Quân Tài sinh ra ý nghĩ khác lạ, đó là vị lãnh đạo tỉnh được chính tay bố mình đề bạt lên giống như không đồng tình với phương án của mình. Mình muốn để cho người ta thấy, hành động của mình là sáng suốt, mình muốn cho người ta biết, rời khỏi vòng tay của Dương Quân Tài này thì chỉ có thể là chết mà thôi. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, khóe miệng Dương Quân Tài lại lộ ra nụ cười lạnh. Anh Trần, chuyện lần này anh nhất định phải nắm thật chặt, sự việc đã đến tình trạng này, nếu như để cho tiểu tử Đông trốn thoát thì thật sự là quá mức chê cười. Dương quân tài vừa nói vừa cầm ly rượu cùng với Trần Lộ Giao, sau đó trầm lặng nói. Tôi hy vọng ba ngày sau chúng ta có thể tụ tập ở chỗ này uống ly rượu chúc mừng. Nhất định rồi. Trần Lộ Giao nói, sau đó hắn nâng ly rượu lên uống cạn. Những tiếng cười lớn vang lên trong phòng. chương 301, bầy Ngư nghĩ kế. Nếu so sánh với chúng bạn cùng lứa tuổi thì cuộc sống của Tông Hiểu Bội thật sự là tràn đầy ánh sáng. Trong nhà được cha mẹ chiều chuộng, trong đơn vị thì dù là ai cũng đối xử tốt với nàng. Chỉ cần là chuyện tốt, người ta tranh nhau đầu rơi máu chảy, còn nàng thì không cần cân tâm, chỉ cần ngồi không cũng có việc tốt đến tay, nếu có việc lớn trời sập, chỉ cần nàng mở miệng là sẽ êm thấm ngay. Dù là các vị lãnh đạo cục điện lực nói năng cực kỳ thận trọng, khi thấy mặt nàng cũng phải nở nụ cười tùm tìm. Có thể thấy tất cả tuy có liên quan đến phương diện xinh đẹp khả ái của tông hiểu bội, thế nhưng đó chỉ là nguyên nhân nằm ở vỏ bề ngoài, bên trong còn có một nguyên nhân bản chất, đó chính là cậu của nàng, đồng chí Tiếu Tử Đông đang là phó chủ tịch thường vụ huyện Lô Bắc. Tiếu Tử Đông còn trẻ, có năng lực, theo lời của bố Tông Hiểu Bội thì con đường làm quan sẽ thanh thang vô hạn, có không gian rộng lớn để tiến lên. Chỉ cần cậu còn công tác, Tông Hiểu Bội cảm thấy mình có nhiều năm hưởng thụ cuộc sống không chút ưu phiền. Nhưng khi cô gái này cảm thấy vui vẻ hưởng thụ cuộc sống thanh xuân, một cơn ác mông chợt kéo đến, tất cả nhanh trong thay đổi những đồng sự trước kia thường tìm tông hiểu bội nói đủ mọi thứ chuyện bây gời bắt đầu tỏ ra bất hòa vô ý thức, sau lưng còn chỉ trỏ với nàng. Những vị lãnh đạo trước kia không có việc gì thường đến nói vài câu vui đùa không ảnh hưởng gì, bây giờ thấy nàng thì trốn tránh như gặp ôn thần, chỉ cần thấy nàng xuất hiện là lần đi rất xa. Ngay cả vị cục trưởng ngụy sinh tân trước kia gặp mặt thường gọi nàng là bội bội, bây giờ thấy nàng giống như sợ bị nhiễm bệnh, nhiều lần nàng tiến lên đón đầu nhưng cục trưởng lại ngoặt vào trong nhà vệ sinh. Tông hiểu bội lúc đầu không hiểu về những biến đổi trong cơ quan của mình, nhưng sau khi nàng được một cô đồng sự thân thiết nói cho hay tin tức cậu vì chuyện mình có được công tác mà bị người ta cáo trạng với chủ tịch tỉnh, nàng đột nhiên cảm thấy bầu trời của mình như sụp đổ. Trong mắt Tông hiểu bội thì cậu Thái Thần Bân luôn là một người cười tươi vui vẻ, là một chiếc ô lớn che gió che mưa cho mình. Không ngờ lúc này vì chuyện công tác của mình mà mang đến cho cậu phiền toái lớn, lúc này mình nên làm gì bây giờ? điều này làm cho nàng cảm thấy cực kỳ ái náy. Hèn gì cục trưởng ngụy mới có những hành vi như vậy với mình, lúc này trong lòng tông hiểu bội trượt lóe lên nhiều ý nghĩ, người nàng muốn gặp nhất vào lúc này chính là cậu mình. Tuy nàng biết mình không thể nào làm gì cho cậu, thế nhưng nàng vẫn rất muốn gặp một lần để nói vài câu. Tông hiểu bội cũng không có gì oán hận người tố cáo, khác biệt là nàng rất đồng tình với cô gái hiền lành bị ép kia. Nàng vẫn nhớ rõ ràng đối với tình huống mình được nhận công tác, nàng tốt nghiệp trung học khôn thi lên đại học, khi còn đang do dự nên học trường nào thì cục trưởng ngụy tự đến nhà mình, nói rằng cục điện lực còn thiếu người, hy vọng mình có thể đến công tác. Sau khi Tông Hiểu bội nhận công tác mới nói cho cậu, thế cho nên nàng không tin cậu mình là một người chiếm chỉ tiêu của con gái một người tàn tật. Tông Hiểu bội luôn cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh, lần đầu tiên nàng cảm nhận được cái gì gọi là một ngày bằng 10 năm. Vất vả lắm mới nhịn được đến lúc tan việc, nàng nóng lòng đến nhà cậu mình trước kia nhà cậu của tông hiểu bội luôn đông vui như hội điều này làm cho mợ của nàng rất phiền phức nhưng bây giờ thì căn nhà lớn không có người nào không có khách lạ chỉ có mợ và vài đứa em họ ở trong nhà hiểu bội đến đấy à ngồi đi mợ của tông hiểu bội là một giáo viên trung học nàng vẫn rất ôn hòa nhưng càng là như vậy thì tông hiểu bội càng thêm áy náy nàng cảm thấy chuyện này là chính mình hại cậu mợ cậu đâu rồi tông hiểu bội cũng bất chấp ngồi xuống câu đầu tiên của nàng là như vậy. Đi hỗ trợ điều tra rồi. Vợ của tiếu tử đông tên là Lý Xuân Hy, nàng biết rõ tâm tư của cháu mình, thế cho nên khẽ dựa người lên ghế sa lông rồi dùng giọng mất hết sức lực nói. Nàng nói xong thì đưa con vào trong phòng làm bài tập. Hỗ trợ điều tra, những chữ này rơi vào trong tai của Tông Hiểu bội giống như sấm sét giữa trời quang. Tuy nàng tham gia công tác chưa lâu, thế nhưng nàng vẫn hiểu được ý nghĩa của những từ trên. Sau khoảnh khắc kinh hoàng, nàng nhìn vẻ mặt đầy yêu sầu của vợ mình dù biết lúc này không nên hỏi thế nhưng vẫn không nhịn được nói chuyện của cậu là thế nào tuy tông hiểu bội đặt câu hỏi không đầu không đuôi thế nhưng lý xuân hy lại hiểu rõ ý nghĩa nàng dùng tay quệt nước mắt rồi nói nghe nói cậu của cháu lần này khó vượt qua kiểm tra có người muốn ép cậu của cháu đổ ngã lần này mợ chuyện công tác của cháu đều do một mình cục trưởng ngụy sắp xếp lúc đầu cậu căn bản không biết cháu đi giải thích rõ ràng với bọn họ, dù họ có không cho cháu tiếp tục công tác cũng được, cũng đừng để bọn họ làm khó cậu. Tông hiểu bội cố gắng nén nước mắt, nàng dùng giọng kích động lớn tiếng nói. Lý Xuân Hy nhìn Tông hiểu bội mà trong lòng có chút ấm áp, nàng vươn tay ôm cô gái có chút đơn thuần này vào lòng, sau đó trầm giọng nói. Cháu à, cháu không nghe mợ nói sao, bây giờ có kẻ muốn sửa chỉ cậu cháu, chuyện này chẳng qua là thủ đoạn của người ta mà thôi không có biện pháp nào cứu cậu ra sao. Tông hiểu bội bình tĩnh trở lại, nàng dùng giọng thương tâm nói. Lý Xuân Hy nở nụ cười bất đắc dĩ nói. Còn có thể làm sao nữa? Chúng ta chỉ có thể chờ đợi mà thôi, cùng lắm thì không làm phó chủ tịch huyện nữa. Không làm phó chủ tịch huyện, điều này càng làm cho Tông Hiểu bội cảm thấy khó chịu, trong lòng nàng lúc này đang nghĩ đến bộ dạng vui vẻ phấn khích của cậu mình khi được đề bạt làm phó chủ tịch thường vụ. Nếu cậu không còn được tại vị, như vậy sẽ là một đả kích chí mạng với một người trước nay quen làm lãnh đạo như cậu mình. Không, mình nhất định phải làm gì đó cho cậu mình. Lúc này trong lòng của Tông Hiểu Bội rất kích động, nàng nói vài lời với Lý Xuân Hy, sau đó rời khỏi nhà của Tiếu Tử Đông. Tuy Tông Hiểu Bội lấy cớ buổi chưa được nghỉ, thế nhưng lúc này nàng thậm chí còn có tâm tư bỏ việc, nàng chỉ muốn làm chút gì đó cho cậu mình. Đi đến tổ điều tra, có lẽ sẽ càng làm cho sự việc thêm rối loạn, nhưng nếu mình không đến tổ điều tra, chính mình sẽ làm được gì đây? Lúc này trong lòng Tông Hiểu Bội chỉ có một ý nghĩ, đó chính là vì cậu mà mình có thể làm tất cả. Trong đầu liên tục có nhiều ý nghĩ, Tông Hiểu Bội vô tình vấp vào một cục đá, nàng chợt nhớ đến tình huống trước đó không lâu các đồng sự thần bí bàn luận với nhau, nói rằng trong huyện chia làm hai phe cánh, cậu tiếu tử đông của nàng là binh sĩ thuộc về trận địa của Chủ tịch Vương Tử Quân. Đừng nghĩ rằng làm bí thư huyện ủy là có thể vinh váo, nếu so với chủ tịch Vương Tử Quân thì còn kém xa. Trong huyện Lô Bắc nếu như không phải chủ tịch Vương Tử Quân thiếu chút lý lịch, nào đến lượt Dương Quân Tài đến đây làm bí thư huyện ủy. Những lời nói của đồng sự giống như những lời ma chú liên tục xuất hiện trong lòng Tông Hiểu Bội, nếu cậu là người của chủ tịch huyện, bây giờ cậu có chuyện xảy ra, vị chủ tịch huyện thủ đoạn thông thiên kia có phải sẽ ra tay tương trợ hay không? Có thể, nhất định là có thể. Tông Hiểu Bội có chút do so dự, sau đó nàng lên tiếng tự khẳng định. Đây cũng không phải là nàng có lòng tin với vị chủ tịch Vương Tử Quân kia, mà lúc này trong lòng nàng chỉ có một hy vọng bức thiết, đó chính là cậu mình được bình an vô sự. Tìm chủ tịch huyện tất nhiên phải đến ủy ban huyện, trước kia Tông Hiểu bội cố gắng ít đi đến cơ quan quyền lực cao nhất của khối chính quyền huyện để đỡ cho người ta nói mình dựa vào địa vị của cậu. Bây giờ nàng lại rất muốn bước chân vào khu vực này. Dù trong huyện có rất nhiều người quen biết nàng, thế nhưng khi đi vào trong cổng khối chính quyền huyện Nàng vẫn cảm thấy có người đang nhìn mình, trái tim của nàng chợt gia tốc, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sau khi đi vào trong khu văn phòng khối chính quyền huyện, Tông Hiểu bội lúc này mới ý thức được một vấn đề, đó là nàng căn bản không biết phòng làm việc của chủ tịch Vương ở chỗ nào. Mà những nhân viên công tác đi tới đi lui lại làm cho nàng kinh hoàng như nai con lạc lối, chỉ biết dùng ánh mắt vô tội nhìn khắp chung quanh. May mà tính cảnh giới của đám nhân viên công tác vào thời điểm này cũng không quá cao cũng không kiểm tra quá nghiêm với những nhân viên công tác thường đến chơi. Hơn nữa Tông Hiểu bội lại là một cô gái đáng yêu khôn khéo, tất nhiên sẽ không có người nghĩ sang phương diện khác. Sau khi đi ba vòng ở khu văn phòng, Tông Hiểu bội cuối cùng dựa theo những gì mình biết về phòng làm việc của Tiếu Tử Đông để đi đến. Nhưng lúc này bên ngoài phòng làm việc có nhiều người đang đợi, vì muốn nói vấn đề của mình, thế là một cô gái với tâm tình không yên cũng không dám tùy tiện tiến vào. Thời gian dần trôi qua, Tông hiểu bội đứng một góc dùng ánh mắt lo lắng nhìn đám người liên tục đi vào trong, trong lòng càng thêm nôn nóng bất an. Nhiều lần nàng cắn răng muốn đi vào, thế nhưng cuối cùng cũng lui trở về. Mặt trời vô tình di chuyển dần về phía tây, lúc này các nhân viên công tác đang top 5 top 3 rời khỏi khu văn phòng. Nhưng đối với tông hiểu bội thì đó không phải chuyện đáng mừng, điều đáng mừng nhất chính là cửa phòng làm việc kia đang mở rộng mà đám người chờ bên ngoài cuối cùng cũng tản đi. Sau khi xác định không còn bất kỳ ai, Tông Hiểu bội ưỡn ngực cất bước đi đến. Vì khá kích động nên nàng cũng bất chấp gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Khi đưa tay đẩy cánh cửa tượng trưng cho quyền lực này thì tiền học bân chợt nghĩ đến điều gì đó, nhưng lúc này nàng đã đẩy cửa đi vào, nếu gõ cửa thì cũng không thực tế. Khoảnh khắc khi cửa mở ra, Tông Hiểu bội chợt có chút hiếu kỳ, nàng hiếu kỳ không biết văn phòng của chủ tịch huyện sẽ là như thế nào. Nàng hiếu kỳ vì không biết vị chủ tịch huyện trong truyền thuyết sẽ có bộ dạng thế nào. Chủ tịch Vương là một người rất trẻ, những lời này Tông Hiểu Bội đã được nghe nói rất nhiều, nhưng trong ấn tượng của nàng thì có lẽ chỉ là trẻ tương đối mà thôi, dù sao thì các vị lãnh đạo cũng muốn được người ta nói mình đang còn trẻ. Phòng làm việc rất trang nghiêm, mặt đất sạch sẽ, trong phòng có một bộ ghế salon, trước bàn làm việc là một chồng văn kiện. Cách sắp xếp trong phòng làm việc này thật sự quá khác biệt so với sức tưởng tượng của Tông Hiểu Bội, nếu so sánh với phòng làm việc của Ngụy Sinh Tân ở cục biện lực, chỉ có thể nói là không cùng cấp bậc. Nhưng đó cũng không phải là vấn đề làm cho Tông Hiểu bội thất vọng, điều làm cho nàng thất vọng chính là trên mặt ghế quyền lực kia không có người ngồi, mà ở vị trí cách đó không xa có một tên thanh niên với độ tuổi không hơn kém mình bao nhiêu đang đổ ly trà thừa trong tay vào một thùng trà lớn. Chủ tịch huyện không có mặt ở chỗ này, nghĩ đến tình huống mình chờ đợi khá lâu mà không được gặp mặt chủ tịch thì Tông Hiểu bội chợt sinh ra cảm giác ê ẩm muốn khóc. Nhưng bây giờ dù có khóc cũng không làm được gì. Điều nàng cầm làm nhất bây giờ chính là được gặp chủ tịch huyện Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đã xử lý xong công tác của cả một ngày, hắn chợt quay đầu nhìn cô gái trẻ tự nhiên xâm nhập vào phòng làm việc của mình, thế là không khỏi ngây cả người. Cô gái này dù không đẹp đến mức làm cho người ta động tâm ngay từ cái nhìn đầu tiên, thế nhưng bộ dạng lại rất thanh khiết thánh thiện, làm cho người ta nhìn vào mà cảm thấy vui vẻ thoải mái. Vương Tử Quân nhìn thấy bộ dạng muốn khóc của cô gái kia thì không khỏi cảm thấy kinh ngạc thầm nghĩ cô gái này có phải có ớt ức gì đó rất lớn hay không lúc này thấy mình thì đã có biểu cảm quá mức như vậy tuy lúc này tâm tình của chủ tịch vương thật sự không quá tốt thế nhưng hắn vẫn phải có tâm tư duy trì chuyện chính nghĩa cho một cô gái trẻ thánh thiện như vậy khi hắn chuẩn bị dùng giọng ôn hòa hỏi xem đối phương đến vì vấn đề gì chợt nghe cô gái kia khẽ ngập ngừng nói thật xin lỗi tôi muốn hỏi khi nào thì chủ tịch vương sẽ về Vương tử quân nghe thấy cô gái hỏi như vậy thì không khỏi ngây người, sau đó lại khẽ lắc đầu, thầm tự diếu cợt chính mình, anh cho rằng mình là ai, tưởng rằng ai cũng biết đến mình sao. Cô tìm chủ tịch vương có chuyện gì sao? Vương tử quân nhìn bộ dạng giống như sắp khóc đến nơi của cô gái, thế là không khỏi khẽ cười hỏi. Tông hiểu bội nhìn nụ cười sáng lạn của người thanh niên trước mắt, nàng chợt sinh ra một cảm giác rất tốt. Tuy nàng thấy không thể dùng những từ như vậy để miêu tả một người đàn ông, Thế nhưng lúc này đàn ông lại mang đến cho nàng một cảm giác khó thể diễn tả được. "Hiểu bội, trong khối chính quyền có không ít cán bộ vĩ đại, không bằng cậu giới thiệu cho cháu một người nhé." Không biết thế nào mà bây giờ Tông Hiểu bội lại nghĩ đến câu nói của cậu mình trước kia, khi đó chính nàng còn lớn tiếng không chịu, bây giờ nhìn thấy vị cán bộ trẻ tuổi này thì có chút hối hận. Nếu như biết rõ cậu sẽ giới thiệu người này cho mình, mình sẽ đến xem xét một chút. Trong đầu chợt xuất hiện ý nghĩ như vậy, thế là gương mặt của nàng không khỏi có hơi đỏ lên. Các cô gái thường có ý nghĩ ôm ấy tình cảm như vậy, đi phu vương tử quân rất tán thành với câu nói này, thế nhưng lúc này hắn đối diện với gương mặt liên tục biến đổi của cô gái trước mắt, trong lòng chợt sinh ra cảm giác không biết phải làm sao cho phải. Cô tìm chủ tịch vương có chuyện gì sao? Vương tử quân lúc này thả lỏng một chút, hắn khẽ hỏi tông hiểu bội, đồng thời cũng rót cho nàng một ly trà nồng đậm. Tông hiểu bội nói một tiếng cảm ơn, ánh mắt chợt trợn trừng, vì nàng thấy tên thanh niên kia ngồi xuống chiếc ghế của chủ tịch huyện. Nàng nhìn vẻ mặt thản thiên tự đắc của đối phương mà hào cảm trong lòng giảm đi vài phần. Trong cuộc biện lực của nàng cũng từng phát sinh sự kiện như vậy, một nhân viên thông tin quét dọn phòng cho cục trưởng ngụy nhân dịp cục trưởng không có mặt để ngồi trên chiếc ghế lãnh đạo hưởng thụ một chút. Nhưng ngụy sinh tân phát hiện ra, người kia không những bị phê bình một phen, hơn nữa còn trực tiếp bị điều động công tác. Người này sao lại cũng có hành vi như vậy? Đây chính là ấn tượng thứ hai của Tông Hiểu bội với Chủ tịch Vương, nhưng lúc này dù ấn tượng của nàng có không tốt thì dù sao đối phương cũng là người bên cạnh Chủ tịch Vương, nàng đợi cả buổi trưa cũng chưa được gặp Chủ tịch Vương, vì vậy nói với người này cũng xem như có chút hy vọng. Chủ tịch Vương cũng không biết mình chỉ khẽ ngồi xuống ghế, chỉ một hành động nhỏ như vậy lại biến mình thành một kẻ không đáng tin trước mặt cô gái kia. Hắn sở dĩ ngồi trên vị trí này chính là lo lắng đến vấn đề toàn diện dù sao thì cô nam quả nữ ở trong một phòng làm việc đã không tốt, nếu như hai bên lại ngồi gần nhau, như vậy sẽ càng thêm khó nói. Tôi tìm chủ tịch Vương là vì chuyện của cậu tôi, anh có thể nói cho tôi biết khi nào thì chủ tịch Vương quay về được không? Tiền học bân mở lớn hai con mắt to vô tội, hai chồng mắt đầy vẻ khẩn cầu. Cậu của cô là ai? Vương Tử Quân khẽ nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói. Cậu của tôi là Tiếu Tử Đông người này đúng thật là lớn gan không những ngồi trên ghế làm việc của lãnh đạo hơn nữa còn ngông nghênh uống trà của lãnh đạo nếu như chủ tịch vương biết được chuyện này chỉ sợ anh sẽ còn khốn khổ hơn so với nhân viên ở cục điện lực của chúng tôi trong lòng tiền học bân thì vương tử quân có biểu hiện ngày càng quá mức ngày càng đáng chán mà lúc này vương tử quân lại sinh ra chút cảm giác khác lạ tông hiểu bội là cháu của tiếu tử đông cũng chính là cô gái đã cướp đi chỉ tiêu của cô con gái người đàn ông tàn tật kia Vương tử quân đưa mắt nhìn Tông Hiểu bội, hắn chợt cảm thấy Tiếu tử Đông có một cháu gái rất tốt. Cô là Tông Hiểu bội sao? Vương tử quân đưa mắt nhìn vào mắt Tông Hiểu bội, sau đó mới trầm giọng nói. Ấn tượng về Vương tử quân trong lòng Tông Hiểu bội càng thêm tệ hại, chút cảm giác đáng tiếc vì mình không đến gặp mặt người này đã tan thành mây khói, bây giờ chỉ còn lại cảm giác may mắn tột độ. May mà mình không gặp anh ta, vì kẻ này căn bản là bề ngoài tô son nhưng trong lòng thối nát. Nếu như mình gặp hắn, còn không biết bị gạt bao nhiêu lâu nữa." Trong lòng có ý nghĩ như vậy, Tông Hiểu bội càng cảm thấy vui mừng vì quyết định anh minh của mình trước kia. "Tôi chính là Tông Hiểu bội, tôi đến vì chuyện của cậu mình, anh xem có thể cho tôi gặp mặt Chủ tịch Vương không, tôi có lời muốn nói với Chủ tịch Vương." Nhà đầu này xem ra quá hồ đồ, có lẽ chưa từng xem qua bản tin thời sự của huyện. Vương Tử Quân thầm sinh ra cảm giác buồn cười, cũng không muốn biểu hiện thân phận của mình trước mặt cô gái này nói chúng hắn đã đoán được nàng đến đây làm gì thế là cười ha hả nói hiểu bội nếu như cô vì chuyện của chủ tịch tiếu mà đến tìm chủ tịch vương tôi cảm thấy cô không cần gặp chủ tịch vương vì chủ tịch tiếu sẽ không có việc gì khi tan việc thì chủ tịch vương có dặn tôi chờ một lát rồi đại biểu anh ấy đến nhà của chủ tịch tiếu một chuyến nói rõ tình huống thật sao tông hiểu bội nghe được một tin tức vui sướng như vậy thì thật sự giống như không tin vào lỗ tai của mình nàng mạnh mẽ đứng lên khỏi ghế salon sau đó nhanh chóng đi đến bên cạnh vương tử quân dùng ánh mắt trong veo như nước nhìn vương tử quân giống như sợ hắn nói dối mình tuy lúc này đã là cuối thu nhưng các cô gái lúc này vẫn mặc áo đơn thế cho nên đối với vương tử quân thì lúc này cũng có chút áp lực hắn lúc này đang ngồi trên ghế trước mặt hắn là tông hiểu bội đang dùng hai tay đè lên bàn trước ngực khá đầy đặn đang liên tục run run theo sự kích động của tâm tình với ánh mắt của vương tử quân lúc này bộ ngực run rẩy của tông hiểu bội thật sự rất thu hút ánh mắt làm cho loại người tâm thần kiên định như hắn cảm thấy áp lực như núi lúc này sợ rằng có bất kỳ thứ gì xảy ra ở bên cạnh thì hắn cũng khó dứt được dòng suy nghĩ như thế thật tất nhiên là thật mười phần là thật vương tử quân cảm thấy miệng lưới có chút khô đắng lời nói cũng có hơi biến đổi lúc này tông hiểu bội giống như phát hiện ra được cái gì đó nàng chợt lui ra phía sau một bước thật mạnh sau đó dùng ánh mắt hung hăng nhìn vương tử quân Nói một câu coi như xong, sau đó cơ thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài. Mất hết hình tượng anh minh của mình, Vương Tử Quân nhìn thiếu nữ chạy đi như bay mà thầm cảm khái một câu, sau đó lại khẽ lắc đầu. "Chủ tịch Vương, hôm nay phó phòng mạc của phòng tài chính thị ủy đến huyện chúng ta kiểm tra, anh có tham gia tiệc chiêu đãi của phòng tài chính không?" Tôn Hạ Châu cẩn thận đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Tôn Hạ Châu biết hai ngày này chủ tịch Vương không vui vì vậy cẩn thận trên tất cả mọi việc nghe nói hôm nay chủ tịch tiếu đã bị bí thư trần đưa đến tổ điều tra để tra hỏi xem ra bên kia quyết định làm lớn vụ này à tôi biết rồi những chuyện này trước kia đều là công tác của chủ tịch tiếu khối chính quyền chúng ta thiếu anh ấy cũng xem như khó công tác vương tử quân cảm khái một câu sau đó đứng lên khỏi ghế làm việc tôn hạ châu cũng chỉ cúi đầu trầm mặc với lời cảm khái của vương tử quân hắn cũng không dám tỏ thái độ một cách lung tung Chuyện của chủ tịch Tiếu sẽ không có vấn đề gì, lát nữa cậu đại biểu cho tôi đến nhà anh Tiếu, để cho người nhà bọn họ an tâm hơn. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát, sau đó dùng giọng kiên định nói với Tôn Hạ Châu. Lúc này Tiếu Tử Đông có thể nói là một danh từ cực kỳ không may, thế cho nên đám lãnh đạo lớn nhỏ của huyện Lô Bắc cũng không tiếp tục đến nhà hắn, nếu bây giờ có kẻ nào đến nhà của Tiếu Tử Đông, chỉ sợ sẽ bị tin đồn quấn lấy người. Tôn Hạ Châu nghe Chủ tịch Vương Tử Quân phân phó mình đại biểu đến nhà của Chủ tịch Tiếu Tử Đông, hắn chợt cảm thấy cảm động, nhưng dù cảm động thì cảm động, hắn vẫn nên làm tốt công tác của thư ký. Hắn cần phải nhắc nhở Chủ tịch Vương, dù sao vấn đề này để cho người ta biết sẽ xuất hiện những tin đồn khác thường. "Chủ tịch Vương, chuyện này chúng ta có nên chờ thêm một thời gian nữa không?" Tôn Hạ Châu cũng không nói quá lớn tiếng, thế nhưng trong giọng điệu lại có chút do dự. Tôn Hạ Châu nói gì thì vương tử quân nghe được rõ ràng, hắn nhìn bộ dạng cúi đầu xuống của Tôn Hạ Châu, chút lửa giận trong lòng chợt biến mất sạch. Hắn rút ra một điếu thuốc, sau đó khẽ hít vào một hơi, lúc này mới dùng giọng kiên định nói. Đi đi, tôi tin tưởng vào chủ tịch tiếu. Tôn Hạ Châu vẫn muốn nói gì đó, thế nhưng hắn chợt cảm thấy lúc này mình giống như nói gì ra cũng chỉ là uổng phí. Hắn nhìn gương mặt kiên định của vương tử quân, Tôn Hạ Châu chợt giống nghe hiểu rõ một thứ gì đó. Vâng, Chủ tịch Vương, tôi nhất định sẽ nói rõ những lời nhắn nhủ của anh. Tôn Hạ Châu nói bằng giọng điệu cực kỳ kiên định, vô tình rất có lực, rất có sức tương tác. Vương tử quân đưa mắt nhìn thoáng qua gương mặt Tôn Hạ Châu, hắn biết rõ vị ái tướng của mình đang nghĩ đến vấn đề gì, thế là hắn cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu mà thôi. Ánh mắt hai người giao vào nhau, lúc này ánh mắt đã không còn hiểu rõ lẫn nhau như dĩ vãng, mà là vừa hiểu nhau, vừa có cảm giác cùng chí hướng, vừa có cảm giác chi kỳ khó gặp. Ngoài phòng làm việc của Vương Tử Quân có người, ngoài phòng làm việc của Trần Lộ Giao cũng có người, thế nhưng nếu so sánh với nhau thì phòng làm việc của Trần Lộ Giao lúc này lại tràn đầy không khí vui mừng. Trần Lộ Giao khẽ nhấp một hớp trà long tỉnh, trong lòng tràn đầy vui sướng. Tuy Tiếu Tử Đông vẫn không chịu khai là mình ra mặt, thế nhưng điều đó cũng không ngăn cản được kết luận rõ ràng. Tiếu Tử Đông không phối hợp cũng nằm trong dự đoán của hắn, mà hắn cũng không trông mong rằng Tiếu Tử Đông sẽ phối hợp. Nếu không có Tiếu Tử Đông thì Trần Lộ Giao mình sẽ phải ăn lông heo sao? Trần Lộ Giao nhìn bản ghi chép của Tiếu Tử Đông, khóe miệng xuất hiện nụ cười mỉm. Trần Lộ Giao cực kỳ có kinh nghiệm ở những phương diện điều tra như thế này, lúc này hắn đã sớm đột phá cửa khẩu. Tiếu Tử Đông không phải mạnh miệng sao, tốt lắm, tôi sẽ không cần tìm anh, sẽ tìm đến Ngụy Sinh Tân. Để xem Ngụy Sinh Tân có kiên định giống như anh hay không, nếu Ngụy Sinh Tân mở miệng nói ngược thì Tiếu Tử Đông có khai hay không cũng chẳng là vấn đề. Trần Lộ Giao chợt có ý nghĩ như vậy, trong lòng càng cảm thấy vui sướng, bàn tay khẽ gõ lên mặt bàn, từng làn điệu dân ca quen thuộc từ trong miệng phát ra ngoài. Bí thư Trần, vừa rồi cục trưởng lật của cục nông nghiệp gọi điện thoại đến, nói là muốn mời anh đến nhà khách của cục nông nghiệp kiểm tra chỉ đạo công tác. Thư ký cẩn thận đến bên cạnh bí thư Trần Lộ Giao rồi lên tiếng. Dưới tình huống bình thường thì thư ký báo cáo như vậy thường phải có ẩn giấu chút lợi ích gì đó. Trần Lộ Giao tất nhiên biết rõ điều này, thế nhưng hắn cũng không mấy quan tâm đến những trò mà khi mình còn là thư ký cũng hay sử dụng, cũng không cho ra bất kỳ ý kiến nào là đồng ý hay từ chối. Dù sao thì mình ăn thịt cũng cho tuyến dưới dùng canh, nếu một lãnh đạo tìm được chỗ tốt cho mình mà đám thủ hạ lại không được miếng canh nào, thế thì kiếp sống của vị lãnh đạo đó cũng sắp đến giai đoạn chấm dứt hai ngày qua Trần Lộ Giao cảm thấy người mời cơm mình liên tục gia tăng, nhưng hắn căn bản đều từ chối những bữa cơm xả giao như vậy, nếu thật sự không thể thoát được thì hắn cũng chỉ có thể đến một lúc rồi đi mà thôi. Cục trưởng lật của Cục Nông nghiệp, Trần Lộ Giao nghe thấy như vậy thì trong đầu chợt lóe lên cái đầu to tròn như quả khoai tây của đối phương, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn dù không có ý kiến gì với vị cục trưởng lật này, nhưng vẫn không có ý định tham gia vào bữa tiệc chiêu đãi của đối phương. Trần Lộ Giao biết rõ vì sao vị cục trưởng lật kia lại muốn mở tiệc chiêu đãi mình. Đầu người này tuy nhìn như của khoai tây thế nhưng lại tuyệt đối không phải kẻ ngốc, nếu nói về các loại chuyện chắp nối, đây thật sự là một kẻ cực kỳ ma mãnh khôn khéo. Lúc này đối phương cung kính với mình, còn không phải là vì thấy Bí Thư Dương quá khí thế, muốn thông qua mình để kéo quan hệ với Bí Thư Dương sao. Còn bà nó muốn mình làm ván bắc cầu. Trên quan trường thường là như vậy, anh đủ sức nặng thì cái cần chính là sự liên kết, chính là thủ đoạn, không sợ bị người lợi dụng, chỉ sợ vô dụng mà thôi. Vì thế mà Trần Lộ Giao cũng không muốn từ chối thẳng thừng, hắn thấy có một số việc nên làm sao cho tốt, đắc tội với người một cách vô duyên vô cớ là không được. Trần Lộ Giao không muốn tham gia vào bữa tiệc của Cục trưởng Lật cũng vì một nguyên nhân, chính là vì sợ bị tị hiềm. Lúc này hắn đang đứng trên vị trí mẫn cảm, căn bản không có ít người nhìn vào chằm chằm, càng vào thời điểm này thì hắn càng phải cẩn thận, không nên để tình huống đánh hổ không được còn để cho hổ cắn bị thương, như vậy là quá đáng cười. Trong lòng có những ý nghĩ như vậy, Trần Lộ Giao xem như đã có quyết định. Hắn nhìn gương mặt đầy vẻ nịnh hót của thư ký mình, hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Thay tôi nói với cục trưởng lật, nói rằng vài ngày nay tôi bận tối mắt, đi không được, chờ thêm vài ngày nữa tôi sẽ mời anh ấy đi uống rượu. Đồng thời nếu có người mời tôi dùng cơm thì từ chối ngay, lý do là gì thì cậu cứ tùy tiện nói ra. Trần Lộ Giao dù nói sẽ mời lại nhưng dù là ai cũng không cho rằng đó là thật. Trong quan trường thì lãnh đạo có đồng ý với bất kỳ điều gì, dù tỏ thái độ thế nào, người làm cấp dưới vẫn phải học cách quên nhanh hơn cả lãnh đạo, đây mới chính là thông minh, nhanh trí. Dù sao thì vị trí của lãnh đạo vẫn còn ở đó rõ ràng, dù thật sự hắn có muốn mời lại, sợ rằng vị cục trưởng lật kia cũng không đám để cho bí thư Trần Tiêu xài một xu nào, nếu không thì đầu của hắn đã thật sự là củ khoai tây thư ký vội vàng lên tiếng đồng ý, sau khi thư ký rời khỏi phòng thì Trần Lộ Giao bắt đầu khẽ dựa lưng lên lưng ghế lãnh đạo ở phía sau. Hắn thản nhiên chờ đợi, hắn tin vị cục trưởng cục điện lực là Ngụy Sinh Tân sẽ mang đến cho mình một tin tốt. Tai vạ đến nơi sẽ bay, biết đầu trước kia Ngụy Sinh Tân sẽ cố gắng bao che cho Tiếu Tử Đông, nhưng bây giờ Tiếu Tử Đông đã là khó bảo toàn, hắn vì bảo toàn cho bản thân, không phải cách tốt nhất là đổ hết cả tội lỗi lên người Tiếu Tử Đông sao đến lúc đó tất cả đều do một mình tiếu tử đông gánh chịu bí thư trần giọng điệu của kinh tế rất khẽ nhưng lại cắt đứt dòng suy nghĩ của trần lộ giao trần lộ giao đang rất sảng khoái hắn dùng ánh mắt mất hứng nhìn thư ký của mình nhưng hắn là một người có trình độ cao hắn cũng không quá mức so đo với thư ký của mình vào thời điểm thế này sau phút giây mất vui ngắn ngủi thì hắn lại trở nên vui sướng cũng rộng lượng hơn với những hành vi của thư ký việc gì vậy Trần Lộ Giao dùng ánh mắt tùy ý nhìn thư ký, sau đó khẽ hỏi. Bí thư Trần, có người mời anh dùng cơm. Thư ký dùng giọng rất chú ý nói với Trần Lộ Giao. Gương mặt Trần Lộ Giao vốn đang cười chợt trầm xuống, hắn vừa rồi không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Nhưng lúc này thư ký vẫn ngốc nghếch như thế, không phải đang cố ý ép hắn nổi giận à? Tôi chưa nói cậu từ chối hết sao? Âm thanh của Trần Lộ Giao rất thấp thế nhưng lại ẩn giấu cảm giác lạnh lẽo, điều này làm cho người ta cảm thấy không rét mà run. Thư ký tất nhiên hiểu rõ thói quen của Trần Lộ Giao như trong lòng bàn tay, lúc này thấy bí thư Trần Lộ Giao giận tím mặt thì trong lòng thầm run dày, hắn lên tiếng. Vừa rồi là Tôn Hạ Châu gọi điện thoại đến, nói là Chủ tịch Vương muốn mời anh dùng cơm. Chủ tịch Vương mời dùng cơm, những từ ngữ này thật sự mới ra khỏi miệng thư ký đã làm cho cảm giác tức giận của hắn biến mất sạch sẽ. Tuy hắn luôn coi Vương Tử Quân là đối thủ lớn nhất của mình, thế nhưng hắn cũng cực kỳ quan tâm đến những chuyện của đối phương trần lộ giao khoát tay áo với thư ký hắn chậm rãi nhắm mắt lại gương mặt hắn vẫn bình tĩnh thế nhưng lúc này trong lòng lại bùng sóng vương tử quân mời khách vì vấn đề gì thì trần lộ giao không cần dùng đầu óc cũng có thể biết rất rõ ràng muốn nói vương tử quân mời khách thì chính mình tốt nhất không nên đi nhưng hắn lại thật sự không muốn gọn gàng dứt khoát trong chuyện này lúc này giống như trong lòng có hàng ngàn con kiến đang bò rất ngứa ngáy khó chịu hắn muốn nhân cơ hội này để làm khó vương tử quân, để cho vị chủ tịch huyện hùng mạnh này xấu hổ một phen, cũng cho đối phương biết huyện Lô Bắc này không phải là nơi mà hắn có thể dùng một tay che trời. Rất nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu Trần Lộ Giao, dưới tình huống suy nghĩ nhiều lần thì Trần Lộ Giao cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Hắn trợn mắt rồi chàm giọng hỏi thư ký. Khi nào, địa điểm ở đâu? Thư ký nhìn vẻ mặt biến đổi của Trần Lộ Giao, hắn biết lần này mình xem như thành công, thế là cũng không dám trần trừ mà nói ngay. Tôn Hạ Châu gọi điện thoại nói tối nay mời anh đến quán giáp ngư thôn. Tốt, cậu đi gọi điện thoại nói với Tôn Hạ Châu, nói tôi sẽ đến đúng giờ. Trần Lộ Giao đứng lên khỏi ghế sa lông rồi trầm giọng nói. Sau khi Trần Lộ Giao trở thành phó bí thư thì không biết đã tham gia bao nhiêu hội nghị tiếp đãi và bữa tiệc chiêu đãi, thế nhưng mỗi lần như vậy đều rất nhàn nhã bình thường, căn bản không quá quan tâm. Nhưng lúc này vương tử quân mở tiệc mời rượu, điều này lại làm cho một cảm giác hưng phấn bùng lên từ tận đáy lòng. Cảm giác hưng phấn này làm cho người ta giống như trẻ thêm ra cả chục tuổi, cảm giác này trần lộ giao chưa từng được nếm qua sau khi tiến lên làm phó bí thư huyện ủy. Nếu như nói trước kia hắn từng có nếm qua cảm giác này, đó chính là khi hắn hơn 30 tuổi, hắn đã đánh bại đối thủ cạnh tranh để tiến lên nắm chức bí thư đảng ủy xã. Lần đó cũng rất hưng phấn, nhưng cũng không đúng, phải là giờ này hưng phấn hơn mới đúng, dù sao thì đối thủ lúc này cũng mạnh mẽ hơn không ít. Dù có nhiều điểm không muốn thừa nhận, thế nhưng thật lòng thì Trần Lộ Giao luôn xem Vương Tử Quân là một đối thủ cực mạnh của mình. Có thể làm cho một đối thủ hùng mạnh cúi đầu xin tha thứ, đây là cảm giác sảng khoái cỡ nào. Dù đối phương cầu xin tha thứ thì mình chưa chắc đã bỏ qua, thế nhưng Trần Lộ Giao vẫn tình nguyện đi hưởng thụ quá trình này. Thời điểm này giống như thời gian trôi qua quá chậm, Trần Lộ Giao nhìn kim đồng hồ tích tắc chậm rãi mà trong lòng sinh ra một cảm giác hận không thể tự vặn giờ, làm cho nó quay thêm vài vòng nữa. Tuy trong lòng rất muốn đến gặp người kia thế nhưng Trần Lộ Giao vẫn ngồi ngay tại chỗ cực kỳ bình tĩnh, ngồi đợi bầu trời dần tối. Hắn muốn kẻ kiêu ngạo kia biến thành kẻ bình thường, đến sẵn chờ mình đến. Cuối cùng cũng đã đến đúng thời điểm, Trần Lộ Giao lúc này ngồi lên chiếc xe Santana của mình, sau khi nói một câu với lái xe trần lộ giao đã muốn nghĩ đến tình huống của vương tử quân không biết tên khốn thích cường thế này sẽ có bộ dạng thế nào trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ như vậy trần lộ giao cảm thấy trong lòng mình lóe lên hình ảnh đối phương đang cầu xin mình hắn thật sự rất hưởng thụ cảm giác này thật sự rất vui sướng đắc ý hy vọng chủ tịch vương có thể cho mình niềm vui như vậy trần lộ giao bắt đầu có hàng loạt ý nghĩ khóe miệng không khỏi tăng thêm vài phần vui sướng Giáp ngư thôn lúc này vẫn đèn đuốc sáng trưng, chỉ cần có chủ tịch lưu thì lưu mập sẽ luôn kinh doanh phát đạt mà không tụt dốc. Lúc này dưới ánh sáng lấp lóe của ánh đèn biển hiệu, ông chủ lưu mập của quán giáp ngư thôn đang mỉm cười chào hỏi từng vị khách đi vào bên trong. Trần lộ giao lúc này cũng không muốn cho nhiều người phát hiện ra mình, cho nên hắn chờ tên lưu mập đưa vài người vào trong cổng, cuối cùng mới xuống xe. Nói trắng ra thì ánh mắt của lưu mập không tầm thường, khi thấy trần lộ giao thì gương mặt tràn đầy nụ cười nhưng khi hắn chuẩn bị đi về phía Trần Lộ Giao, hắn chợt nhớ đến điều gì đó, thế là xoay người đi về phía một hành lang khác trong giáp ngư thôn. Lưu Mập có động tác kỳ quái, điều này thật ra rất dễ giải thích, vì khi hắn quay đầu thì Trần Lộ Giao đã thấy được Tôn Hạ Châu từ bên trong đi ra. Trần Lộ Giao tất nhiên sẽ không xa lạ gì Tôn Hạ Châu, chưa nói đến vị trí phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, nhiều trường hợp Tôn Hạ Châu làm đại biểu cho Vương Tử Quân, thế cho nên Trần Lộ Giao cũng coi trọng tư cách của hắn. Bí thư Trần, mời sang bên này, Chủ tịch Vương đang chờ anh bên trong. Tôn Hạ Châu đi đến bên cạnh Trần Lộ Giao, hắn dùng giọng điệu tươi cười như hoa nói với Phó Bí thư Trần. Trần Lộ Giao khẽ gật đầu, hắn nhìn Tôn Hạ Châu, sau đó thản nhiên nói. Vậy thì cậu dẫn đường, cũng không thể để cho Chủ tịch Vương chờ lâu được. Trần Lộ Giao nói tuy khách khí nhưng thực tế lại phá vỡ quy củ quan trường, nói trắng ra thì địa vị hai người có sự cách biệt, dù không phải là vương tử quân mời khách thì trần lộ giao cũng phải đến trước một bước bây giờ trần lộ giao không những đề cập đến trước còn nói rằng chủ tịch vương phải chờ mình tôn hạ châu nào không chú ý đến chút vấn đề nhỏ nhặt này tuy hắn đã rất tức giận nhưng vào thời điểm này lại nhớ đến những lời của chủ tịch vương không thể gây thêm chuyện cho chủ tịch vương tôn hạ châu thầm nói sau đó hắn cười tủm tỉm nói bí thư trần mời ngài đi sang bên này đây là một khu vườn khá yên tĩnh, giống như nó có thể khăn cách với những khu vực ồn ào bên ngoài, cho người ta lấy lại được cảm giác yên tĩnh trong náo loạn. Trần Lộ Giao nhìn bốn phía là cây cối màu xanh, trong lòng thầm thở dài, lưu mập kinh doanh giáp ngư thôn thật sự có dựa vào uy tín của bố là chủ tịch mặt trận tổ quốc huyện Lô Bắc, thế nhưng bản thân lưu mập cũng có óc kinh doanh không thua kém ai. Chỉ là Trần Lộ Giao không có hứng thú với lưu mập, sau khi tiến vào khu vườn thì ánh mắt của hắn nhìn về phía một mái đỉnh có đèn sáng, thấy dưới ánh đèn là một người cao lớn ngạo nghễ đứng đó với bộ dạng ung dung bình tĩnh, cùng dung hợp với không gian u ám chung quanh, thật sự giống như hóa thành một bức tranh cực đẹp. Thật sự là một hoàn cảnh tốt, nếu mình ở vào hoàn cảnh đẹp thế này mà vung tay áp chế tự tôn của đối phương, như vậy sẽ là chuyện đáng sảng khoái đến mức nào. Trần Lộ Giao Thầm cảm thán Vương Tử Quân rất biết cách chọn địa điểm, sau đó cảm giác vui sướng trong lòng chờ tăng lên vài phần. Ha ha ha, Chủ tịch Vương, đời người giống như một trò đùa, bất kỳ nhân vật gì cũng là một trò đùa. Cuối cùng thì chủ tịch vương vẫn là người cao nhã, có thể tìm ra một chỗ thanh tỉnh thế này, tôi cũng thật sự phục anh. Tôi có thể ở chỗ này uống vài ly rượu vui vẻ với chủ tịch vương, thật sự là quá may mắn. Trần Lộ Giao cất bước rồi dùng giọng tùy tiện nói, lúc này hắn đã cảm thấy mình hoàn toàn có thể ngồi ngang hàng với đối phương. Không, phải là từ trên nhìn xuống, dù đối phương có địa vị cao hơn mình, thế nhưng lúc này đối phương đang có chuyện cần cầu mình, như vậy mình hoàn toàn có thể đứng trên vị thế cao để nhìn vào hắn, những năm này có câu rất hay, quan huyện không bằng quan đang nắm quyền trong tay. Bình thường thì không đốt hương, lúc sự việc đến thân mới ôm chân Phật, vương tử quân lúc này khó khăn mới đến tìm ông, như vậy thì sao? Lúc này xem ra tên vương tử quân này tâm tình đã rối loạn, Trần Lộ giao thầm nghĩ như vậy, thế là nhịp bước chân cũng mạnh thêm vài phần. Trên mặt vương tử quân lúc này tràn đầy nụ cười hắn tất nhiên có thể cảm nhận được sự đắc ý của Trần Lộ Giao, nhưng lần này mình chủ động mời đối phương, vì chút lễ phép tối thiểu, thôi thì cố kỵ đối phương một chút cho xong. Bí thư Trần cứ nói đùa, nói thẳng ra thì tôi đã đến huyện Lô Bắc này một thời gian dài, cũng chưa lần nào tự mình mời rượu bí thư Trần, tôi thấy thật hổ thẹn. Vương tử quân vừa phong độ mời Trần Lộ Giao ngồi xuống vừa mỉm cười nói. Cảm giác đắc ý của Trần Lộ Giao lại tăng thêm vài phần, lúc này vương tử quân trong mắt hắn cũng giống như những người đến cầu xin mình, tư thái của đối phương có khác nào đám người nịnh hót kia đâu. Hắn nghĩ đến tình huống tiếu tử đông khó thể xoay người trong tay mình, thế là càng thêm đắc ý. chương 302 con giận trên đầu lãnh đạo cũng có hai mắt. Ha ha ha, chủ tịch vương quá khách khí rồi, nói như vậy cũng làm tôi đây xấu hổ, cậu đến huyện Lô bác đã được một năm, chúng ta mỗi ngày đều trợn tròn hai mắt, bận đến tối mặt, cũng không có thời gian để anh em bàn luận một chút được. Trần Lộ Giao ngồi xuống ghế rất có khí thế, lúc này hắn cũng không khiêm tốn, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế vốn thuộc về Vương Tử Quân. Dù Trần Lộ Giao có lớn tuổi hơn nhưng nếu so sánh về địa vị thì lại thấp hơn, dù Vương Tử Quân mời khách thì Trần Lộ Giao cũng không nên ngồi ở vị trí thượng vị, hơn nữa một câu xưng tôi cậu cũng không nên xuất hiện. Nhưng Trần Lộ Giao bây giờ lại cảm thấy mình mạnh mẽ hơn người, chính mình đã đè ép làm cho vương tử quân phải đến cầu cạnh, như vậy chút việc nhỏ lễ tiết như thế cũng không cần quan tâm. Vương tử quân chỉ cười nhạt, giống như hắn hoàn toàn không ý thức được những từ ngữ khó chịu của Trần Lộ Giao. Hắn khẽ vung tay, nhân viên phục vụ đã nhanh chóng dọn dẹp bàn và dâng thức ăn. Tám món ăn đã được dâng lên chỉ sau nháy mắt, dù chỉ là những món ăn đơn giản, thế nhưng mỗi món đều được thực hiện rất công phu, hương sắc đầy đủ, vừa nhìn đã làm cho người ta cảm thấy thèm thuồng bí thư trần tôi thấy không bằng chúng ta uống thêm chút rượu anh thấy thế nào vương tử quân thuận tay mở nắp một chai rượu kiến nam xuân sau đó lại dùng giọng khách khí nói trần lộ giao trước kia cũng không có yêu cầu gì với rượu nhưng lúc này người mời là vương tử quân thế nên hắn mới ngạo mạn lên tiếng kiến nam xuân không hợp với khẩu vị của tôi tôi chỉ muốn uống mao đài hôm nay trần lộ giao chợt cảm thấy vương tử quân đặc biệt hiền hòa quả nhiên bộ dạng của đối phương giống hệt như những gì mình từng nghĩ. Chủ tịch Vương khẽ mở một chai kiến Nam Xuân lên mặt bàn, sau đó với tay với nhân viên phục vụ đứng ở phía xa, chỉ sau chốc lát thì một chai rượu mao đài đã được đưa đến. Trần Lộ Giao nhìn nhân viên phục vụ khẽ mở chai rượu mao đài mà càng cảm thấy đắc ý, có thể làm cho Vương Tử Quân phải như vậy với mình, hi hi, dù thế nào cũng là một cảm giác hưởng thụ. Hơn nữa điều làm cho hắn càng cảm thấy sảng khoái chính là lần này mình chỉ hưởng thụ mà không nhận việc, dù vương tử quân có nói thế nào thì mình cũng sẽ không đồng ý. Cậu vương, rượu mao đài này mới dễ uống, nâng ly, anh mời cậu một ly, sau này còn công tác nhiều với nhau, nên nhìn trước nhìn sau, nếu không cũng rơi vào thế bị động. Trần lộ giao nâng ly rượu mao đài trong tay lên, hắn dùng giọng có vài phần chế nhạo nói. Vương tử quân khẽ nâng ly rượu lên, hắn cũng không nói lời nào mà trực tiếp uống cạn. Trần lộ giao thấy vương tử quân sảng khoái như vậy thì thầm vui vẻ, xem ra đối phương cũng có lúc bị ép như vậy vương tử quân gần đây nổi tiếng là người cường thế lúc này phục tùng thật sự quá đẹp mắt thế là tâm tình của trần lộ giao sảng khoái đến cực điểm cậu vương vì anh em chúng ta có thể ngồi ở chỗ này chúng ta cùng cạn ly trần lộ giao lại lắc lắc ly rượu sau đó mỉm cười nói với vương tử quân vương tử quân nhìn trần lộ giao nở nụ cười mà không nói gì hắn nâng ly rượu lên uống cạn sau đó lại đặt ly xuống Trần Lộ Giao nhìn thấy bộ dạng của Vương Tử Quân giống như cúi đầu nhận lỗi, hơn nữa lại không nói lời nào, hắn chợt cảm thấy có chút không thoải mái. Tên này sao chỉ biết uống rượu mà không biết mở miệng nói vài câu nhận lỗi. Chuyện đến đầu mà còn mạnh miệng, tiểu tử này còn chưa rơi vào thùng máu thì chưa biết sợ sao. Đợi đến đúng thời điểm mấu chốt ông thoa thuốc nhỏ mắt, như vậy có muốn lên tiếng cũng không còn kịp, nên biết rằng huyện Lô Bắc này cũng không phải là nơi mà Vương Tử Quân có thể một tay che trời. Cậu Vương, sau một thời gian dài hai chúng ta công tác cùng nhau, anh thấy cậu cũng là người tốt, nhưng cậu cũng đừng nên quá háo thắng, tôi nói cho cậu biết, cán bộ trong quan trường phải như lò xo, so, lúc đáng yếu thì nên yếu, lúc đáng mạnh thì nên mạnh. Cậu nếu cứ tiếp tục cứng nhắc dai dẳng như vậy, một ngày sẽ gặp phải lực tác động mạnh, sẽ phải gãy đổ. Vì vậy mà anh đây khuyên cậu một câu, quá cường thế cũng không có kết quả gì tốt, vào thời điểm mấu chốt cũng nên học cách tùy ý, lúc cần thì đi về phía trước xem xét lúc gần cũng nên lui ra đứng phía sau nếu không sẽ té vỡ đầu chảy máu cậu xem không phải hôm nay cũng đến lúc cậu phải cầu cạnh người ta sao trần lộ giao vừa nói vừa khẽ nâng ly rượu rượu mao đài tinh khiết và thơm mát càng làm hắn thoải mái một câu nói cậu vương càng thêm thuận miệng cậu vương hôm nay cậu mời anh ra uống rượu hai chúng ta đều hiểu ngầm nhau anh đây thứ gì cũng biết nhưng này cậu vương tôi nói thật cho cậu biết sự kiện này anh cũng không làm gì được ôi cậu đã đắc tội với người ta bây giờ người ta ra tay cũng phải chịu giống như câu nói tên đã lên dây không thể không bắn nếu muốn anh hạ thủ lưu tình thì cũng rất khó trần lộ giao nói đến đây thì ánh mắt khẽ liếc sang nhìn vương tử quân khóe miệng càng có thêm chút đùa giỡn đáng lý tôi cũng không muốn tham gia bữa tiệc rượu hôm nay nhưng nghĩ đến tình huống cậu vương cũng là người cầm quyền nếu anh không đến thì cũng rất thương cảm thế cho nên anh mới làm công tác tư tưởng vẫn phải đến ít nhất thì anh cũng nể mặt cậu Trần Lộ Giao nói cực kỳ khách khí nhưng ý nghĩa lại quá rõ ràng, dù Vương Tử Quân có chủ động cầu cạnh như thế nào thì tôi cũng không làm gì được, mà cũng đừng nên trách tôi. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt cực kỳ đắc ý của Trần Lộ Giao, hắn cười nhạt, sau đó đặt ly rượu trong tay của mình xuống, lại nói. Lần này tôi mời Bí Thư Trần đến dùng rượu thật sự là có chuyện, nhưng không liên quan gì đến những gì mà Bí Thư Trần vừa nói. Vương Tử Quân nói rồi lấy ra một phần tài liệu đưa đến cho Trần Lộ Giao đây có một phần tài liệu không tệ, người khác đưa cho tôi, bây giờ tôi đưa cho bí thư Trần đánh giá xem thế nào. Trần lộ giao dù có chút đắc ý quên hình nhưng lúc này đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo, khi vương tử quân đưa tài liệu đến, trong lòng hắn chợt sinh ra cảm giác không tốt. Ánh đèn dù có hơi mở thế nhưng cũng không thể ngăn cản Trần lộ giao đọc tài liệu, xuyên thấu qua ánh đèn, Trần lộ giao phát hiện tài liệu này cũng không có tiêu đề, nhưng thứ đập vào mắt hắn đầu tiên chính là ba chữ triệu tiểu thúy. Ba chữ này quá quen thuộc với Trần Lộ Giao, vì chủ nhân của cái tên này đã cùng sống với hắn hơn 20 năm, vì sao không thân thuộc. Trong tài liệu ghi rõ Triệu Tiểu Thúy chỉ là một nông dân ở nông thôn, chỉ sau một năm lại biến thành giáo viên, sau khi bí thư Trần lên chức thì nàng lại tiếp tục biến đổi thân phận, trở thành nhân tuyển cho chức vụ phó cục trưởng cục lao động. Sau tài liệu về Triệu Tiểu Thúy thì chính là một người tên là Trần Đức Long, người này dù công tác ở một ngân hàng ở thành phố Hồng Ngọc, thế nhưng lại có biên chế cho hắn ở cục biêu điện của huyện Lô Bắc, đồng thời cũng có cả tiền lương. Dựa theo tài liệu thì người này căn bản chưa từng có một ngày công tác ở cục biêu điện, nhưng lại được nhận tiền lương trong thời gian 5-6 năm qua. Buồn cười nhất chính là một cô gái tên Trần Hiểu Phương, bây giờ còn đang học phổ thông, thế nhưng lại có 2 năm công tác, đã được nhận lương trong thời gian 2 năm qua ở cục lao động. Triệu Xuân Sơn, là cán bộ xã Thượng Sơn, vốn là nông dân xã Thượng Sơn, năm đó tiến vào công tác ở Ủy ban xã Thượng Sơn, chính là anh vợ của bí thư Trần Lộ Giao. Tay Trần Lộ Giao liên tục run rẩy tài liệu này ghi chép những thứ gì thì hắn biết rất rõ, hơn nữa thật sự không chút sai lệch với sự thật. Hắn nhìn bản tài liệu ghi chép về hơn 20 người trong tay, thế là tâm tình lạnh như băng, hắn biết rõ lần này mình thật sự khó thể nào chịu được. Chủ tịch Vương, tôi. Bàn tay Trần Lộ Giao không ngừng run rẩy lúc này hắn đã không còn gọi Vương Tử Quân là cậu Vương, cũng không còn tự mình xưng anh, chán bóng loáng đã vã ra một tầng mồ hôi. Bí thư Trần, tôi mời anh một ly, tôi cảm thấy bạn bè anh em đều có đường để đi, người nên tha thì cứ tha, giúp nhau cùng phát triển, giúp nhau xử lý vấn đề, cộng đồng chung chí hướng. Tôi tin tưởng sau khi đồng cam cộng khổ thì chúng ta sẽ hợp tác tốt. Vương Tử Quân nói, sau đó hắn nâng ly rượu lên mời Trần Lộ Giao. Trần Lộ Giao vươn tay muốn cầm lấy ly rượu của mình, nhưng khi hắn đụng vào ly thì giống như nghĩ ra vấn đề gì đó hắn vội vàng dùng hai tay nâng ly lên khẽ cụm ly với vương tử quân vẻ đắc ý trên gương mặt đã không còn chỉ còn lại biểu hiện cực kỳ cẩn thận tôi còn có một vài việc khắc cũng không ngồi cùng với bí thư trần được nữa tôi cảm thấy sau này chúng ta có cơ hội sẽ uống sao cho thoải mái một phen vương tử quân đặt ly rượu xuống rồi đi ra ngoài sân trần lộ giao liên tục nở nụ cười nhìn vương tử quân rời khỏi nơi này sau đó mới đặt mông ngồi xuống ghế nhìn sắp tài liệu dày đặc hắn cảm thấy toàn thân mệt mỏi dã rời trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ chính mình dùng đá đập chân mình ngoài miệng không lông thì làm việc không tốn sức con bà nó vì sao mình lại dùng thủ đoạn này để công kích người ta chứ trần lộ giao vừa uống rượu vừa lên tiếng mắng chính mình trần lộ giao là người bắt tay vào điều tra vụ cháu gái của tiếu tử đông chiếm chỉ tiêu của con gái một nhân viên tàn tật sự kiện này hầu như thu hút sự quan tâm của nhân dân huyện Lô Bắc. Lúc này dù là nhân viên công tác của Ủy ban huyện hay các xã thị trấn bên dưới, ai cũng chú tâm vào công tác điều tra của Trần Lộ Giao, rất trông mong phần kết quả điều tra này. Hai ngày trôi qua, lúc này huyện Lô Bắc cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng lại có không ít người cảm nhận được những con sóng ngầm đang tuôn trào dưới không gian bình tĩnh tạm thời này. Những nhóm hai ba người cứ liên tục đi vào góc tối thì thầm những câu nói gì đó. Nhưng khi thời gian dần trôi thì tất cả những nghị luận nhanh chóng lắng xuống, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía phòng họp lúc này đang được quét dọn sạch sẽ. Thời gian mà Chủ tịch thành phố An Dịch là Lý Giật Phong quy định đã đến, hôm nay Bí Thư Trần Lộ giao phụ trách sự kiện Tiếu Tử Đông sẽ phải thông báo kết quả điều tra cho hội nghị thường ủy. Suốt cuộc kết quả điều tra của Bí Thư Trần sẽ là thế nào, đối với những cán bộ thông minh xảo quyệt trong ủy ban thì căn bản không cần dùng đầu cũng có thể nghĩ ra được lúc này lại tiếp tục có một tràng long tranh hổ đấu diễn ra nhưng lần này liệu chủ tịch vương có thể tiếp tục giữ vững được quyền uy và lực ảnh hưởng của mình hay không? vấn đề này thật sự cứ tràn ngập trong lòng mỗi người sự việc này dù nhìn thì có vẻ cách biệt rất xa nhưng thực tế lại có rất nhiều người quan tâm vì cả khu vực huyện ủy hay khối chính quyền đều là một vòng quan hệ lớn mỗi cấp mỗi cấp đều có quan hệ khác biệt dưới tình huống được mọi người chú ý dương quân tài là người đang hưởng thụ cảm giác làm chủ gia đình huyện lô bắc lúc này đang ngồi rất yên ổn và vui thích, tất cả mọi thứ đều đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Lần này dù không ép chết phương tử quân, thế nhưng ít nhất mình cũng có thể chặt đứt được một cánh tay của đối phương, đồng thời cũng tăng lực ảnh hưởng và sức mạnh cho mình. Bí thư dương, thật sự là quá đẹp. Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy lưu truyền pháp đi đến phòng làm việc của Dương Quân Tài, khi hắn nhìn thấy bộ trà cụ mới của Dương Quân Tài thì tiến lên dùng giọng vui vẻ nói. Nếu như nói trong đám thường ủy có người nào được Dương Quân Tài tin tưởng nhất thì đó phải là vị chủ nhiệm văn phòng huyện ủy lưu truyền pháp được Phó Bí Thư Trình Vạn Thọ giới thiệu đến. Dương Quân Tài cũng không đặt cái ly trong tay xuống, hắn uống một ngụm, sau đó mới đưa tay còn lại xuống bộ trà cụ, lấy một ly sứ thanh hoa đưa sang cho lưu truyền pháp, lại nói. Uống đi, truyền pháp, thử một chút tay nghề của tôi, trà thiết quan âm này không phải là loại tốt nhất, thế nhưng vẫn rất đáng được thưởng thức. Lưu truyền pháp tất nhiên sẽ không dám lên tiếng với sở thích của bí thư, hơn nữa bây giờ hắn còn có một ý nghĩ cần được bí thư Dương giúp đỡ. Hắn nâng ly trà thơm ngát lên nhấp một ngụm, sau đó hắn mỉm cười nói: "Người thường thích xem náo nhiệt, người bên trong thích bàn tán, bí thư Dương, tôi không hiểu trà thế nhưng cũng từng được uống trà thiết quan âm vài lần, mà lần này cảm thấy mùi thơm của hoa mai khá nồng." Dương Quân tài cười, hắn đặt bình trà xuống, sau đó nâng một cái ly trước mặt lên nói: Uống trà cũng xem như là một tật xấu, nếu nói trắng ra thì uống trà chủ yếu là uống tâm tình, nếu anh tâm tình tốt thì dù là lá trà bình thường uống vào cũng có thể cảm nhận được hương vị tinh phẩm. Bí thư Dương thật sự nói rất hay, tôi tuy không thích uống trà nhưng nghe vào cũng thấu hiểu, ha ha, xem ra sau này nên đến quấy nhiễu bí thư Dương nhiều hơn. Vợ ở nhà nói đi theo đảng thì sự nghiệp sẽ ngày càng phát triển, tôi thấy đi theo bí thư Dương phẩm trà cũng không có gì là kém lưu truyền pháp nói càng làm cho Dương quân tài cười híp mắt, càng thêm đắc ý. Hắn cười nhạt rót cho lưu truyền pháp một ly trà, sau đó cười nói. Hôm nay anh nói rất hay, nhất định là có chuyện gì, chỉ cần tôi có thể làm được, tuyệt đối sẽ không làm cho anh thất vọng. Lưu truyền pháp nhìn vẻ mặt hết sức đắc ý của Dương quân tài, trong lòng chợt sinh ra cảm giác giống như thấy được tình huống vị bí thư này đắc ý quên hình, nhưng hắn sẽ không dại mà mở miệng nhắc nhở, vì vào tình huống này thì có kẻ nào ngu đến mức làm cho lãnh đạo mất hứng. Người làm quan chỉ có thể nhớ rõ một câu, dù là giận trên đầu lãnh đạo thì cũng có mắt. Lưu truyền pháp áp chế tâm tư của mình, hắn cười nói. Bí thư Dương, lần này tiếu tử đông dù sao cũng khó thoát khỏi kiếp nạn, tôi cảm thấy vị trí phó chủ tịch thường vụ dù thế nào cũng không nên để rơi vào trong tay người ngoài. Nếu có thể phát huy tốt thì chức vụ này còn mạnh hơn cả phó bí thư, chỉ cần có thể cản tay của vương tử quân, như vậy thì rất tốt, có thể ép hắn ngay chính trong khối chính quyền. Vẻ mặt Dương Quân Tài càng thêm nghiêm túc, hắn sao không hiểu sự mẫn cảm của vị trí phó chủ tịch thường vụ này. Chỉ cần cho người của mình vào nắm vị trí thứ hai trong khối chính quyền huyện Lô Bắc, như vậy dù Vương Tử Quân có thủ đoạn tuyệt diệu thì không làm tốt cũng bị chính mình dắt mũi dẫn đi. Anh nói không sai, đợi Tiếu Tử Đông bị xử lý xong thì chúng ta phải nắm bắt vị trí này, anh có nhân tuyển nào thích hợp không? Dương Quân Tài trầm ngâm một lát, Lúc này mới mở miệng hỏi Lưu Truyền Pháp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết tập 27.